Vụ án giết người ở Đại Hưng An đã làm Diệp gia bị thương nặng, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Diệp gia chính là bị thương một ít nguyên khí mà thôi. Trước đó vài ngày Đông Lai đã thề son thề sắt có thể lấy được tư liệu kỹ thuật quân sự, cố gắng làm Diệp gia mất đi lợi thế, nhưng mà lại bị mặt trên bác bỏ, hiện giờ Đông Lai gặp họa, tất nhiên Diệp gia sẽ không ngồi yên. Mọi người đều ra mặt bảo vệ Đông Lai, cho dù Diệp gia không đồng ý cũng có thấm gì đâu. Tịch Hồ có chút khó hiểu. Đông Lai đích xác không có việc gì. Vẻ mặt Tịch Nhân Đình cơ trí. Nhưng mà Diệp gia sẽ nhân cơ hội này để bành trướng thế lực, dù sao tất cả mọi người cũng không giống như chúng ta, không đoán được sẽ không bùng nổ chiến tranh, mọi người cũng không cứng rắn như Lão Tiêu. Sau đó, nếu như Diệp gia phất cờ tung bay thì hiệu quả không nói cũng biết. Nhất Hồ bá ứng. Trong đầu Tịch Hồ hiện lên mấy chữ này. Ở hắn xem ra, nếu như Diệp gia khăng khăng yêu cầu giao ra Bùi Đông Lai thì nhất định sẽ được mọi người ủng hộ. Cùng lúc đó, trong Hoàng gia Lâm Viên, Diệp Thạch lại nở ra nụ cười hiếm thấy. Bởi vì hắn đã biết chuyện tối qua, cũng biết rõ tình thế hiện tại. Ông, coi như lúc Diệp Thạch chuẩn bị đứng dậy đi tham gia hội nghị thì điện thoại của hắn rung lên. Nghe tiếng chuông điện thoại thì hắn lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Diệp Cô Thành. Cậu gọi điện cho ta là muốn cầu tình cho tên nghiệt chủng kia phải không? Diệp Thạch liền nghe máy, Hành Văn gãy gọn nói, ngữ khí hơi lộ bất mãn. Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với nó, đạt được hiệp nghị, nếu Diệp gia không nhúng tay vào chuyện này thì ân oán hai nhà Bùi Diệp sẽ được xóa bỏ. Diệp Cô Thành ăn ngay nói thật. Xóa bỏ, ha ha, ha ha ha. Ha 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 ha. Diệp Thạch nghe vậy thì cười to lên. Tên nghiệt chủng kia đã giết chết Tranh Vanh, khiến cho Tiểu Cấm mất đi cơ hội đứng ở đỉnh quyền lực, làm cho Diệp gia chúng ta nguyên khí đại thương. Bây giờ hắn lại muốn xóa bỏ sao? Hắn có tư cách gì nói những lời này? Tịch gia là chỗ dựa của hắn. Diệp Cô Thành ngữ xuất kinh nhân. Là lá bài tẩy cuối cùng mà Bùi Vũ Phu lưu lại. Hả? Lại nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì đồng tử Diệp Thạch đột nhiên phóng đại, theo sau hắn lại nheo mắt, tinh quang trong mắt lóe ra. Cậu xác định. Xác định. Vậy không còn gì tốt hơn. Diệp Thạch lại nở nụ cười, cười như là một con hồ ly giảo hoạt. Tuy rằng ta không cho rằng là toàn bộ thế lực sau lưng của hắn, nhưng mà ta lại muốn thấy toàn bộ thế lực phía sau của hắn nổi lên, bởi vì có như vậy thì ta mới thấy được mấy lão gia kia gia nhập vào quân đoàn của hắn. Để Diệp gia chúng ta một đao diệt sạch, để Diệp gia tái hiện huy hoàng. Diệp Cô Thành không phản bác được. Ở hắn xem ra, nếu như bây giờ Diệp gia ra mặt thì cho dù có Tịch gia đi chăng nữa thì cũng không thể bảo vệ Bùi Đông Lai. Nghe được Diệp Thạch nói những lời này thì Diệp Cô Thành biết Diệp Thạch nói sự thật. Đồng thời hắn cũng biết nếu Bùi Đông Lai bị bảo vệ thì Diệp gia mới có thể tái hiện lại huy hoàng, đến lúc đó Diệp gia sẽ tìm đủ lý do để chèn ép Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai căn bản không thể sống yên ở quốc nội. Còn về phần nước ngoài, đến lúc đó Bùi Đông Lai sẽ bị toàn bộ những thế lực ngầm kia phong sát. Trong thư phòng ở biệt thự quận Gôn, Bùi Đông Lai ngồi ở trước bàn đọc sách, trên bàn sách bày biện một đống tư liệu về Nhật Bản, tư liệu chính là hội tam hợp, Yakuza, tam lăng tài phiệt, đệ nhất khuyến hòa tài phiệt, tam tỉnh tài phiệt, An gia, Mộc Đằng gia, nhóm thế lực ở bên trong, có thể nói là vô cùng đầy đủ. Bởi vì tư liệu quá nhiều nên Bùi Đông Lai đã ngồi xem từ tối qua đến giờ, chưa nghỉ lần nào. Dưới lầu, Tần Đông Tuyết cởi tạp dề, bưng một chén cháo trắng vừa mới nấu xong đi từ trong bếp ra. Đông Tuyết, tối qua đến giờ Đông Lai còn chưa ngủ, tớ cùng cậu đi lên khuyên bảo cậu ta, để cho cậu ta ăn cháo. Mắt thấy Tần Đông Tuyết bưng cháo ra thì Hạ Y Na đứng lên, tỏ ra lo lắng, nói. Cậu ta sẽ không nghe đâu. Tần Đông Tuyết khe khẽ thở dài. Nàng hiểu rất rõ Bùi Đông Lai. Nàng biết rõ một khi Bùi Đông Lai muốn làm việc gì thì sẽ làm một cách điên cuồng. Được rồi, thử xem vậy. Hạ Y Na nghe vậy thì lo lắng. Sớm hay muộn nếu như cậu ta không đi nghỉ thì sẽ chịu áp lực cả. Được rồi, tớ cùng cậu đi lên. Tần Đông Tuyết hơi trầm ngâm, gật đầu đồng ý đề nghị của Hạ Y Na. Két! Nửa phút đồng hồ sau. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tần Đông Tuyết bưng chén cháo cùng Hạ Y Na đi vào thư phòng. Trước bàn đọc sách, Bùi Đông Lai nghe được tiếng cửa mở, biết rõ Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na đến đây, chuẩn bị buông tư liệu, nghỉ ngơi một chút.
Kết quả hắn vừa mới thả tư liệu xuống thì đau của hắn tỏ ra vô cùng đau nhức. Hả? Thình lình xảy cơn đau nhức vốn là làm cho Bùi Đông Lai nhíu mày, theo sau. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt tỏ ra kích động. Từ sau tối qua, bởi vì ảnh hưởng bởi linh hồn của Tiêu Phi nên hắn đã nhận thấy Tiêu Phi muốn dung hợp với mình nhưng mà lại không ngờ lại đến nhanh như thế. Để cho hắn càng không nghĩ đến chính là cơn đau lúc này lại đau hơn so với những lần trước kia. Trí nhớ như là thủy triều đổ vào đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy đầu giống như là muốn nổ tung ra, vẻ mặt tỏ ra thống khổ và kích động, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run lên, mồ hôi tuôn như mưa. Ách! Loảng xoảng loảng xoảng! Thấy một màn như thế thì Tần Đông Tuyết vốn là ngẩn ra, theo sau nhẹ buông tay, chén cháo liền rớt xuống sàn nhà. Đông Lai! Hai người Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết bừng tỉnh, tỏ ra lo lắng chạy về phía Bùi Đông Lai. Bịch! Không đợi Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na vào tới trước người Bùi Đông Lai thì cả người Bùi Đông Lai đã từ trên ghế ngã xuống đất. Đông Lai! Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na vào tới trước người Bùi Đông Lai, nâng Bùi Đông Lai dậy rồi hô to lên. Không trả lời. Đầu Bùi Đông Lai lệch qua một bên, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng mà, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn đã nở ra nụ cười. Một đống tin tức lớn như thế, hẳn là hoàn toàn dung hợp rồi sao? Thật chờ mong a. Trước khi hôn mê, hắn thầm nói với bản thân. Bệnh viện Đông Hải, Bùi Đông Lai đã hôn mê hơn nửa ngày. Két. Cửa phòng bệnh bị mở ra. Viện trưởng bệnh viện Đông Hải cùng với Miêu lão gia tử cùng với những chuyên gia khác từ trong phòng bệnh đi ra. Vương viện trưởng, Bùi Đồng thế nào? Mắt thấy Vương viện trưởng dẫn người đi ra, Quý Hồng mở miệng hỏi trước, không có để ý đến Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na ở bên cạnh. Quý Tổng, dựa theo số liệu cùng với việc Miêu lão tiên sinh kiểm tra bắt mạch thì xác định thân thể Bùi Đồng không có chuyện gì cả. Vương viện trưởng mặc dù biết Tần Đông Tuyết là hôn thê của BDLD nhưng mà Quý Hồng là người trong tập đoàn Đông Hải cho nên nghe Quý Hồng hỏi thì hắn liền trả lời. Bất quá, Bùi Đồng vẫn không có tỉnh lại. Có tìm ra nguyên nhân không? Vương viện trưởng vừa dứt lời, Tần Đông Tuyết liền tiến lên từng bước, mở miệng hỏi. Vương viện trưởng lắc đầu. Không có. Miêu gia gia, ngài xem Đông Lai có gặp nguy hiểm không? Hoặc là nói khi nào cậu ta mới tỉnh lại được. Tần Đông Tuyết thấy Vương viện trưởng lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Miêu lão gia tử. Tình huống Đông Lai vô cùng kỳ lạ. Miêu lão gia tử nhíu mày, như có suy nghĩ gì nói. Năm trước, Vũ Phu bởi vì chuyện Đông Lai thường xuyên không khống chế được thân thể nên đã liên hệ với ta, lúc ấy ta đi đến Trầm Thành bắt mạch cho Đông Lai, phát hiện Đông Lai không có bất cứ dị thường nào, sau đó Vũ Phu lại nói Đông Lai không có xuất hiện loại tình huống kia. Ta cảm thấy được Đông Lai lần này hôn mê cùng có liên quan tới việc đó. Hả? Nghe Miêu lão gia tử nói thế thì một đám chuyên gia đều trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe đến loại quái bệnh như thế này. Mà vẻ lo lắng trên mặt Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na, Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt càng đậm. Miêu gia gia, vậy làm sao bây giờ? Như thế nào thì mới có thể làm cho Đông Lai tỉnh lại? Hạ Y Na mở miệng hỏi, đôi mắt phiếm hồng. Thanh âm khàn khàn. Nghe Hạ Y Na hỏi thế thì mọi người đều nhìn vào Miêu lão gia tử, chờ mong Miêu lão gia tử trả lời. Chỉ có thể dựa vào bản thân của nó mà thôi. Miêu lão gia tử thở dài, theo sau lại sợ hù dọa mọi người, nói an ủi. Bất quá mọi người yên tâm, nếu thân thể Đông Lai không có xuất hiện bất cứ dị thường nào, vậy chứng minh không gặp nguy hiểm. Cảm ơn Miêu gia gia. Nghe được Miêu lão gia tử vừa nói như thế, bốn người Tần Đông Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong đó Tần Đông Tuyết lại cúi đầu cảm ơn. Đông Tuyết, đây là Miêu gia gia phải làm, cháu không cần khách khí thế. Khi nói chuyện, Miêu lão gia tử xoa đầu Tần Đông Tuyết, an ủi. Tốt lắm, chúng ta đi đây, mọi người đi vào đi, nếu Đông Lai biết hãy thông báo cho chúng ta. Vâng, Tần Đông Tuyết gật đầu, sau đó cùng ba người Quý Hồng tránh ra, để đám người Miêu lão gia tử rời đi. Đợi đám người Miêu lão gia tử rời đi thì bốn người Tần Đông Tuyết đều nhìn vào phòng bệnh nơi Bùi Đông Lai đang nằm, ánh mắt vô cùng lo lắng. Lúc này Quý Hồng không có mở miệng nói trước, càng không bước vào trước mà là để việc này cho Tần Đông Tuyết. Chúng ta vào thôi. Tần Đông Tuyết thấy thế, dường như nhìn ra tâm tư Quý Hồng, dẫn đầu đi vào phòng bệnh. Bá! Đi vào phòng bệnh, bốn người Tần Đông Tuyết không hẹn mà dừng bước lại.
ngón tay của hắn động. Lông mi cũng động. Hình như là tỉnh lại. Tỉnh rồi, hắn trợn mắt kia. Trong phòng bệnh, bốn người trừng to mắt nhìn vào Bùi Đông Lai đang ở trên giường bệnh, trước sau mở miệng. Hạ Y Na vừa dứt lời, Bùi Đông Lai liền mở mắt, liếc mắt một cái liền thấy được bốn người Tần Đông Tuyết, chẳng qua là vì hôn mê quá lâu, ánh sáng trong phòng quá mạnh cho nên mắt hắn không thích ứng được. Hắn chỉ hé mắt ra rồi lại nhắm lại. Lộp bộp, thấy được Bùi Đông Lai nhắm hai mắt lại thì đám người Tần Đông Tuyết lại trở nên hoảng sợ. Mọi người tới đây làm gì? Sau đó, lại mở mắt ra, trực tiếp ngồi dậy, buột miệng nói ra. Không trả lời. Ách, Bùi Đông Lai thấy thế thì dường như cảm thấy câu hỏi mình thật ngu ngốc, xấu hổ sờ cái mũi một cái rồi hỏi. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Lão bản thân ái, cậu đã hôn mê gần 20 tiếng rồi. Quý Hồng trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Cậu làm cho chúng tôi cả đêm chưa ngủ. Cậu cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Không đợi Quý Hồng cảm khái xong, Tần Đông Tuyết vội vàng chạy đến giường, cắt ngang lời nói của Quý Hồng. Quý Hồng buồn bực ngậm miệng lại. Không, không có việc gì, tớ không sao. Nghe được Quý Hồng và Tần Đông Tuyết nói thế, nhìn thấy bộ dạng tiểu tụy có bốn người thì Bùi Đông Lai hiểu rõ bốn người đã không ngủ cả đêm, trong lòng không khỏi ấm áp, càng nhiều là áy náy. Cậu thì biết cái gì, bác sĩ mới biết cậu có bị gì hay không? Quý Hồng bĩu môi, khiêu khích nhìn vào Tần Đông Tuyết, rồi trả lời một câu, sau đó thấy Tần Đông Tuyết không có phản ứng, có chút buồn bực nói. Tôi đi gọi bác sĩ. Có máy kìa, dùng máy đó gọi là được. Liễu Nguyệt cũng đi đến chỗ Bùi Đông Lai. Tôi sao, mũ và sao, sao phần trăm mũ và. Quý Hồng muốn mắng người. Một lúc sau, Vương viện trưởng cùng đám người Miêu lão gia tử nghe tin rồi tới, thấy Bùi Đông Lai bình yên vô sự, đều là thở nhẹ một hơi, đồng thời trước tiên làm kiểm tra cho Bùi Đông Lai, cuối cùng xác nhận Bùi Đông Lai không có việc gì. Miêu gia gia nói, lần hôn mê này của cậu có liên quan đến tật xấu trước kia. Đợi Vương viện trưởng, đám người Miêu lão gia tử rời đi rồi, Tần Đông Tuyết nhịn không được hỏi. Có chuyện gì thế? Ách, Bùi Đông Lai nghe vậy, vốn là định nói chân tướng cho bốn người Tần Đông Tuyết biết nhưng mà lại sợ mọi người lo lắng nên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, nói dối. Là do luyện võ. Ách, Tần Đông Tuyết, Liễu Nguyệt cùng Hạ Y Na ba người tỏ ra kinh ngạc, mà Quý Hồng thì ra hoài nghi địa nhìn vào Bùi Đông Lai. Bí thuật của Bùi gia cũng là trong một thời gian ngắn nhất tớ có thể tăng lên thực lực. Thấy mọi người không tin thì Bùi Đông Lai đành tiếp tục nói thêm. Quả nhiên, nghe được Bùi Đông Lai giải thích như vậy thì ngay cả Quý Hồng cũng không còn nghi ngờ nữa mà nhịn không được hỏi. Không có tác dụng phụ gì sao? Không có, đây là lần hôn mê cuối cùng. Bùi Đông Lai nói ra một câu trả lời thuyết phục. Khẳng định là bởi vì hắn cảm nhận được một lượng trí nhớ khổng lồ đã chảy vào trong đầu của hắn. Thậm chí bởi vì lần dung hợp này mà hắn đã hiểu được kinh nghiệm cùng toàn bộ võ học cả đời của Tiêu Phi. Hoàn toàn dung hợp. Nếu như không có bốn người Tần Đông Tuyết ở đây thì Bùi Đông Lai rất muốn nhảy dựng lên thử một chút, xem thử bây giờ bản thân có phải là trực tiếp tiến vào cảnh giới hóa kính hay không. Mặc dù Bùi Đông Lai cho rằng bản thân mình không còn bất cứ vấn đề gì, cái gọi là bí thuật của Bùi gia cũng sẽ không lưu lại di chứng gì. Nhưng là đối mặt với yêu cầu rời viện của Bùi Đông Lai thì đám người Tần Đông Tuyết đã nhất quyết yêu cầu Bùi Đông Lai ở lại bệnh viện 2 ngày để quan sát. Đối mặt với yêu cầu của tứ nữ thì cuối cùng Bùi Đông Lai cũng lựa chọn thỏa hiệp. Một mặt hắn không muốn để bốn người Tần Đông Tuyết tiếp tục lo lắng cho mình, tuy rằng hiện giờ hắn có thể đoán được bên ngoài đã xảy ra dùm beng vì chuyện của hắn nhưng cho dù hắn xuất viện cũng không thể phản kích lại được, cho nên hắn đành phải ở bệnh viện để suy nghĩ kế hoạch. Mặc dù Tần Đông Tuyết sợ Bùi Đông Lai áp lực quá lớn, làm lụng vất vả quá độ, muốn cự tuyệt việc Bùi Đông Lai yêu cầu đem tư liệu vào phòng bệnh, nhưng mà nàng biết rõ tính khí của Bùi Đông Lai nên cuối cùng vẫn đồng ý. Quý Hồng cũng đi tới bệnh viện một lần cuối rồi không có thấy mặt nữa, việc Bùi Đông Lai bức bách đám người Nhật Bản quỳ xuống đã làm cho tập đoàn Đông Hải bị cuốn vào, xuất hiện rất nhiều phản đối, nàng đã nói chuyện này với Bùi Đông Lai, cuối cùng đã biết cách giải quyết. Sau khi tứ nữ rời đi thì Bùi Đông Lai không có nóng lòng đi thử thực lực của mình, mà là đem toàn bộ trí nhớ mà mình nhận được trong lần dung hợp kia sắp xếp lại. Reng, reng. Hai tiếng sau, coi như Bùi Đông Lai đã nắm giữ hết toàn bộ trí nhớ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn bừng tỉnh.
Bùi Đông Lai cầm ấy điện thoại thì thấy được người gọi đến là Tần Tranh. Đông Lai, lúc trước Đông Tuyết có nhắn tin cho ta nói rằng cậu đã xảy ra chuyện nhưng không sao, bởi vì đang dự một cuộc họp quan trọng nên không thể nào gọi điện cho cậu được. Điện thoại được chuyển, Tần Tranh mở miệng nói trước, vốn là giải thích một phen sau đó mới quan tâm, hỏi. Thân thể của cậu không có việc gì đó chứ? Không có việc gì, Tần Thúc Thúc không cần phải lo lắng. Bùi Đông Lai cười đáp. Không có việc gì là tốt rồi. Tần Tranh nghe vậy, yên lòng, bất quá chân mày vẫn nhíu lại. Bùi Đông Lai không thể thấy được vẻ mặt của Tần Tranh nhưng mà có thể đoán được tâm tư Tần Tranh, chủ động hỏi. Tần Thúc, thế cục hiện tại ra sao rồi? Dư luận quốc tế đã chỉ trích hành động của cậu, đồng thời chỉ trích mặt trên không có bắt giam cậu, giao cho phía Nhật Bản. Giọng nói Tần Tranh vô cùng ngưng giọng. Tuy rằng Diệp Thạch mãnh liệt yêu cầu đem cậu giao ra nhưng một mình hắn đề nghị cũng vô cùng, dựa vào quyết định của mặt trên thì mặt trên sẽ không giao cậu cho Nhật Bản. Diệp gia hẳn là muốn thông qua chuyện lần này để muốn thu lợi lớn a. Bùi Đông Lai tâm như gương sáng, sắc mặt lại bình tĩnh. Ừ, quả thật là thế, Diệp gia vừa mới lên tiếng đòi giao cậu cho đám người Nhật Bản thì một ít lão nhân liền ủng hộ mạnh mẽ, ngoài ra còn có rất nhiều người ở mặt dưới cũng ủng hộ. Có thể nói là nhất hô bá ứng. Tần Tranh nói xong, nhịn không được thở dài. Dù sao lấy hoàn cảnh trước mặt thì những người ở mặt dưới cũng không đồng ý việc chiến tranh. Tần Thúc, tuy rằng Diệp gia nói muốn lấy đại cục làm trọng nhưng mà dụng ý thì tất cả mọi người đều biết rõ a. Bùi Đông Lai hỏi. Đó là khẳng định, không nói đám lão nhân ở phía sau lưng, thậm chí mặt dưới cũng là biết chuyện này, nhưng mà cậu cũng biết, vũng nước đục trong chuyện này quá sâu. Nói tới đây, Tần Tranh do dự một chút, nói. Còn nữa chính là lần này cậu hành động thật có chút xúc động, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng thật sự quá lớn, cho dù mọi người đều biết dụng ý Diệp gia, cũng rất khó nói cái gì, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không nói nên lời. Tần Thúc, nếu như cháu có thể xử lý ổn thỏa việc này, thêm vào đó là kiếm được ích lợi thì mặt trên có phải là sẽ trừng phạt Diệp gia? Sau khi trầm ngâm một chút thì Bùi Đông Lai hỏi. Giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói lời kinh người thế thì Tần Tranh vốn là cả kinh, sau đó điều chỉnh cảm xúc bản thân, hỏi. Đông Lai, cậu nói là có thể xử lý tốt chuyện này, hơn nữa còn kiếm được lợi ích sao? Vâng. Bùi Đông Lai cấp ra câu trả lời đơn giản thuyết phục. Nếu cậu có thể làm được điểm này thì hành động lần này của Diệp gia sẽ trở nên vô cùng, còn có thể khiến đám lão nhân ở phía sau màn hấp vọng. Đến lúc đó, Diệp gia sợ là một cây làm chẳng nên non. Giọng nói Tần Tranh mơ hồ có chút kích động, bởi vì hắn rõ nếu như Bùi Đông Lai không xử lý tốt chuyện này thì người bị tai ương không chỉ riêng một người Bùi Đông Lai, mà sợ là bản thân hắn và những người khác cũng bị ảnh hưởng. Dù sao thì hiện tại hắn đã tiếp nhận vị trí của Diệp Cấm. Cháu đã cho Diệp gia lựa chọn, nếu Diệp gia cứ như âm hồn bất án. Tiếp tục muốn làm Bùi gia tuyệt hậu thiết trước hết cháu sẽ khiến Diệp gia một cây làm chẳng nên non. Ánh mắt Bùi Đông Lai hơi nheo lại, hàn ý toát ra. Đến thời cơ chính mùi, sẽ khiến cho nó hoàn toàn sụp đổ. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, cảm nhận vẻ tự tin trong giọng nói của Bùi Đông Lai thì Tần Tranh lại bị cả kinh không nhẹ. Đông Lai như thế nào mới có thể làm được điểm này? Hắn thầm hỏi nhưng không có đáp án. Buổi chiều. Tần Đông Tuyết dựa theo yêu cầu của Bùi Đông Lai, đem toàn bộ tài liệu trong thư phòng đến phòng bệnh, hơn nữa còn để bệnh viện chuẩn bị cho Bùi Đông Lai một cái bảng đen. Tần Đông Tuyết cũng không trở lại biệt thự mà là nghỉ lại trong phòng bệnh, bất quá cam đoan là sẽ không quấy rầy Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không từ chối lời đề nghị của Tần Đông Tuyết, hắn mải mê nghiên cứu tư liệu, ngẫu nhiên sẽ đứng dậy đi tới trước bảng đen rồi viết cái gì. Bởi vì đã dung hợp hoàn toàn với linh hồn của Tiêu Phi nên Bùi Đông Lai đã biết rõ hướng đi của Trung Quốc trong 4 năm tới, dựa vào trí nhớ của Tiêu Phi thì hắn biết trong 4 năm nữa Việt Nam sẽ trở thành một nước mạnh, đến lúc đó Trung Quốc sẽ không đủ tuổi để chơi với Trung Quốc. Bởi vì thân phận đặc thù của mình nên Tiêu Phi cũng biết được hướng đi của Nhật Bản, Mỹ, nên đối với sự kiện quan trọng thì Tiêu Phi cũng hiểu rõ, hơn nữa những thế lực khủng bố thì Tiêu Phi cũng nắm rõ. Tất cả chuyện này đối với Bùi Đông Lai mà nói đúng là chuyện tốt, làm cho kế hoạch phản kích của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bùi tiên sinh, 30 phút nữa là tới giờ dùng cơm, ngài muốn dùng cơm ở trong phòng bệnh, hay là... Vào lúc 5 giờ, một hộ sĩ phụ trách chăm sóc Bùi Đông Lai tiến vào phòng bệnh,
thấy Bùi Đông Lai vẫn tiếp tục nghiên cứu công việc thì cung kính hỏi. Tôi sẽ đi tới nhà ăn để dùng cơm. Bùi Đông Lai cười nói. Được, vậy tôi sẽ đi thông báo một tiếng. Hộ sĩ gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân hiểu được nhưng mà cũng không có rời đi. Bùi Đông Lai thấy thế, có chút nghi hoặc. Còn có việc sao? Ở bên ngoài có hai người muốn gặp ngài, tôi nói ngài không hy vọng bị quấy rầy nhưng mà bọn họ nói cho tôi biết bọn họ họ Tịch, nói ngài nghe xong thì ngài nhất định sẽ gặp họ, ngài nói sao? Tiểu hộ sĩ có chút khẩn trương, nói. Bùi Đông Lai nghe thế thì khóc không ra nước mắt, bỏ tập tài liệu xuống rồi đi ra phòng bệnh thì thấy hai người Tịch Nhân Đình, Tịch Hồ đang đứng ở hành lang. Tịch Gia Gia, Tịch Hồ ca. Mắt thấy hai người thì Bùi Đông Lai liền vấn an. Bởi vì lo lắng cho tình cảnh của Bùi Đông Lai nên sáng nay Tịch Nhân Đình đã gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai thì kết quả lúc ấy Bùi Đông Lai đang còn hôn mê cho nên Tịch Nhân Đình liền mang theo Tịch Hồ chạy đến đây. Thấy Bùi Đông Lai bình yên vô sự, Tịch Nhân Đình vốn là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Tịch Hồ đi vào phòng bệnh, có chút không yên lòng hỏi. Đông Lai, cậu xác định là thân thể không có việc gì sao? Không có việc gì cả, bác sĩ đã kiểm tra rồi. Bùi Đông Lai cười nói. Vậy là tốt rồi. Tịch Nhân Đình nghe vậy thì thở phào một hơi, ánh mắt bị chiếc bảng đen kia hấp dẫn. Kia là cái gì? Tịch Gia Gia, đây là phương án mà cháu nghiên cứu để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Khi nói chuyện, vẻ mặt của Bùi Đông Lai có chút phức tạp. Phương án cụ thể thì cháu đã nghĩ ra rồi, chỉ cần sửa lại một vài chỗ nhỏ nữa thôi. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì không riêng gì Tịch Hồ mà ngay cả Tịch Nhân Đình cũng cả kinh, bọn hắn vốn là lo lắng cho tình cảnh của Bùi Đông Lai, đâu có nghĩ tới Bùi Đông Lai sẽ phản kích, hơn nữa còn đang nghiên cứu phương án cụ thể. Tịch Gia Gia, kế hoạch này có thể thành công đến hơn 90%. Thấy hai người Tịch Nhân Đình, Tịch Hồ giật mình thì Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, nói. Bất quá, trước mắt mà nói, là mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông. Là cái gì? Tịch Nhân Đình nghe vậy thì hỏi liền. Tịch Gia. Bùi Đông Lai cắn răng nói. Cháu cần Tịch Gia giúp đỡ. Ta nói rồi, vô luận cậu làm cái gì thì Tịch Gia cùng Liên Minh Hoa Hạ sẽ giúp cậu. Tịch Nhân Đình nghe vậy thì vốn là ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị, gằn từng chữ. Lại nghe được Tịch Nhân Đình hứa hẹn thì trong lòng Bùi Đông Lai vô cùng cảm động nhưng không có nói cảm ơn. Dưới cái nhìn chăm chú của Tịch Nhân Đình và Tịch Hồ, Bùi Đông Lai cúi đầu một cái thật sâu với Tịch Nhân Đình. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng. Mọi việc đã xong, gió đông nổi lên. Sáng sớm, trong thư phòng của Hoàng gia Lâm Viên. Thân là thư ký của Diệp Thạch thì mỗi ngày người đàn ông trung niên này luôn an bài công tác cho Diệp Thạch. XX, phía bên Nhật Bản vừa mới truyền đến tin tức mới nhất, Anh, Mỹ, Nhật ba nước sẽ tiến hành quân diễn vào 5 ngày nữa. Cùng ngày thường bất đồng là thư ký của Diệp Thạch hôm nay không có xin chỉ thị gì của Diệp Thạch mà lá nói một tin tức. Mỹ, Anh, hai nước vừa mới truyền tin tức này ra, người phát ngôn cũng đã chứng thực tin tức này. Xem ra Nhật Bản lại muốn gây áp lực à. Diệp Thạch nghe vậy, vốn là ngẩn ra, theo sau nhịn cười không được. Như vậy, cho dù mấy tên kia muốn bảo vệ tên nghiệt chủng kia thì cần phải hảo hảo nghĩ lại. Đúng à, bởi vì Nhật Bản đã cho cùng dứt dậu. Nếu mấy bão nhân kia vì bảo vệ tên nghiệt chủng kia mà làm bùng nổ chiến tranh thì hậu quả như vậy, chỉ sợ không người nào dám gánh vác. Thư ký Diệp Thạch gật đầu phụ họa, thân là thư ký cho Diệp Thạch thì hắn cũng biết rõ con người Diệp Thạch, tự nhiên là hiểu rõ những gì mà Diệp Thạch nói. Trước kia bọn hắn muốn bảo vệ tên nghiệt chủng kia để ngăn không cho Diệp gia chúng ta mở rộng thế lực, hiện giờ Mỹ Anh Nhật lại muốn diễn tập quân sự để tạo áp lực, mà bọn hắn cũng không gánh nổi áp lực này. Đành phải giao ra tên nghiệt chủng kia, chẳng khác gì là làm cho Diệp gia chúng ta một công đôi việc. Diệp Thạch nói xong, trong tươi cười toát ra vài phần đắc ý. Xem ra ông trời cũng cảm thấy được hành động của tên nghiệt chủng kia quá mức thái quá, nên mới đứng ở bên Diệp gia chúng ta. Lại nghe Diệp Thạch nói thế thì thư ký của hắn không nói gì mà là đợi Diệp Thạch ra chỉ thị. Cùng lúc đó, Hàng Hồ, Thanh Long Sơn Trang. Tịch Nhân Đình cùng Tịch Hồ cũng đã biết được chuyện 5 ngày sau Anh, Mỹ, Nhật sẽ tổ chức diễn tập quân sự. Gia Gia, dựa vào kế hoạch của Đông Lai thì hiện tại chúng ta cần phải liên lạc với gia tộc Nam Kỳ của Tam Lăng Tài Phiệt rồi. Trong thư phòng, Tịch Hồ một bên rót trà, một bên nói ra quan điểm của mình. Ừ, Tịch Nhân Đình gật gật đầu,
lại nói. Bất quá vẫn là cùng Đông Lai xác nhận một chút, dù sao hắn mới là người thao túng bản cờ này. Vâng. Bởi vì đã từng thấy qua bản lãnh của Bùi Đông Lai trong ván cờ đồ long kia, bởi vì đã hiểu rõ kế hoạch của Bùi Đông Lai, bởi vì lời tổ huấn của Tịch Gia nên Tịch Hồ cũng không có dị nghị gì với lời nói của Tịch Nhân Đình, mà là lấy điện thoại ra rồi gọi đến cho Bùi Đông Lai. 2 phút. Tịch Hồ cùng Bùi Đông Lai chấm dứt gọi điện thoại, thu hồi di động nói. Ra ra, Đông Lai đã xuất viện, hắn nói có thể liên lạc, tốt nhất là 3 ngày sau sẽ đi đến Nhật Bản. Nghe được Tịch Hồ nói thế thì Tịch Nhân Đình không nói lời vô ích, mà là trực tiếp lấy ra điện thoại, sau đó gọi điện cho Nham Kỳ Xuyên, người đứng đầu của gia tộc Nham Kỳ. Tịch lão tiên sinh, có thể nhận được điện thoại của ngài, quả thật là vinh hạnh và may mắn của tôi. Điện thoại được chuyển, Nham Kỳ Xuyên liền mở miệng nói trước, giọng nói có chút kích động nhưng mà tinh quang trong mắt của hắn lại lóe lên, dường như hắn đã suy đoán được mục đích của Tịch Nhân Đình gọi điện đến. Nham Kỳ tiên sinh nói quá lời, tập đoàn Tam Lăng là một trong những nơi hợp tác lớn nhất của Liên minh Hoa Hạ, mà lâu như vậy rồi tôi còn chưa đến thăm, hẳn là cần phải nói lời xin lỗi với Nham Kỳ tiên sinh. Gạch chéo ngược, Tịch Nhân Đình cười a a. Hả? Nghe Tịch Nhân Đình nói thế trong lòng Nham Kỳ Xuyên càng thêm khẳng định nhưng mà không có vạch trần ra mà cười nói. Toàn bộ phú hào thế giới này đều biết đến Tịch lão tiên sinh, tập đoàn Tam Lăng có thể trở thành một đối tác của Tịch lão tiên sinh quả là một vinh quang và may mắn, đồng thời, tôi cũng đại biểu tập đoàn Tam Lăng hoan nghênh Tịch lão tiên sinh tùy thời đến quan sát, chỉ đạo. Quan sát, chỉ đạo thì chưa cần nói đến, tôi chỉ muốn gặp mặt để hiệp đàm một phen, để tăng cường phát triển đôi bên. Không biết Nham Kỳ tiên sinh thấy thế nào? Tịch Nhân Đình cười hỏi. Nham Kỳ Xuyên liền trả lời. Tôi nghĩ, tất cả mọi người trong tập đoàn Tam Lăng, khi bọn hắn biết được tin Tịch lão tiên sinh muốn đến thăm thì bọn hắn sẽ hưng phấn đến 3 ngày 3 đêm không ngủ, không biết khi nào Tịch lão tiên sinh sẽ đến Nhật Bản. Tôi già rồi, thân thể cùng tinh lực cũng không tốt, cũng nên đem sân khấu giao lại cho người trẻ tuổi. Tịch Nhân Đình cười cười, nói. Tôi tính để cháu của tôi là Tịch Hồ qua bên ấy để cùng nói kế hoạch hợp tác với Nham Kỳ tiên sinh, nói đại diện cho toàn bộ Liên minh Hoa Hạ, có thể quyết định mọi việc. Hả? Nghe được Tịch Nhân Đình nói thế, thì Nham Kỳ Xuyên không khỏi ngẩn ra, mặc dù hắn biết được Tịch Nhân Đình có ý muốn nhường lại Liên minh Hoa Hạ cho Tịch Hồ, cũng biết Tịch sự tích trong vài năm qua của Trích Hồ nhưng mà đối với quyết định của Tịch Nhân Đình thì hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá, sau đó hắn nghĩ lại. Nếu Tịch Nhân Đình nói Tịch Hồ có thể đại biểu cả Hoa Hạ Liên minh, Tịch Hồ tự nhiên là cần dựa theo lời của Tịch Nhân Đình và ban giám đốc của Liên minh Hoa Hạ tiến đến để đàm phán. Nham Kỳ tiên sinh sẽ không trách Liên minh Hoa Hạ không coi trọng lần hợp tác lần này giữa hai bên chứ. Tịch Nhân Đình thấy Nham Kỳ Xuyên không nói lời nào, lại lên tiếng nói. Nếu vậy thì tôi thật sự vô cùng cảm thấy có lỗi, thật sự là 5 tháng không buông tha người a. Đương nhiên không phải. Nham Kỳ Xuyên cười đáp lại. Tôi chỉ cảm tiếc nuối lần này không thể nhờ Tịch lão tiên sinh thỉnh giáo, học tập, cũng không phải hoài nghi thành ý của Liên minh Hoa Hạ. Nếu Nham Kỳ tiên sinh không có ý kiến, chuyện này cứ định như vậy. Tịch Nhân Đình đánh nhịp nói. Tốt. Nham Kỳ Xuyên liền trả lời, sau đó lại hỏi. Không biết khi nào thì cháu của ngài mới đến Nhật Bản? 3 ngày sau. Nghĩ đến yêu cầu lúc nãy của Bùi Đông Lai thì Tịch Nhân Đình nói ra thời gian. Toàn bộ thành viên của tập đoàn Tam Lăng sẽ dùng thái độ chân thành nhất, dùng rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất để hoan nghênh người bạn Liên minh Hoa Hạ. Nham Kỳ Xuyên cam đoan nói. Tôi đại diện cho Liên minh Hoa Hạ cảm ơn ngài, còn về phần hợp tác thì đến đó hai bên sẽ bàn lại. Tịch Nhân Đình tính toán cúp điện thoại. Phát hiện được ý đồ của Tịch Nhân Đình thì Nham Kỳ Xuyên nói 2 câu sau đó mới cúp điện thoại. Báo cho Đông Lai, tập đoàn Tam Lăng đã đáp ứng yêu cầu rồi, 3 ngày sau do cháu dẫn người đến Nhật Bản. Cúp điện thoại, Tịch Nhân Đình đối Tịch Hồ nói. Vâng. Tịch Hồ gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Bùi Đông Lai. Mấy phút sau, một chiếc cấp quân chủ chạy đến cửa biệt thự quận Gôn. Xe dừng lại, Bùi Đông Lai cùng bảo tiêu của hắn là Kiệt Khắc xuống xe. Bùi Đông Lai xuống xe thì thấy được cô độc phong ảnh thân mặc một chiếc trường bào màu trắng đang ở trong, dường như là đang chờ hắn trở về. Cô độc thúc. Vào biệt thự, Bùi Đông Lai liền chào hỏi cô độc phong ảnh. Ta nghe Tiểu Hồng nói, cậu dùng Bùi gia bí thuật, kết quả là ngất đi nhưng sau đó lại thành công vượt qua cánh cửa hóa kính,
bước vào cảnh giới hóa kính nhập môn. Cô độc phong ảnh có chút hoài nghi nhìn vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai gật gật đầu, nói. Vâng, cô độc thúc, bằng vào Bùi gia bí thuật mà cha cháu giao cho cháu đã hoàn toàn bước vào cảnh giới hóa kính nhập môn. Không nghĩ tới Bùi gia còn có loại bí thuật thần kỳ này. Cô độc phong ảnh chưa từng nghe nói qua võ giả nào có thể thông qua bí thuật để vượt qua cánh cửa hóa kính. Lúc này nghe Bùi Đông Lai thừa nhận thì khó tránh có chút tò mò rất nhiều nhưng không có hỏi bí thuật rốt cuộc là cái gì, mà chỉ nói. Để ta nhìn thử cậu có phải là bước chân vào cảnh giới hóa kính nhập môn hay không? Vâng. Bùi Đông Lai cười đáp ứng, theo sau. Dưới chân bắn ra, cả người như một mũi tên bắn thẳng về trước người cô độc phong ảnh, thiết quyền vung lên, toàn lực chém ra. Đối mặt một kích toàn lực của Bùi Đông Lai tay phải cô độc phong ảnh run lên. Hóa trưởng để nghênh đón. Bốp! Quyền trưởng đụng vào nhau, kinh lực bùng nổ, tiếng pháo nổ vang. Bá! Cảm nhận được trong đòn công kích của Bùi Đông Lai có ẩn chứa kinh lực, cô độc phong ảnh thoải mái triệt tiêu, bất quá. Sắc mặt cũng rồi đột nhiên biến đổi. Lấy hóa kinh mà cậu bộc phát thì xem ra cậu chẳng những thành công bước vào cảnh giới hóa kính nhập môn, hơn nữa còn đã củng cố được cảnh giới, lúc này mới qua không đến 3 ngày mà cậu có thể làm được điều này. Thật sự là làm người ta khó tin, Bùi gia bí thuật quả nhiên thần kỳ. Đối mặt với vẻ kinh ngạc và cảm thán của cô độc phong ảnh thì trong lòng Bùi Đông Lai cười khổ thông thôi. Hắn biết rõ, phía trước hắn đã đạt đến bình cảnh, có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu ngộ đạo, chỉ cần ngộ đạo xong thì hắn có thể bước chân vào cảnh giới hóa kính nhập môn. À bởi vì hắn cùng linh hồn Tiêu Phi hoàn toàn dung hợp. Hắn tiếp nạp toàn bộ trí nhớ võ học của Tiêu Phi cho nên trong một thời gian ngắn hắn mới có thể làm được điểm này. Ngoài ra, hắn cũng biết, bởi vì sau khi dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi mà thần trong não hắn cũng đã tăng lên, tốc độ tu luyện nhanh gấp 2. Ngoài ra, từ võ học của Tiêu Phi thì hắn hiểu được, trước khi đạt đến cảnh giới cương kính thì hắn sẽ không gặp bình cảnh gì cả. Bởi vì, thời gian mà Tiêu Phi chết sau 4 năm nữa, lúc đó Tiêu Phi đã bước chân vào cảnh giới cương kính nhập môn. Đông Lai, lấy lực công kích mà cậu thể hiện vừa rồi thì cho dù cậu không dùng vũ kỹ trong Bùi gia quyền thì cũng có thể chiến với cao thủ hóa kính đại thành một trận, hơn nữa sẽ không rơi vào hạ phong. Thấy Bùi Đông Lai không nói, cô độc phong ảnh cười khổ nói. Nếu cậu sử dụng lôi đình trong Bùi gia quyền thì phỏng chừng cao thủ hóa kính đại thành cũng không có năng lực chống đỡ. Nếu không phải như vậy thì chỉ sợ cháu không có lòng tin để đi ra biên giới. Bởi vì Bùi Đông Lai có thể khiêu chiến được với cao thủ vượt cấp nên nghe cô độc phong ảnh nói thế thì hắn cũng không phủ nhận điểm này. Cậu muốn đi Nhật Bản. Cô độc phong ảnh tuy rằng một lòng hướng về võ đạo, rất ít quan tâm đến việc thế tục, nhưng là từ Quý Hồng biết được tình huống hiện giờ của Bùi Đông Lai không ổn, lập tức nghe được ẩn ý trong câu nói của Bùi Đông Lai. Vâng. Bùi Đông Lai nheo mắt lại. Đúng lúc để xem phong thái của cao thủ nước ngoài rồi. Hai ngày sau, từ sau khi 33 nước Anh, Mỹ, Nhật tuyên bố muốn tiến hành quân diễn thì toàn bộ ánh mắt của các nơi trên thế giới đều nhìn vào phương Đông, nguyên bản tình thế vốn đã phức tạp lại càng trở nên khẩn trương hơn, rất có thể phát triển đến mức đại chiến. Có lẽ là do quán khẩn trương nên một ít nước bắt đầu làm ra biện pháp dự phòng, mà một ít nước khác lại tổ chức ngồi lại với nhau để họp mặt nói chuyện. Nhật Bản, Tokyo. Màn đêm buông xuống, mấy chiếc xe có rèm che có biển số đặc thù dừng lại ở một hội sở tư nhân, Y Điền Chủ Thương, Nham Kỳ Xuyên, An Bồi Tình Hải cùng Đằng Xuyên Nguyên xuống xe, sau đó dưới sự bảo vệ của Bảo Tiêu mà tiến vào hội sở. Rất nhanh, bốn người đã đi vào trong một gian phòng trong hội sở, trong phòng sớm đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và rượu. Thật không ngờ, thế cục đã khẩn trương đến mức này rồi mà bên Tung Cẩu kia vẫn chưa chịu giao người ra. Chẳng lẽ đám người đó không sợ chiến tranh nổ ra sao? Đi vào phòng, sau khi ngồi xuống thì Đằng Xuyên Nguyên xua tay đuổi một mỹ nữ bồi bàn ra, có chút khó hiểu nói. Hoặc là nói tên hỗn đản đó dựa vào cái gì mà khiến đám nhân vật Tung Cẩu ấy rằng co với chúng ta, chấp nhận chiến tranh. Trước đó không lâu, Tần gia, Tiêu gia cùng Bạch gia của Tung Cẩu đã dùng chứng cứ của tên khốn kiếp kia để làm Diệp gia đả thương nặng, thu được lợi, trong đó Tần gia là kẻ thu được nhiều lợi nhất. Nghe được Đằng Xuyên Nguyên nói thế thì An Bồi Tình Hải như có suy nghĩ, nói. Tên hỗn đản kia là con rể của người sắp lên nằm quyền của Tần gia, nói vậy thì Tần gia sẽ bảo vệ hắn. Ngoài ra, gia chủ của Tiêu gia là Tiêu Nguyên Thanh chính là nhân vật chủ chiến đệ nhất trong quân đội,
hắn không sợ chiến tranh, điều này hẳn là có liên quan đến việc tung cầu bên kia chưa chịu giao người ra. Bên ấy chắc là sẽ không chịu được áp lực. Nham Kỳ Xuyên cười lại. Nếu không phải như thế thì người nắm quyền hiện giờ của Liên minh Hoa Hạ là Tịch Nhân Đình cũng không chủ động muốn đến Nhật Bản. Đúng vậy. Y Điền Chủ Thương gật đầu, lên tiếng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Tịch gia muốn mượn chuyện lần này để đại biểu cho Tung Cẩu đến đây để đàm phán với chúng ta. An Bồi Quân, việc cùng Liên minh Hoa Hạ thì ngài cứ yên tâm, vô luận là Liên minh Hoa Hạ đưa ra điều kiện gì thì tôi cũng kiên trì để đám Tung Cẩu kia giao tên hỗn đản kia ra. Nham Kỳ Xuyên vốn là tỏ thái độ với An Bồi Tình Hải sau đó nhắc nhở. Bất quá, nếu đám người kia không giao người ra thì cuối cùng chiến tranh cũng sẽ không nổ ra. Đúng vậy, chiến tranh sẽ làm cho người Mỹ được lợi, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt nào. Y Điền Chủ Thương cũng tỏ thái độ. Các vị cứ yên tâm. An Bồi Tình Hải gật gật đầu, sau đó lại cười lạnh nói. Bất quá nếu đám Tung Cẩu kia không chịu được áp lực, dựa theo tình thế trước lực, dựa theo tình thế trước mắt, chỉ cần đàm phán không có kết quả, sau khi quân diễn xảy ra thì nhất định sẽ giao người ra. Chỉ cần thủ tiêu tên hỗn đản ấy, hội tam hợp là có thể thuận lợi tiến vào Tung Cẩu. Đằng Xuyên Nguyên vô cùng chờ mong. An Bồi Tình Hải cũng nhíu mày, nhắc nhở nói. Dựa theo tư liệu về những biểu hiện của tên hỗn đản kia thì ở những lúc nguy cấp thì hắn sẽ luôn ra làm hành động điên cuồng. Dùng tục ngữ của người Việt Nam thì đó chính là, chó cùng rứt dậu, trước đó không lâu hắn đã huyết tẩy thôi ra SQ, khiến cho toàn cầu chấn động. Vì đề phòng tên hỗn đản này làm ra chuyện tương tự thì Đằng Xuyên Quân ông nhất định phải phái người đi giám sát thủ hạ của hắn, nghiêm cấm những cỗ máy chiến tranh cùng với những gã võ giả của người Tung Cẩu đi vào quốc nội. Nghe được An Bồi Tình Hải nói thế, Nham Kỳ Xuyên cùng y cũng gật đầu, hiển nhiên là việc Bùi Đông Lai huyết tẩy thôi ra SQ cách đó không lâu. Ít nhiều cũng đã lưu lại bóng ma trong lòng bọn hắn. Xin An Bồi Quân cứ yên tâm, trước mắt đám người kia đã bị người của tôi theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động. Vẻ mặt Đằng Xuyên Nguyên tự tin, nói. Dựa vào tin tức mới nhận được thì tên cường giả võ học bên cạnh hắn gọi là Cô Độc Phong Ảnh, cũng là người huyết tẩy gia chủ thôi ra SQ ngày hôm qua đã mở một võ quán cô độc, không ít người trong giới võ học đã đến chúng mừng hắn, sau đó đám người kia đã rời đi. Còn về phần những tên dòng binh đoàn kia thì chẳng những người của chúng ta nhìn chằm chằm vào bọn hắn mà thôi ra SQ cũng nhìn vào, một khi bọn hắn rời khỏi Nam Cảng thì sẽ liền ra tay xử lý ngay. Vậy là tốt rồi. Nghe được Đằng Xuyên Nguyên nói thế, An Bồi Tình Hải, Nham Kỳ Xuyên cùng Y Điền Chủ Thương cũng yên lòng. Chấm. Màn đêm buông xuống, trong võ quán cô độc vừa mới được mở cửa. Trong một văn phòng trên tầng cao nhất của võ quán. Cô Độc Phong Ảnh một thân trường bào màu trắng đứng khoanh tay trước cửa sổ, nhìn đám võ giả dưới lầu rời đi thì chân mày của hắn nhíu lại. Sau khi hắn biết được Bùi Đông Lai muốn đi Nhật Bản để phản kích thì hắn vốn định đi theo Bùi Đông Lai bất quá Bùi Đông Lai lại từ chối, mà là dựa theo yêu cầu của Bùi Đông Lai mở võ quán, thu môn đồ. Đối với hắn mà nói, hắn sớm thành thói quen độc lai độc vãng, đã quen cô độc, cho nên mới ở đỉnh Thiên Sơn khi phong kiếm 10 năm. Mặc dù sau này đi theo Bùi Vũ Phu, tính tình của hắn tuy có chuyển biến, nhưng vẫn không thích náo nhiệt, như trước mà là ưa thích thanh tĩnh. Cho nên khi Bùi Đông Lai nói hắn mở võ quán thì tuy rằng đây là việc trái với ý nguyện của hắn nhưng mà bởi vì danh tiếng của hắn quá mức vang dội ở giới võ học Trung Quốc nên khi mở võ quán thì nhiều người đã đến chào hỏi, khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Sư phụ! Trong văn phòng, Quý Hồng thấy Cô Độc Phong Ảnh nhíu mày nhìn dưới lầu. Lập tức đi đến trước người Cô Độc Phong Ảnh, giận dữ nói. Con biết ngài không thích như vậy, nhưng là do Đông Lai an bài, bây giờ chúng ta làm hết thảy đều là đang diễn trò. Cũng để mê hoặc đám người Nhật Bản, để Đông Lai thuận lợi đi vào Nhật Bản, thực hiện hành động của mình. Về phương diện khác thì cũng vì muốn đối phó với việc phái võ đang muốn xưng bá trong lần đại hội võ lâm diễn ra cuối năm. Cô Độc Phong Ảnh không có hé răng. Hắn biết kế hoạch phản kích Bùi Đông Lai. Hiểu dược nếu như Nhật Bản biết hắn luôn luôn ở Đông Hải, xuất hiện trong tầm mắt của nhiều người thì sẽ khiến cho đám người Nhật Bản buông lỏng cảnh giác. Đồng dạng, hắn cũng biết, phái võ đang lợi dụng Diệp gia cung cấp trợ giúp, gióng trống khua chiêng tuyên truyền không nói, hơn nữa còn lung lạc một đám võ giả, trong đó đủ nhân sĩ nổi tiếng trong giới võ học, lực ảnh hưởng cùng thực lực càng ngày càng tăng. Huống chi chẳng lẽ sư phụ không cảm thấy, thu đệ tử, làm cho, cô độc kiếm pháp. Được lưu truyền lại cũng là một chuyện có ý nghĩa sao?
Quý Hồng thấy cô Độc Phong Ảnh không nói lời nào, cười nói. Tốt nhất là thành lập một môn phái cô độc gì gì đó. Cô Độc Phong Ảnh nghe vậy, trên mặt xuất hiện một tia nghi ngờ, dường như đang nghĩ đến đề nghị này của Quý Hồng. Việc này để sau hãy nói, trước mắt chỉ cần ứng phó, trợ giúp Đông Lai diễn trò là tốt. Nghĩ nghĩ, cô Độc Phong Ảnh không có tỏ thái độ, ngược lại là có chút bận tâm Bùi Đông Lai. Tiểu Hồng, vì sư đây là người không hiểu âm mưu quỷ kế, đối với kế hoạch phản kích của Đông Lai cũng có cái hiểu cái không, về bên Nhật Bản thì có ba nhẫn hoàng, thực lực tương đương với bán bộ cương kính, lấy ý kiến của con thì lần này Đông Lai đến Nhật Bản có gặp nguy hiểm không? Sư phụ, nguy hiểm nhất định là có, nhưng Đông Lai bày mưu nghĩ kế từ trước đến nay vô cùng cẩn thận, dường như là nghĩ đến mọi điều đều sẽ xảy ra nên sẽ có đối sách ứng phó để giảm bớt nguy hiểm đến mức thấp nhất. Quý Hồng nghiêm mặt nói, ở trước Vũ Lực thì mọi âm mưu quỷ kế đều là mây bay, nhưng mà lấy Vũ Lực bây giờ của Đông Lai, thêm vào trí tuệ của hắn thì mọi chuyện sẽ khác. Đúng à, nếu Vũ Phu còn sống thì đám người kia có dám làm như thế không? Cô Độc Phong Ảnh nghe vậy, nhịn không được thở dài. Không dám. Trong lòng Quý Hồng liền có đáp án. Nhưng, nàng cũng biết, trên thế giới này không có nếu. Lúc này Bùi Đông Lai cũng không có đi đâu mà ở biệt thự quận Gôn làm bạn với Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na. Sau khi dùng cơm chiều sau thì Bùi Đông Lai vốn là cùng hai người Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na đi ra ngoài tản bộ nhưng lại nhận được điện thoại của Tiêu Cuồng. Đông Lai, cậu không cần phải sợ, gia gia của tôi đã nói mặt trên sẽ không hy sinh cậu. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Tiêu Cuồng vang lên. Còn về phần ba nước diễn tập thì chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ. Cho dù bọn hắn có dám thì chúng ta cũng không sợ. Kháo, khi nào mà tôi sợ chứ? Nghe giọng nói của Tiêu Cuồng của Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Đúng rồi, tiểu tử cậu ngay cả chuyện nhiễm máu của SQ cũng dám làm, còn sợ cái gì nữa? Tiêu Cuồng cười a a nói, sau đó nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nhắc nhở nói. Đúng rồi, Long Vương để tôi chuyển lời cho cậu, nói cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong Nhật Bản có không ít cao thủ, ngoài ra thôi ra SQ cũng đã bỏ ra nhiều tiền để thuê những đoàn lính đánh thuê cường đại, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ cần cậu và người của dòng binh đoàn Sa Tăng xuất ngoại thì bọn hắn sẽ liền ra tay. Ách! Bùi Đông Lai hơi kinh hãi, cũng không phải kinh ngạc vì tin tức Tiêu Cuồng cung cấp, thông qua mạng lưới tình báo của Tịch gia thì hắn đã biết được, hẳn chỉ kinh ngạc khi nghe Tiêu Cuồng nói Long Vương Diệp Cô Thành nhờ Tiêu Cuồng chuyển tin này lại cho hắn. Kháo! Trí nhớ của cậu quăng đi đâu rồi, quên nói cho cậu biết, tôi đã gia nhập Long Nha. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Tiêu Cuồng ý thức được cái gì, vỗ vỗ cái trán, nói. Hơn nữa còn được Long Vương Diệp Cô Thành thu làm đồ đệ. Ra ra cậu muốn cậu tiếp nhận Long Nha sao? Bùi Đông Lai ý thức được cái gì? Ừ, Tiêu Cuồng không có phủ nhận điểm này. Quan trọng hơn là Long Vương coi trọng tiềm lực của vô hạn của ta. Long Vương là một người có tiếng nói rất lớn trong Long Nha, nếu như ngài không đồng ý thì cho dù ra ra muốn tôi tiếp nhận cũng chẳng thấm vào đâu. Chúc mừng! Mừng cái dám! Tiêu Cuồng cười mắng một câu, theo sau nghiêm mặt nói. Đông Lai, một khi bùng nổ chiến tranh, ca ca đây sẽ mang theo đám Anhem Long Nha giúp cậu chơi tụi Nhật Bản kia. Kháo, cậu cho rằng hiện tại cậu đang quản lý Long Nha sao? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Theo sau lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, Cuồng ca, chuyện này tôi sẽ giải quyết tốt. Đông Lai, cậu không nên làm ẩu. Tiêu Cuồng nghe vậy, không khỏi cả kinh. Không phải làm ẩu, là phải làm để đám Nhật Bản kia nhận thua. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tự tin nói, sau đó nghĩ cái gì, bổ sung thêm. Cuồng ca, chuyện lần này không nên nói lại cho Long Vương Diệp Cô Thành. Ách, đầu bên kia điện thoại. Tiêu Cuồng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự không nghĩ ra Bùi Đông Lai có thể có biện pháp gì để nghịch tập. Dù sao ngay cả Diệp Cô Thành cũng nói cho hắn biết, Bùi Đông Lai lâm vào tử cục, vô lực xoay chuyển trời đất. Reng, reng. Sau đó, không đợi Tiêu Cuồng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, điện thoại Bùi Đông Lai lại rung lên. Hắn đợi cuộc điện thoại này từ lâu. Một người có thể làm cho hắn lớn mật xuất ngoại đã gọi đến. Màn đêm buông xuống, trong một gian phòng trên tầng cao nhất của Liên minh Hoa Hạ. Gia chủ, bọn họ đã đến ở dưới lầu rồi. Khi Tịch Nhân Đình uống xong ly trà thì bảo tiêu của hắn liền tiến lên,
cung kính hội báo, giọng nói có chút khẩn trương. Khẩn trương là bởi vì thân là ngoại vệ của ám vệ Tịch gia nên đây là lần đầu hắn chịu trách nhiệm bảo vệ Tịch Nhân Đình. Còn về phần tại sao Tịch Nhân Đình lại để cho hắn làm bảo tiêu, những nội vệ ám vệ Tịch gia kia đi đâu thì hắn cũng không biết rõ. Pha cho tôi một ấm trà nữa. Tịch Nhân Đình nghe vậy đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, phân phó một câu, rồi đi ra cửa, tính toán muốn tự mình đi chào hỏi. Ở nước Cộng Hòa, người có thể làm cho Tịch Nhân Đình tự mình đi chào hỏi thì không nhiều lắm nhưng Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu đều được cho một trong số đó. Đêm nay ba người đều là khách của Tịch Nhân Đình tự nhiên là muốn tự mình đi ra. Rất nhanh, Tịch Nhân Đình đã xuống dưới lầu, thấy được ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu ba, Tịch Nhân Đình mỉm cười tiến lên chào hỏi, hàn huyên vài câu rồi đi vào. Nói vậy, các ông cũng đã biết chuyện Đông Lai sẽ phản kích. Sau khi ngồi xuống thì Tịch Nhân Đình lấy thân phận là chủ nhân rót trà cho ba người, rồi mới nói ra mục đích lần này. Tôi muốn gặp các ông là đại biểu cho Đông Lai, nói cho các ông biết kế hoạch cụ thể, tiếp đó là nói về cách phản kích lại Diệp gia. Tịch lão, Đông Lai thật có biện pháp sao? Tịch Nhân Đình vừa dứt lời, Tần Hồng Sơn liền nhìn không được mở miệng hỏi, từ nói Tần Tranh thì hắn đã biết được Bùi Đông Lai muốn phản kích nhưng mà lúc này nghe được chính miệng Tịch Nhân Đình nói ra điểm này thì hắn vẫn có chút kinh ngạc. Tiêu Nguyên Thanh cũng từ Tiêu Cuồng biết được chuyện này, trong lòng hắn càng kinh ngạc hơn Tần Hồng Sơn. Mà về phần Bạch Hà Sầu thì không biết gì cả, nên nghe Tịch Nhân Đình nói thế liền kinh hãi. Trong lúc nhất thời, ba người đều nhìn về Tịch Nhân Đình, đợi Tịch Nhân Đình giải thích. Phương án của hắn là như thế này. Tịch Nhân Đình thấy thế, mỉm cười kể lại kế hoạch của Bùi Đông Lai. Khi hắn kể ra thì có thể thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu không có biến mất mà ngày càng đậm hơn. Đợi Tịch Nhân Đình nói xong thì ba người khẽ há miệng. Bộ dạng tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Một mặt, bọn hắn khiếp sợ vì kế hoạch lần này của Bùi Đông Lai thật sự quá lớn mật, tuy rằng vẫn dùng chiêu rút củi dưới đáy nổi nhưng mà so với việc huyết tẩy thôi ra SQ thì khó khăn lại càng gấp trăm lần. Về phương diện khác thì bọn hắn rất tò mò tại sao Bùi Đông Lai lại có thể nắm rõ được quan hệ của các gia tộc, thế lực lớn bên Nhật Bản, từ đó có thể nghĩ ra kế hoạch này. Thật không dám giấu, là tôi cung cấp tin tức những thế lực, gia tộc lớn bên Nhật Bản cho nó, còn về phần phân tích mối quan hệ phức tạp giữa các gia tộc này thì tôi không biết. Tịch Nhân Đình cười khổ. Bất quá, có thể khẳng định chính là nếu phân tích của hắn hoàn toàn chính xác thì kế hoạch của hắn có thể thực hiện được. Ừ, ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu đều gật đầu. Hắc, nếu tiểu tử đó làm được những chuyện kia thì tuyệt đối có thể trả lại cho lão gia Diệp Thạch kia một bạt tai. Gật đầu xong. Tiêu Nguyên Thanh nhịn không được mà cảm khái. Đông Lai không chỉ muốn trả lại một bạt tai cho Diệp gia, hắn còn muốn Diệp gia hoàn toàn bị thương nặng, khiến Diệp gia nguyên khí đại thương. Tịch Nhân Đình trầm giọng nói. Đây cũng chính là mục đích thứ hai mà hôm nay tôi tìm gặp các ông, dựa theo ý của Đông Lai thì hắn muốn chúng ta lấy chuyện này làm lợi thế, đàm phán với mấy lão nhân ở phía sau của Diệp gia. Một khi kế hoạch này của Đông Lai thành công thì chứng minh chúng ta lấy đại cục làm trọng. Vững vàng chiếm được một chữ lý, còn có thể khiến Diệp Thạch ở trước mặt mọi người nhận ra sự ngu mộ của mình, có như vậy thì mới khiến đám lão nhân ủng hộ Diệp gia buông tay. Lại nghe Tịch Nhân Đình nói thế thì Tần Hồng Sơn cũng mơ hồ có chút kích động, hắn biết rõ, nếu sự tình lần này có thể thành công, chẳng những Bùi Đông Lai, Tần gia đều hóa giải nguy cơ trong tương lai, ngược lại Tần gia có thể đoạt được ngôi vị gia tộc đệ nhất nữa. Nói rất đúng, nhưng quan trọng là phải xem biểu hiện của tên tiểu tử đó. Vẻ mặt Bạch Hà Sầu cơ trí nói, hiển nhiên hắn rất rõ, nếu Bùi Đông Lai không làm được chuyện này thì mọi chuyện sẽ toi công. Nghe được Bạch Hà Sầu nói thế thì ba người Bạch Hà Sầu trong lời nói, Tịch Nhân Đình, Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn đều trầm mặc, lộ ra bộ dạng chờ mong. Cùng lúc đó, trong biệt thự quận Gôn ở Đông Hải, sau khi dùng xong bữa tối thì Hạ Y Na cùng Tần Đông Tuyết giúp Bùi Đông Lai thu thập hành lý. Đông Lai, lần này cậu đến Nhật Bản thật sự không có việc gì sao? Sau khi thu thập xong thì Hạ Y Na nhìn vào Bùi Đông Lai, hỏi ra lo lắng trong lòng mình. Nghe Hạ Y Na hỏi thế thì ánh mắt của Tần Đông Tuyết cũng nhìn vào Bùi Đông Lai, tỏ ra lo lắng. Nàng đã xem qua kế hoạch lần này của Bùi Đông Lai, đối với Bùi Đông Lai thì nàng vô cùng tin tưởng nhưng mà cũng nghĩa là nàng không lo lắng Bùi Đông Lai, dù sao, trên thế giới này không có tuyệt đối,
càng không có một kế hoạch nào mà an toàn 100% được. Yên tâm đi, không có việc gì. Bùi Đông Lai cầm ba lô, cười nói, ánh mắt thấy hai người vẫn còn tỏ ra lo lắng thì cười khổ. Các cậu đã thấy khi nào tớ làm việc gì mà không nắm chắc chưa? Cậu cũng không cần đi, có thể ở phía sau chỉ đạo là được mà. Hạ Y Na lại hỏi. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Tớ không thể để cho Tịch Hồ xông pha chiến trận, bản thân mình thì ở phía sau, huống chi còn có một số việc bản thân tớ phải tự làm. Hơn nữa tớ cũng muốn biết rốt cuộc là những cao thủ đang ẩn giấu bên nước ngoài có thực lực như thế nào. Cẩn thận! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na biết được không thể thay đổi quyết định Bùi Đông Lai, vì thế Tần Đông Tuyết không có khuyên can nữa mà là nhẹ giọng. Tớ và Y Na đợi cậu trở về. Ừ! Bùi Đông Lai gật gật đầu, buông ba lô xuống rồi ôm Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na vào trong lòng, sau đó hôn lên trán của hai nàng. Làm xong mọi chuyện, Bùi Đông Lai buông hai người ra, cầm lấy ba lô rồi bước đi. Ra biệt thự, Bùi Đông Lai liền dung nhập vào bóng tối, cả người như quỷ mị, lặng yên không tiếng động rời khỏi biệt thự quận Gôn. 2 giờ sau, trong một chiếc máy bay khởi hành đi Nhật Bản. Đông Lai, sau khi cậu đeo tấm mặt nạ ra người này thì không nói đến người Nhật Bản, ngay cả tôi cũng không nhận ra cậu. Sau khi đi vào máy bay thì Tịch Hồ dừng bước lại. Nhìn Bùi Đông Lai đã dịch dung cách mình không xa, cảm thán. Miêu gia ở Tây Nam quả thật không hổ là thế gia đông y đệ nhất, y thuật thần thông a. Nếu không phải tin tưởng với y thuật của Miêu gia gia thì tôi cũng không dám hành động tùy tiện. Đeo tấm mặt nạ ra người, ăn mặc như một thành viên trong đám người đàm phán, Bùi Đông Lai gật đầu cười. Sở dĩ hắn không có nóng lòng đi Nhật Bản là hoàn toàn bởi vì đợi Miêu lão gia tử tạo ra tấm mặt nạ ra người, thẳng cho tối hôm qua. Miêu lão gia tử mới gọi đến cho hắn nói rằng 15 tấm mặt nạ da người đã được làm xong. Tịch Hồ nghe vậy, âm thầm cảm thán kế hoạch chu đáo chặt chẽ của Bùi Đông Lai, đồng thời ánh mắt không nhịn được mà nhìn về 18 nội vệ ám vệ Tịch gia. Trong 18 người này chỉ có 4 người để nguyên diện mạo, 14 người khác thì đeo tấm mặt nạ da người của Miêu lão gia tử, biến thành bộ dạng của 18 ngoại vệ ám vệ Tịch gia. Thậm chí vì muốn bảo đảm an toàn nên Bùi Đông Lai đã yêu cầu những người kia phải có cùng vóc dáng với ngoại vệ, có như vậy mới có thể thay đổi một cách hoàn mỹ được. Muôn người chờ mong. Bùi Đông Lai mang theo 18 nội vệ ám vệ Tịch ra thẳng tiến Nhật Bản. Gần 12 giờ đêm, thân là người phụ trách phân minh liên minh Hoa Hạ tại Tokyo thì Tịch Vĩnh Phong cùng với những thành viên của tập đoàn Tam Lăng, trong đó có một người gọi là Nham Kỳ Hữu đứng ở sân bay, đợi chuyến bay của Tịch Hồ đến. 12 giờ đêm, chuyến bay từ Yên Kinh đã đáp xuống sân bay Tokyo. Khoang máy bay mở ra, Tịch Hồ đi xuống trước, mà đám người Tịch Vĩnh Phong thấy máy bay hạ cánh thì vội bước lên chào hỏi. Tịch thiếu gia tôn quý, hoan nghênh đến Tokyo, tin tưởng ngài sẽ yêu thích thành phố xinh đẹp này. Thái độ của Nham Kỳ Hữu vô cùng tôn tính. Bởi vì luận về thực lực thì Liên minh Hoa Hạ bỏ xa tập đoàn Tam Lăng ba con phố, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Mà mặc dù Tịch Hồ còn trẻ nhưng mà lại có thể đại biểu cho Liên minh Hoa Hạ đến đây đàm phán, điều này đủ nói lên địa vị của Tịch Hồ trong Liên minh Hoa Hạ, vì muốn sau này hợp tác giữa hai bên sẽ càng trở nên thuận lợi nên hắn phải tỏ ra tôn kính. Thật xin lỗi, muộn như vậy còn muốn phiền toái Nham Kỳ tiên sinh. Tịch Hồ lại tỏ ra khách khí, trả lời. Tịch thiếu gia quá khách khí, đây là chuyện mà tôi phải làm. Nham Kỳ Hữu cười cười. Cũng không có hỏi Tịch Hồ vì sao muộn như vậy mới đến. Nham Kỳ tiên sinh, thời gian không còn sớm nữa, tôi muốn cùng mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước. Bởi vì biết được dụng ý của Bùi Đông Lai, nên sau khi hàn huyên vài câu thì Tịch Hồ chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện. Còn về phần lộ trình cùng an bài thì tôi đã nói toàn bộ cho Nham Kỳ xuyên lão tiên sinh, ngày mai tôi sẽ đến thị sát tại phân bộ Liên minh Hoa Hạ ở Tokyo, buổi tối cùng Nham Kỳ xuyên lão tiên sinh cùng đi ăn tối. Nói chuyện hợp tác giữa hai bên, đến lúc đó hy vọng có thể thấy được Nham Kỳ tiên sinh, để cho tôi dựa theo nghi lễ Trung Quốc mà mời Nham Kỳ tiên sinh hai chén rượu, nếu không thì tôi sẽ cảm thấy bất an. Ha ha, Tịch thiếu gia thật sự là quá khách khí. Nham Kỳ Hữu cười nói. Hai ngày này, quan hệ giữa hai nước chúng ta có chút khẩn trương, vì tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi sẽ hộ tống Tịch thiếu gia đến khách sạn. Được. Đối với đề nghị của Nham Kỳ Hữu thì Tịch Hồ cũng không có từ chối mà là gật đầu, sau đó nhìn sang Tịch Vĩnh Phong, vẻ mặt tôn kính nói. Chú Vĩnh Phong,
khổ cực cho chú rồi. Tiểu tử cậu, Tịch Vĩnh Phong là một trong những thành viên trung tâm của Tịch gia, cũng là chú ruột của Tịch Hồ, đã thấy Tịch Hồ lớn lên từ nhỏ, lúc này thấy Tịch Hồ khách khí thì hắn cười rồi vỗ vào bả vai Tịch Hồ, sau đó mang theo Tịch Hồ đến một chiếc xe đã chuẩn bị. Đoàn người Nham Kỳ Hữu tránh ra, đưa mắt nhìn Tịch Hồ lên xe, ánh mắt của Nham Kỳ Hữu đều liếc qua mỗi thành viên của Liên minh Hoa Hạ, rồi so sánh với thành viên đã lấy được trong danh sách, phát hiện không có gì khác nhau. Rất nhanh, Tịch Hồ cùng Tịch Vĩnh Phong chui vào chiếc Rolls Royce Phantom, mà Bùi Đông Lai cùng với những thành viên khác của Liên minh Hoa Hạ thì đi vào một chiếc xe bus. Mắt thấy mọi người lên xe, Nham Kỳ Hữu phất tay chào đoàn người Tịch Hồ, rồi sau đó đi lên chiếc Infinity ở phía trước, phụ trách dẫn đường, ngoài ra ở phía sau còn có một chiếc xe của tập đoàn Tam Lăng. Đưa mắt nhìn ô tô rời đi, Nham Kỳ Hữu lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Nham Kỳ Xuyên rồi báo lại tình hình. Vẫn là Đông Lai hiểu chu đáo a, đám người này thật cảnh giác. Nhớ lại cảnh Nham Kỳ Hữu quan sát người bên mình, thông qua kính chiếu hậu thấy được Nham Kỳ Hữu gọi điện thoại thì Tịch Hồ nhìn không được mà cảm thán nói. Nghe được Tịch Hồ nói thế thì Tịch Vĩnh Phong do dự một chút, nói. Tiểu Hồ, tuy rằng dựa vào tổ huấn Tịch gia, chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ Bùi gia nhưng mà bây giờ chúng ta cứ như vậy mà giúp Bùi Đông Lai thì thật sự là quá phiêu lưu. Chú, tổ huấn không phải là bá chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ Bùi gia, mà là bất cứ lúc nào Bùi gia cũng có thể sai khiến Tịch gia. Đối mặt với lo lắng cùng nghi ngờ của Tịch Vĩnh Phong, Tịch Hồ đã khôi phục lại vài phần bản sắc của tham lang, vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn nữa, không nói đến việc này, chỉ cần sự tình lần này có thể thành công thì chúng ta cũng thu được vô số ích lợi, đáng giá để chúng ta phải mạo hiểm. Chỉ mong là sẽ thuận lợi. Tịch Vĩnh Phong thở dài, vẫn không yên lòng. Tịch Hồ lại là không có nói cái gì nữa. Trong chiếc xe bus ở phía sau, ánh má của Bùi Đông Lai nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên hắn đến Tokyo nhưng mà cảnh sát ở đây lại quen thuộc với hắn bởi vì Tiêu Phi không chỉ đến Tokyo một lần mà đối với Tokyo thì Tiêu Phi nắm rõ như lòng bàn tay. Trong lòng hiện ra cảm giác quen thuộc, nghĩ đến kế hoạch của mình thì Bùi Đông Lai lại càng cảm thấy tự tin. Một tiếng sau, trong một khu nhà giàu ở Tokyo, Ma Cốc Doanh, lão đại của Yakuza nhận được điện thoại của thuộc hạ, biết được tin đám người Tịch Hồ đến. Sau khi nhận được điện thoại, Ma Cốc Doanh liền mặc áo ngủ lên, bưng một ly rượu rồi đi một mình ra ngoài ban công. Thân là lão đại của Yakuza thì địa vị của hắn ở thế giới ngầm ở Nhật Bản đứng thứ hai. Chỉ đứng sau hội trưởng hội tam hợp là Đằng Xuyên Nguyên nhưng mà hắn không cam lòng, hắn muốn trở thành lão đại của thế giới ngầm trong Nhật Bản. Vì muốn thực hiện nguyện vọng này nên hắn đã âm thầm mưu đồ từ lâu, cũng đã có một kế hoạch để phá nát hội tam hợp nhưng mà hiện tại tình thế đối với Yakuza cực kỳ bất lợi. Ở hắn xem ra, nếu như Bùi Đông Lai trở thành vật hy sinh trong chuyện lần này thì hội tam hợp sẽ thành công tiến vào Trung Quốc, như thế mối quan hệ giữa hội tam hợp và chính giới. Quân đội sẽ càng trở nên chặt chẽ, sẽ được mọi người ủng hộ. Nếu như vậy nguyện vọng của hắn sẽ không có khả năng thực hiện, hắn vĩnh viễn sẽ đứng sau Đằng Xuyên Nguyên. Thậm chí, gia tộc Liễu Sinh, kẻ âm thầm ủng hộ Yakuza sẽ bỏ qua Yakuza mà chuyển sang hội tam hợp. Đây là kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Coi như lúc Ma Cốc Doanh đang cảm thấy đau đầu vì tình cảnh trước mắt thì một nữ nhân tên là Saori Hara từ từ đi từ trong phòng ngủ ra. Mặc dù nàng là một diễn viên AV có tiếng trên toàn thế giới, nhưng mà khi thấy Ma Cốc Doanh thì nàng vẫn tỏ ra vô cùng tôn kính, hơn nữa còn mang theo vài phần sợ hãi. Cho nên khi biết được Ma Cốc Doanh nhận xong một cuộc điện thoại mà mất đi hứng thú muốn phét nàng thì nàng liền do dự, cuối cùng là vẫn lấy hết dũng khí, chủ động tìm Ma Cốc Doanh. Tới đây, bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của em Saori Hara kia thì Ma Cốc Doanh cũng không quay đầu lại. Vâng, chủ nhân. Saori Hara nghe vậy thì vội vàng đáp lại, rồi bước nhanh về phía Ma Cốc Doanh. Há mồm ra. Rất nhanh, Saori Hara đã đi đến trước người Ma Cốc Doanh, tay phải của Ma Cốc Doanh cầm lấy đầu Saori Hara đưa xuống phía dưới. Đợi nàng há miệng ra thì đem ly rượu lạnh như băng kia đổ vào miệng nàng rồi sau đó chỉ vào giữa hai đùi mình. Saori Hara liền hiểu ra, nàng không nuốt ngụm rượu kia mà là đưa bàn tay cởi chiếc áo ngủ của Ma Cốc Doanh ra, sau đó cầm lấy tờ rim của Ma Cốc Doanh rồi đưa miệng ngậm vào. T. Cảm nhận được cái lưỡi của Saori Hara cùng với cái lạnh của rượu thì Ma Cốc Doanh cảm thấy thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Ma Cốc Doanh tiên sinh,
tôi cho rằng, đối với ngài thì ngài muốn trở thành lão đại của Hắc đạo Nhật Bản hơn là muốn quất mấy em diễn viên AV kia, ngài cảm thấy thế nào? Sau đó, coi như lúc Ma Cốc Doanh sắp phun ra bởi vì yếu sinh lý thì một giọng nói vang lên. Ai? Thình lình nghe được giọng nói của người lạ thì tờ rim của Ma Cốc Doanh liền mềm nhũn, cả người đơ như cây cơ, theo bản năng quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Bốp! Sau đó, Ma Cốc Doanh chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một tiếng vang giòn vang lên, Saori Hara ngồi ở dưới chân hắn đã hôn mê bất tỉnh. Là mày! Thấy được vẻ mặt của người kia thì Ma Cốc Doanh liền cả kinh trợn tròn ánh mắt. Xin lỗi Ma Cốc Doanh tiên sinh, tôi tới không phải lúc, đã cắt ngang cơn vui của ngài rồi. Dưới ánh trăng, Bùi Đông Lai không đeo mặt nạ, khẽ mỉm cười. Để tỏ lòng xin lỗi, tôi sẽ tặng cho ngài một lễ vật, để cho ngài trở thành lão đại của Hắc đạo Nhật Bản. Ách! Ma Cốc Doanh hóa đá ngay tại chỗ. Bởi vì rõ tình thế trước mắt, Ma Cốc Doanh cho rằng Bùi Đông Lai rất có thể trở thành vật hy sinh, đến lúc đó thì Yakuza cũng bị ảnh hưởng lớn. Cho nên, lúc này thấy được Bùi Đông Lai xuất hiện ở đây thì hắn liền cả kinh, hắn không thể tưởng tượng nổi, Bùi Đông Lai đang bị giám sát chặt chẽ ở Trung Quốc vậy mà hiện giờ lại xuất hiện ở Nhật Bản, hắn càng không thể tưởng tượng nổi Bùi Đông Lai đúng là thần không hay quỷ không biết tiến vào biệt thự của hắn. Dù sao, thân là lão đại của Yakuza thì biệt thự của hắn cũng được bảo vệ rất chặt chẽ. Bên ngoài số lượng bảo tiêu thầm bảo vệ cũng vượt qua 20 người, trong đó có nhẫn thuật lục đoạn, thất đoạ, thậm chí còn có hai gã cường giả nhẫn thuật bát đoạn. Nhưng mà, so sánh với việc Bùi Đông Lai xuất hiện ở đây, câu nói mà Bùi Đông Lai nói rằng để cho ông làm lão đại của Hắc đạo Nhật Bản thì những câu nói này đã gây rung động thật lớn cho Ma Cốc Doanh, khiến cả người hắn đứng trơ ra. Bùi tiên sinh, tuy rằng tôi không biết cậu làm sao đi vào Nhật Bản, hơn nữa còn đến nơi này. Nhưng mà tôi cảm thấy cậu đùa làm cho tôi có chút lạnh người rồi. Vài giây sau, Ma Cốc Doanh lấy lại tinh thần, áp chế nổi sợ hãi trong lòng, vẻ mặt trào phúng nói. Quý quốc có câu, nề Bồ Tát qua sống, tự thân khó bảo toàn, tôi cảm thấy dùng những từ này để hình dung Bùi tiên sinh hiện tại là chính xác nhất. Thật không ngờ Ma Cốc Doanh tiên sinh lại hiểu biết văn hóa Trung Quốc như thế. Đối mặt với giọng điệu trào phúng của Ma Cốc Doanh thì Bùi Đông Lai mảy may không thèm để ý. Mà là mỉm cười nói. Không biết Ma Cốc Doanh tiên sinh đã nghe qua một câu, lừa người dối mình chưa? Ma Cốc Doanh nhíu mày không nói. Cái gọi là lừa mình dối người chính là lừa gạt mình, cũng lừa gạt người khác. Bùi Đông Lai thấy Ma Cốc Doanh không nói lời nào, vẻ mặt thoải mái mà cười nói. Ma Cốc Doanh tiên sinh chẳng lẽ muốn nói cho tôi biết, ông không muốn làm lão đại của Hắc đạo Nhật Bản sao? Chỉ cần là người bình thường đều sẽ nhìn ra điểm này được. Chân mày Ma Cốc Doanh càng nhíu chặt hơn. Cậu nói để cho ta trở thành lão đại của Hắc đạo Nhật Bản, Bùi Đông Lai ta thừa nhận cậu có địa vị và thân phận ở Trung Quốc nhưng mà hiện tại bản thân cậu lại khó bảo toàn được. Thế mà cậu lại đến Nhật Bản, đến trước mặt ta, nói với ta rằng muốn ta trở thành lão đại Hắc đạo của Nhật Bản, chẳng lẽ cậu không cảm thấy buồn cười sao? Buồn cười. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, nói. Không, 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 điểm này cũng không buồn cười. Ma Cốc Doanh tiên sinh, ông nên biết địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hả? Trong lòng Ma Cốc Doanh chấn động. Tôi thừa nhận, chỉ riêng mình tôi sẽ không làm được điểm này nhưng nếu chúng ta hợp tác thì tôi nghĩ, Yakuza sẽ lật đổ địa vị của hội tam hợp, trở thành vương giả của Hắc đạo tại Nhật Bản, lúc đó ông sẽ là lão đại của Hắc đạo Nhật Bản. Bùi Đông Lai nói tiếp. Nếu như lúc này tôi có thể tiến vào quý quốc, có thể xuất hiện trước mặt Ma Cốc Doanh tiên sinh. Điều này chứng minh tôi vẫn còn một chút lợi thế. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Ma Cốc Doanh lại trầm mặc, dường như là chấp nhận lời nói của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn không biết nên nói gì nữa. Theo tôi được biết, vì muốn lật đổ hội tam hợp nên Ma Cốc Doanh tiên sinh đã chuẩn bị rất nhiều a. Mắt thấy Ma Cốc Doanh trầm mặc, Bùi Đông Lai lại một lần nữa mở miệng, ngữ khí khinh miêu đạm tả, giống như đang nói một món đồ bé nhỏ không đáng kể. Ví dụ như ở trong hội tam hợp Ma Cốc Doanh tiên sinh an bài không ít người, trong đó có một tên gọi là Nakata là thành viên cấp cao trong hội tam hợp, thường thì sau một đoạn thời gian thì hắn sẽ báo lại những điều cơ mật của hội tam hợp cho Ma Cốc Doanh tiên sinh, ngoài ra còn có một tên là Ikeda là một tinh anh trong nhẫn đường của hội tam hợp. Lộp bộp. Trong màn đêm, lời nói hờ hững của Bùi Đông Lai giống như là tiếng sét nổ vang bên tai Ma Cốc Doanh,
khiến lòng của hắn trầm xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất cả chuyện này đơn giản là bởi vì Bùi Đông Lai nói là sự thật. Đây là bí mật lớn nhất của hắn. Bí mật này, thậm chí là người hợp tác với hắn là Tam Tỉnh Tài Phiệt Liễu Sinh Nguyên cùng tộc trưởng gia tộc Một Đằng là Mộc Đằng Cung cũng không biết chuyện. Mà Bùi Đông Lai lại biết. Hắn làm sao biết tất cả chuyện này? Ma Cốc Doanh trừng to mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Bởi vì dung hợp hoàn toàn linh hồn với Tiêu Phi nên Bùi Đông Lai đã nắm rõ mọi chuyện của Hắc Đạo Nhật Bản sau 2 năm nữa. Lúc đó Yakuza bằng vào mưu đồ bí mật của mình mà cố gắng tiêu diệt hội tam hợp nhưng mà cuối cùng thực lực lại không đủ nên đã thất bại. Thông qua chuyện này, Bùi Đông Lai có thể khẳng định Ma Cốc Doanh là một người có dã tâm, không chấp nhận hạ mình làm người dưới tay Đằng Xuyên Nguyên, cho nên hắn mới trắng trợn đến đây tìm Ma Cốc Doanh. Lúc này, mắt thấy Ma Cốc Doanh hoàn toàn bị hù sợ, Bùi Đông Lai mỉm cười, hỏi. Ma Cốc Doanh tiên sinh, ta tôi chúng ta hẳn là nên ngồi xuống nói chuyện. Ông thấy sao? Hô! Lời nói của Bùi Đông Lai làm cho Ma Cốc Doanh từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn thở ra một hơi, ánh mắt nhìn vào Bùi Đông Lai, dường như muốn nhìn thấu Bùi Đông Lai nhưng kết quả lại không nhìn thấy được gì. Mời! Trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng Ma Cốc Doanh vẫn làm ra động tác mời, biểu lộ thái độ của mình, hiển nhiên là những lời của Bùi Đông Lai đã làm hắn động tâm, chính xác là bức bách hắn làm cho hắn không thể nào không hợp tác với Bùi Đông Lai được. Chỉ cần Bùi Đông Lai đem những người tiềm phục của Yakuza tại hội tam hợp nói ra thì đến lúc đó mưu đồ nhiều năm của Ma Cốc Doanh sẽ bị tan thành mây khói, hoàn toàn mất đi khả năng trở thành lão đại của Hắc Đọa Nhật Bản, thậm chí còn có thể bị Đằng Xuyên Nguyên trả thù. Thứ cho tôi mạo muội, Bùi tiên sinh, tôi rất hiểu kỳ, tại sao cập lại biết được những gian tế của tôi ở hội tam hợp. Đi vào bên trong nhà, Ma Cốc Doanh ngồi xuống, hướng Bùi Đông Lai ngồi ở đối diện hỏi. Ma Cốc Doanh tiên sinh, tôi chẳng những biết tất cả chuyện này, tôi còn biết kế hoạch của ông nữa. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói ra vài câu khiến cho Ma Cốc Doanh hết hồn. Ngoài ra, tôi còn biết sở dĩ kế hoạch của ông chậm chạp không có hành động, nguyên nhân chỉ có hai. Thứ nhất là ông kiêng kỵ nhẫn đường của hội tam hợp, trong tay của ông tuy rằng có một số cường giả, thậm chí còn có một vị nhẫn hoàng nhưng mà ông cùng vị nhẫn hoàng kia chỉ là quan hệ hợp tác không giống với vị nhẫn hoàng kia ở hội tam hợp. Hắn là tâm phúc của Đằng Xuyên Nguyên, hoặc là nói ông không có khả năng đối phó với nhẫn đường của hội tam hợp. Thứ hai, ông kiêng kỵ mạng lưới quan hệ của hội tam hợp, ông sợ đám người An Bồi Tình Hải, Y Điền Chủ Thương và Nham Kỳ Xuyên. Vẫn không trả lời. Khóe mắt của Ma Cốc Doanh giật giật, thậm chí ngay cả trán của hắn đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Hắn cảm thấy được đối mặt với Bùi Đông Lai chân thực thì còn đáng sợ hơn so với những điều trong tư liệu. Ma Cốc Doanh tiên sinh. Ông không cần khẩn trương, tôi nói rồi, chúng ta bây giờ là đồng bạn. Dường như đã nhìn ra Ma Cốc Doanh đang hoảng sợ, Bùi Đông Lai mỉm cười. Tôi và ông có chung một địch nhân của chúng ta là Đằng Gia và Hội Tam Hợp. Lại nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Ma Cốc Doanh thở dài một hơi, muốn mở miệng hỏi. Nhưng mà, hắn âm thầm có chút kích động, việc kiêng kỵ nhất trong đàm phán chính là kích động, một khi đã kích động thì sẽ bị đối phương đưa vào trong. Mất hết lợi thế. Lấy gian tế của ông đang ở trong hội tam hợp thì có thể làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cung cấp cho tôi hành tung của Đằng Xuyên Nguyên, chuyện thứ hai là để người của tôi tiến vào trang viên của Đằng Gia. Bùi Đông Lai nói thẳng. Chỉ cần người của ông làm được hai chuyện này thì tôi có thể thực hiện hành động trảm thủ với Đằng Xuyên Nguyên cùng như là nhẫn đường. Ách! Mặc dù mơ hồ đoán được kế hoạch của Bùi Đông Lai sẽ vô cùng điên cuồng. Nhưng mà nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Ma Cốc Doanh vẫn là cả kinh. Một khi tôi giết chết Đằng Xuyên Nguyên, diệt trừ nhẫn đường, lấy thực lực của Yakuza, muốn phá vỡ hội tam hợp, dường như cũng không khó khăn a. Bùi Đông Lai cười hỏi. Ma Cốc Doanh nhíu mày. Nếu cậu có thể làm được điều này thì Yakuza đích xác có thể phá vỡ hội tam hợp. Nhưng mà làm sao cậu có thể cam đoan làm được hai điểm kia? Chỉ bằng việc tôi có thể dễ dàng rời khỏi Trung Quốc. Lén vào Nhật Bản, xuất hiện ở trước mặt ông. Bùi Đông Lai gằn từng chữ. Mặt khác, từ khi tôi đến Tokyo, tiến vào biệt thự của ông, người của ông không có năng lực báo lại những chuyện này, chẳng lẽ ông cho rằng sẽ có vấn đề gì sao? Cậu nên biết, vô luận là hội tam hợp hay là Yakuza, cũng không phải tồn tại một mình mà nó đều dựa vào bọn tài phiệt để bảo đảm. Sau một lúc trầm mặc thì Ma Cốc Doanh cũng nói ra lo lắng cuối cùng trong lòng.
cho nên, chỉ là tôi đáp ứng cậu thì còn được, nhất định phải được tam tỉnh tài phiệt là Liễu Sinh Nguyên đồng ý, thậm chí là cần phải có sự đồng ý của gia chủ Mộc Đằng gia. Để tam tỉnh tài phiệt trở thành đối tác làm ăn của Liên minh Hoa Hạ, để Mộc Đằng gia lật đổ địa vị của An gia, trở thành gia tộc chính giới đệ nhất ở Nhật Bản, mà Cốc Doanh tiên sinh, ông cho rằng đối với điều kiện này thì Liễu Sinh Nguyên cùng Mộc Đằng cung có thể không siêu lòng không? Trên mặt Bùi Đông Lai lại nở ra nụ cười tự tin, dường như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Có thể. Trong phút chốc, trong lòng Ma Cốc Doanh liền hiện ra đáp án. Ở hắn xem ra, chỉ cần Bùi Đông Lai có thể làm được hai điểm này thì Liễu Sinh Nguyên cũng tốt, Mộc Đằng cung cũng thế, tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng Bùi Đông Lai hợp tác. Người kia rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật nữa? Chưa trả lời, Ma Cốc Doanh không nhịn được mà thầm hỏi bản thân. Biệt thự quận Gôn, lúc này Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon, xem tin tức trong TV. Dựa vào báo chí Nhật Bản đưa tin thì vào lúc 16h30 phút ngày hôm nay, hạm đội 7 của Mỹ tại Thái Bình Dương, Hải quân Hoàng gia Anh cùng với vệ đội Nhật Bản đã tập hợp tại căn cứ Hải quân Mỹ. Người phát ngôn của quân đội Nhật Bản đã phát biểu rằng vào lúc 6 giờ sáng mai thì cả ba bên sẽ tới gần đảo, để tiến hành quân diễn. Trong TV xuất hiện những máy bay quân sự, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu tiến tiên hàng đầu của Mỹ. Đông Tuyết, dựa vào an bài của Đông Lai thì cậu ta muốn động thủ trước khi quân diễn được bắt đầu. Sau khi bản tin này kết thúc thì Hạ Y Na có chút lo lắng nhìn Tần Đông Tuyết, hỏi. Đây cũng là nói, tối nay Đông Lai sẽ động thủ, phải không? Ừ, Tần Đông Tuyết Tuyết gật gật đầu nhưng lại lộ ra vài phần khẩn trương. Người kia cũng thiệt là, trước khi đi cũng không lưu lại phương thức liên lạc với chúng ta, làm cho chúng ta không biết tình hình lúc này bên đó ra sao rồi. Thấy Tần Đông Tuyết gật đầu, Hạ Y Na quệt mồm, nhìn như nén giận, nhưng trên thực tế thì lại đang lo lắng. Reng, reng. Sau đó không đợi Tần Đông Tuyết mở miệng nói cái gì, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Bá! Xảy ra tiếng chuông điện thoại làm cho Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na đều nhìn sang. Có lẽ là đoán rằng người gọi đến là BDLD nên hai người có chút kích động, sau đó Tần Đông Tuyết cầm lấy điện thoại. Không phải, là điện thoại của cha tớ. Thấy người gọi đến là Tần Tranh thì Tần Đông Tuyết hơi có chút mất mát nói với Hạ Y Na một tiếng, sau đó mới nghe máy. Đông Tuyết, Đông Lai có gọi điện cho con không? Điện thoại được chuyển, Tần Tranh liền mở miệng hỏi. Hắn cũng vừa mới xem xong thời sự, biết rõ tình hình lúc này đã vô cùng gấp gáp. Nhận thấy được vẻ lo lắng trong giọng nói cu ớt Tần Tranh thì Tần Đông Tuyết khẽ thở dài. Không có. Vậy con có liên lạc được với hắn không? Tần Tranh nghe vậy, nhiều ít có chút nóng lòng, nói. Trước mắt tình thế đã vô cùng nghiêm trọng rồi, nếu như Đông Lai còn chưa động thủ thì rất có thể Nhật Bản sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy đảo. Lúc cậu ta đi thì không để lại cách liên lạc với con. Nghe Tần Tranh nói thế thì trong lòng Tần Đông Tuyết cũng căng thẳng, nàng biết rõ trận chiến này không chỉ có liên quan với Bùi Đông Lai mà còn có ý nghĩa quan trọng với quốc gia. Vậy à, Tần Tranh có chút mất mát thở dài, lại bổ sung nói. Nếu nó liên hệ với con thì con hãy cho ta biết, mặt trên đang đợi tin tức của nó. Vâng, Tần Đông Tuyết đồng ý, sau đó do dự một chút, mở miệng lần nữa. Giống như là đang an ủi Tần Tranh, càng giống như là an ủi Hạ Y Na ở bên cạnh. Cha, Đông Lai khi làm việc gì thì luôn nắm chắc, hơn nữa kế hoạch lần này vô cùng chu đáo, hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng là thế, hắn được nhiều người kỳ vọng vào đó. Tần Tranh cười khổ một tiếng, cúp điện thoại. Đô, đô, nghe điện thoại truyền ra tiếng đô, đô, thì Tần Đông Tuyết để điện thoại xuống, cầm lấy tay của Hạ Y Na. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của các nàng tỏ ra vô cùng lo lắng cùng khẩn trương nhưng cũng chỉ có thể ngồi đợi. Màn đêm buông xuống Tokyo. Trên đường, một chiếc Rolls-Royce Phantom cùng ba chiếc Mercedes-Benz S600 tạo thành một dòng xe chạy thẳng về một nhà hàng 5 sao có tiếng ở Tokyo. Dựa vào ước định giữa Nham Kỳ Xuyên và Tịch Hồ thì hai người sẽ đến nhà hàng này dùng cơm, sau đó rồi tiến hành đàm phán về việc hợp tác. Ngoài ra thành viên của Liên minh Hoa Hạ cũng sẽ dùng cơm và trao đổi một vài vấn đề với thành viên trung tâm của tập đoàn Tam Lăng Tài Phiệt. Hôm nay, đi bên cạnh Tịch Hồ chỉ có 4 gã ám vệ Tịch gia. Dùng lời hắn mà nói, đây là hắn tôn trọng và tin tưởng Tam Lăng Tài Phiệt.
Đối với việc này thì những thành viên trong gia tộc Nham Kỳ chẳng những không có bất mãn, mà lại tỏ ra vô cùng cao hứng. Thắng bại là vào đêm nay, Đông Lai, tôi đợi tin tức của cậu. Trong xe, Tịch Hồ bóp tắt điếu xì gà trong tay, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Cùng lúc đó, hai chiếc xe chạy trên đường cao tốc, hướng về núi Phú Sĩ chạy đến. Rất nhanh, hai chiếc xe chạy ra khỏi đường cao tốc, đi vào một con đường nhỏ, mười ám vệ Tịch gia trong xe liền cởi y phục ra, sau đó thay vào bộ đồ tác chiến màu đen. Sau khi bọn hắn thay quần áo xong thì hai chiếc xe chạy nhanh về phía trang viên Đằng gia ở dưới chân núi Phú Sĩ. Chân núi, hơn 100 tên thành viên tinh anh của Yakuza đã đứng dậy, thấy người ám vệ Tịch gia đến thì một gã cường giả nhẫn thuật bát đoạn liền lên nói chuyện. Sau khi nói chuyện xong thì hai bên đã nhất trí, ám vệ Tịch gia cầm lấy vũ khí bên Yakuza cung cấp, sau đó cùng với hơn 100 tên thành viên tinh anh của Yakuza đi dọc theo một con đường nhỏ, hướng về trang viên Đằng gia. Dựa theo kế hoạch thì khi cách trang viên Đằng gia 5 km thì bọn hắn sẽ dừng lại, sau đó đợi người tên là Ikeda tới tiếp ứng. Có lẽ là toàn bộ tinh lực của Đằng gia đều tập trung vào Bùi Đông Lai, biết rõ Bùi Đông Lai cùng dòng binh đoàn Sa Tăng đang ở Trung Quốc, có lẽ là do Ikeda sớm đã bố trí nên lúc này đám người ám vệ Tịch gia và Yakuza cũng không gặp trở ngại gì, một đường đi thẳng tới địa điểm đã nói trước. Sau khi tới địa điểm thì bọn hắn dừng lại, úp ở trong bụi cỏ, đợi Ikeda đến. 20 phút sau, Ikeda thừa dịp bóng đêm, lặng yên không phát ra một hơi thở, rời khỏi trang viên Đằng gia, đi đến chỗ cách trang viên Đằng gia khoảng 1 km. Không được nhúc nhích. Trong bóng đêm, một giọng nói vang lên, sau đó hai gã thành viên nhẫn đường từ trong bụi cỏ nhảy ra, xách súng đến gần Ikeda mà hai gã thành viên nhẫn đường khác lại dùng súng ngắm nhắm vào Ikeda. Là ta, Ikeda. Ikeda dừng bước lại, tự nói ra thân phận của mình. Là đội trưởng Ikeda sao? Nghe được giọng nói của Ikeda thì một gã nhẫn đường dùng đèn pin soi vào, xác định là Ikeda thì có chút kinh ngạc. Thế cục hai ngày nay đang căng thẳng, nhẫn hoàng phái ta đi kiểm tra mỗi tối, xem thử mọi người có giữ vững cương vị hay không. Vừa nói Ikeda vừa đi đến chỗ của hai gã thành viên nhẫn đường kia, cùng lúc đó hai gã thành viên nhẫn đường núp trong bụi cỏ liền đứng dậy rồi đi ra. Xin, đội trưởng yên tâm, chúng tôi luôn giữ vững cương vị của mình, không nói là người sống, cho dù là một con chó cũng không thể nào chạy qua nơi này được. Đúng, đội trưởng, chúng tôi đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của ninja, xin ngài hãy yên tâm. Đợi Ikeda đến gần thì có hai tên mở miệng nói, mà bốn người bọn họ cũng không có bất kỳ cảnh giác nào. Pằng, 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 bỗng nhiên, tiếng súng vang lên. Bốn viên đạn liền bắn thẳng vào bốn gã thành viên nhẫn đường. Phốc, 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 tiếng súng vang lên, máu tươi trên người bốn gã thành viên nhẫn đường liền phun ra, bọn hắn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã ngã xuống, tắt thở. Sau khi xử lý xong bốn người này thì Ikeda lấy một bộ đàm ra rồi liên lạc với người phụ trách hành động đêm nay ở trong Yakuza. Cùng lúc đó, trong một chiếc Nissan còn rèm che được hai chiếc Infiniti bảo vệ đang chạy về trang viên Đằng gia. Trong chiếc Nissan, Đằng Xuyên Nguyên đang cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó đặt chén rượu xuống rồi sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Điền Nguyên, người phụ trách thu thập tình báo tại Trung Quốc. Hội trưởng. Rất nhanh điện thoại được chuyển, giọng nói của Điền Nguyên liền truyền ra. Đằng Xuyên Nguyên hành văn gãy gọn hỏi. Đám người tung cầu kia có hành động gì không? Báo cáo hội trưởng, mấy ngày qua bộ đội của tung cầu đang âm thầm được điều động, nhìn qua thì dường như đã chuẩn bị xong mọi chuyện. Đầu bên kia điện thoại, Điền Nguyên tỏ ra cẩn thận mà báo lại sau đó nói. Tên hỗn đản tung cầu Bùi Đông Lai kia hai ngày nay vẫn luôn ở biệt thự tại Đông Hải, không ra khỏi cửa, mà tên võ giả bên cạnh hắn gọi là Cô Độc Phong Ảnh vẫn ở trong võ quán Cô Độc. Còn về phần dòng binh đoàn Sa Tăng thì vẫn luôn ở trụ sở bí mật tại Nam Cảng. Hắc, con chó tung cầu chết tiệt kia, hắn nghĩ rằng có đầu rút cổ như thế là vô sự sao? Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh. Ngày mai, sau khi ba nước diễn tập xong thì hắn sẽ biến thành một con chó chết. Biến thành một con chó chết. Bằng. Trả lời Đằng Xuyên Nguyên là một tiếng súng. Trong màn đêm, thời điểm ngàn quân nguy kịch. Chiến đấu phát hỏa. Rầm. Viên đạn bắn thẳng vào xe rồi đột nhiên nổ mạnh. Có mai phục, tăng tốc.
Sau đó, thủ lĩnh của nhẫn đường một trong ba nhẫn hoàng của Nhật Bản cung bản thiên ngồi trong chiếc Nissan lập tức quát lên một tiếng trong bộ đàm. Có lẽ là do quá bất ngờ nên Đằng Xuyên Nguyên há to miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bằng! Cùng lúc đó, tiếng súng lại vang lên. Đông! Viên đạn lại bắn trúng vào chiếc Infinity rồi đột nhiên nổ mạnh. Tên thành viên nhẫn đường lái chiếc Nissan liền tăng tốc, cả chiếc xe giống như một con quái thú, lao nhanh vượt qua đống lửa phía trước. Bằng! Bùi Đông Lai lại bóp cò, viên đạn thứ ba bay ra. Bởi vì từ Ma Cốc Doanh biết được xe của Đằng Xuyên Nguyên đều được độ lại nên lần này Bùi Đông Lai không nhắm bắn vào xe của hắn, mà là nhắm ngay vào lốp xe. Đông! Viên đạn liền bắn thẳng trúng lốp xe chiếc Nissan, lốp xe liền vỡ ra. Đây không phải là sát thủ bình thường không thể có tài bắn súng chuẩn như thế. Thấy được lốp của chiếc Nissan bị nổ thì khuôn mặt của cung bản thiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Vậy là ai? Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy thì tỏ ra kinh hoàng. Không phải là tên nghiệt trùng tung cầu kia chứ? Bằng! Đông! Tiếng súng lại vang lên, tiếng nổ xe nổ lại truyền ra. Hội trưởng, đường chủ, không còn cách nào lái xe được nữa. Tên lái xe liền tỏ ra kinh hoàng, chiếc Nissan giống như là một con ngựa mất cương, lao thẳng về phía rừng cây hai bên đường. Lập tức liên lạc với người bên trong trang viên, để bọn hắn đến hỗ trợ. Nghe được tên nhẫn đường lái xe kia nói thế thì cung bản thiên nhíu chặt mày, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bên ngoài, một cảm giác nguy hiểm hiện ra trong lòng của hắn, trực giác nói cho hắn biết, trong rừng có mai phục. Nghe được mệnh lệnh của cung bản thiên thì hai gã thành viên nhẫn giường ngồi bên cạnh Đằng Xuyên Nguyên, một gã giữ chặt Đằng Xuyên Nguyên, một gã còn lại thì liền lấy bộ đàm ra để liên lạc, tìm người hỗ trợ. Cùng lúc đó, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai chiếc Infinity đi ở phía trước liền nổ mạnh. Loảng xoảng, dầm. Sau đó, hai chiếc Infinity rơi xuống, tên lái chiếc Nissan thấy vậy thì liền giảm tốc độ. Vọt vào một con đường nhỏ bên rừng cây. Xuống xe. Khi xe dừng lại, cung bản thiên híp mắt, rồi quyết đoán ra lệnh. Ba gã nhẫn hồn nghe được mệnh lệnh thì liền không nói hai lời, mở cửa xe, rồi nhảy xuống còn cung bản thiên thì cầm lấy Đằng Xuyên Nguyên rồi đi theo xuống sau. Cẩn thận. Ba gã nhẫn hồn vừa mới xuống xe, không kịp đứng chung một chỗ thì cung bản thiên đã quát lên một tiếng. Dứt lời, người hiện ra. Thủ lĩnh của ám vệ Tịch Gia Niếp Vô Song sớm đã ẩn núp ở đó, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt một gã nhẫn hồn, cánh tay vung lên, hóa thủ làm trưởng, chụp vào đầu tên nhẫn hoàng kia. Bốp! Một trưởng Niếp Vô Song chụp vào ngay đỉnh đầu tên nhẫn hồn kia, giống như là trưởng vào quả dưa hấu, trực tiếp làm đầu tên nhẫn hồn kia vỡ ra. Miễu sát! Chỉ là một trưởng, Niếp Vô Song đã miễu sát một gã nhẫn hồn nhẫn thuật bát đoạn. Cùng lúc đó, một gã ám vệ Tịch Gia khác liền xuất hiện bên cạnh gã nhẫn hồn khác, chủy thủ trong tay của hắn nhắm vào cổ tên nhẫn hồn kia mà đâm tới. Keng! Không biết là do cung bản thiên nhắc nhở hay là do hắn cảm nhận được nguy hiểm, ở thời khắc nguy hiểm thì hắn liền lấy đao che ở cổ lại, thanh chủy thủ chém vào đao, phát ra một tiếng vang. Một kích không trúng, tên ám vệ Tịch Gia kia không dừng lại. Một lần nữa đâm về phía tên nhẫn hồn kia nhưng mà không đợi hắn công kích đến thì tên nhẫn hồn kia đã lui ra, làm cho một kích của tên ám vệ Tịch Gia kia thất bại. Cùng lúc đó, Niếp Vô Song tăng tốc, lặng yên không phát ra hơi thở đi đến bên cạnh một tên khác, tính toán muốn giết tên này. Nhưng mà, lúc này đây, không đợi Niếp Vô Song ra tay thì cung bản thiên đã đột ngột xuất hiện trước người tên nhẫn hồn kia, hóa thủ vi đao, chém về phía Niếp Vô Song. Hừ! Đối mặt với một kích của cung bản thiên thì Niếp Vô Song hừ lạnh một tiếng, thế công không giảm, đồng dạng hóa thủ vi đao, đón nhận. Bịch, thủ đao hai người chạm vào nhau, phát ra một tiếng muộn hưởng, sau đó kình lực bùng nổ, phát ra những tiếng bốp, bốp. Ách, sau khi giao thủ xong một chiêu, thân ảnh hai người tách ra, trong lòng tỏ ra kinh hãi. Cung bản thiên không ngờ thực lực đối phương lại mạnh đến thế. Niếp Vô Song cũng là như thế. Thông qua mạng lưới tình báo của Tịch Gia thì hắn biết thực lực của cung bản thiên là nhẫn thuật cửu đoạn cho nên lần này hắn mới mang theo một gã thành viên của ám vệ Tịch Gia cùng Bùi Đông Lai ám sát Đằng Xuyên Nguyên. Lúc này phát hiện được thực lực của cung bản thiên ngang cơ với hắn thì trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, chân mày nhíu lại, hiện giờ hắn và thủ hạ của hắn không những không chiếm ưu thế mà còn đang ở hạ phong. Cho nên,
nếu hắn và tên ám vệ Tịch gia kia không thể giết chết Đằng Xuyên Nguyên thì sẽ gặp nguy hiểm thật lớn. Bùi thiếu, tình báo sai rồi, cùng bản thiên có thực lực ngang tôi, cần được trợ giúp. Hiểu được điểm này thì Niếp Vô Song liền lấy bộ đàm liên lạc với Bùi Đông Lai. Quả nhiên là tên tung cầu kia. Đằng Xuyên Nguyên nghe được Niếp Vô Song mở miệng, tức giận đến mắng lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn. Xử lý bọn hắn, sau đó bắt sống tên tung cầu chó chết kia, ta muốn lột da hắn, rút gân hắn, uống máu hắn. Người đi đối phó tên kia, người kia giao cho ta. Cung Bản Thiên cười lạnh, ra lệnh cho tên nhẫn hồn bên cạnh, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào Niếp Vô Song, giống như là dã thú nhìn vào con mồi. Nếu mày muốn trốn thì tao không thể ngăn mày được, nhưng nếu mày muốn chiến thì không riêng gì mày mà tên sau lưng mày, hai đứa bọn mày đều phải chết. Vù, vù, Cung Bản Thiên rất vừa dứt lời, hai gã nhẫn hồn liền chạy nhanh về phía tên ám vệ Tịch gia kia, chuẩn bị liên thủ chém giết. Niếp Vô Song thấy thế thì hóa thành một đạo hắc ảnh, chạy về phía kia, muốn cứu viện. Mày là của tao. Cung Bản Thiên quát lạnh quát một tiếng, mũi chân điểm một cái, giống như lượn trên không, nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện trước người Niếp Vô Song, hóa thủ vi đao, nhắm thẳng vào cổ họng của Niếp Vô Song mà đánh tới. Bốp! Niếp Vô Song cũng hóa thủ vi đao, chém ra, hóa giải một đòn công kích của Cung Bản Thiên rồi hét lớn. Lập tức lui lại, cùng Bùi Thiếu tụ lại. Nghe được mệnh lệnh của Niếp Vô Song thì tên ám vệ Tịch gia không nói lời, lập tức nhảy lên, hướng về phía của Bùi Đông Lai mà chạy tới. Thạch Thái, đuổi theo hắn. Cung Bản Thiên hét lên. Cần phải bắt sống tên tung cầu kia. Vâng. Tên nhẫn hồn tên là Thạch Thái nghe vậy thì gật đầu rồi chạy theo tên ám vệ Tịch gia kia. Bảo vệ hội trưởng, thông báo cho những người còn lại, để bọn hắn chia làm hai đường, một đường đuổi theo tên hỗn đản kia, một đường đuổi qua bên này. Mắt thấy tên nhẫn hồn tên là Thạch Thái đuổi theo thì Cung Bản Thiên hướng về tên nhẫn hồn còn lại ra lệnh. Vâng, tên nhẫn hồn kia lĩnh mệnh rồi đi về phía Đằng Xuyên Nguyên, sau đó lấy bộ giàm ra liên lạc với nhẫn hồn ở trang viên để chuyển mệnh lệnh của Cung Bản Thiên. Nếu vừa rồi tao nói mày chạy trốn thì có cơ hội. Cùng lúc đó, chiến ý trên người Cung Bản Thiên tăng lên, vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm vào Niếp Vô Song. Nhưng mà bây giờ, mày đã không có cơ hội đó rồi. Pằng, pằng, pằng. Cung Bản Thiên vừa dứt lời, thì tiếng súng ở phía trang viên truyền đến. Tuy rằng kế hoạch của Bùi Thiếu có chút sai sót nhưng mà kết cục ngày hôm nay sẽ không thay đổi, tối nay, hội tam hợp sẽ hoàn toàn bị xóa tên trong giới hắc đạo. Nghe được phía trang viên truyền đến tiếng súng thì Niếp Vô Song cười lạnh, chiến ý cũng tăng lên. Bá! Nghe được phía trang viên truyền tới tiếng súng, nghe được giọng nói tự tin của Niếp Vô Song thì sắc mặt của Đằng Xuyên Nguyên cùng với tên nhẫn hồn bên cạnh hắn đều biến đổi. Thậm chí ngay cả Cung Bản Thiên cũng nhíu mày. Bởi vì đã đột phá nhẫn thuật cửu đoạn, bước chân vào nhẫn thuật thập đoạn nên năng lực của Cung Bản Thiên vô cùng biến thái. Sau khi xuống xe thì hắn chỉ nghĩ rằng đối phương chỉ muốn ám sát Đằng Xuyên Nguyên, nhưng mà hiện giờ hắn lại phát hiện đối phương muốn làm thịt luôn cả hội tam hợp. Lập tức liên hệ bọn hắn, xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hiểu được điểm này thì Cung Bản Thiên cũng không có ngầm thất kinh mà bình tĩnh ngầm ra lệnh. Vâng, tên nhẫn hồn kia nghe vậy thì gật đầu, sau đó lấy ra bộ đàm rồi liên lạc với tên gọi là Phản Thượng Tỉnh Thôn. Bởi vì ban nãy nghe được bên ngoài truyền đến tiếng súng, tiếng nổ, cùng với nghe được lời thông báo của người bên mình thì tên nhẫn hồn tên là Phản Thượng Tỉnh Thôn biết được Đằng Xuyên Nguyên đang bị người ta chặn giết. Vì thế hắn liền ra lệnh cho những thành viên nhẫn đường bên ngoài tăng cường cảnh giới, mặt khác phái toàn bộ những thành viên nhẫn đường khác đến nơi xảy ra vụ nổ. Nhưng mà, khiến Phản Thượng Tỉnh Thôn không ngờ chính là sau khi hắn truyền lệnh ra thì những thành viên nhẫn đường cảnh giới bên ngoài, không một người nào trả lời lại. Điều này làm cho hắn vô cùng không yên lòng, lúc sau hắn lại liên lạc nhưng không ai trả lời, hơn nữa trong trang viên lại có tiếng súng, có nhiều kẻ xâm nhập tập kích trang viên. Biết được chuyện này thì Phản Thượng Tỉnh Thôn liền an bài, nhưng mà hắn lại nhận được bộ đàm của một tên ở bên ngoài. Chuyện gì? Bộ đàm được chuyển, người ở bên ngoài liền hỏi. Trang viên bị tập kích, có rất nhiều người không rõ thân phận đang ở bên ngoài trang viên, đang cùng bắn nhau với chúng ta. Phản Thượng Tỉnh Thôn có chút không rõ nói, nếu không phải bên tai vang lên tiếng súng thì hắn không thể tin được lại có người ở Nhật Bản dám đến tập kích trang viên của Đằng Xuyên Nguyên. Phản Thượng Tỉnh Thôn đội trưởng,
nhân số kẻ tập kích vô cùng đông, bọn hắn đã đóng cửa lớn của Tràn Viên, hơn nữa bên hắn lại có rất nhiều hảo thủ, các anh em đã không trụ được nữa rồi. Phản thượng tỉnh thôn vừa rút lời, tên thành viên nhẫn đường ở bên kia liền nói, giọng nói mang theo vài phần hoảng sợ. Tao mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải giữ vững. Phản thượng tỉnh thôn nghe vậy thì giận đến xanh mặt, lạnh giọng hạ lệnh. Nói xong, hắn lại dùng bộ đàm liên hệ với một tên thành viên nhẫn hồn, giọng nói ngưng trọng. Cao Hùng, đi nói cho đường chủ biết kẻ địch đã đóng cửa trang viên rồi, hơn nữa nhân số bên chúng rất đông, chỉ sợ trong thời gian ngắn chúng ta không thể chạy tới trợ giúp được. Hội trưởng, trong trang viên cũng đang bị tập kích, nhân số bên chúng rất đông, sợ rằng trong thời gian ngắn đám người phản thượng tỉnh thôn sẽ không thể đến chi viện cho chúng ta. Tên nhẫn hồn tên là Cao Hùng nghe được phản thượng tỉnh thôn nói thế thì liền báo lại cho Đằng Xuyên Nguyên và Cung Bản Thiên. Ách! Nghe được Cao Hùng báo lại thì cả Đằng Xuyên Nguyên cùng Cung Bản Thiên đều bị cả kinh không nhẹ, trong lòng bọn chúng vô cùng nghi hoặc, dòng binh đoàn Sa Tăng cùng đám võ giả người Trung Quốc kia đều ở lại Trung Quốc, tại sao lại có người đến đây giúp tên hỗn đản kia, là ai giúp hắn? Vù! Cùng lúc đó, cả người Niếp Vô Song đột nhiên động, giống như một mũi bên. Bắn thẳng về phía Đằng Xuyên Nguyên. Bảo vệ hội trưởng. Cảm nhận được Niếp Vô Song ra tay thì Cung Bản Thiên cả kinh, quát lên một tiếng, cả người lóe lên, muốn ngăn cản Niếp Vô Song. Muộn rồi. Không đợi Cung Bản Thiên rất ngăn trở, Niếp Vô Song đã cách Đằng Xuyên Nguyên một mét, hóa thủ vi đao, chém về phía Đằng Xuyên Nguyên. Vù. Cùng lúc đó, tên nhẫn hồn Cao Hùng vung đao trong tay lên, chém về phía cổ Niếp Vô Song, muốn bức lui Niếp Vô Song. Hừ, Niếp Vô Song thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, thủ đao hóa thành trưởng, trưởng về cây đao sắc bén của tên nhẫn hồn kia. Vù, rắc, Niếp Vô Song đánh ra một trưởng, lực đạo khủng bố truyền vào thanh đao, kinh lực bùng nổ làm cho thanh đao gãy thành hai đoạn. Vù, cùng lúc đó, Cung Bản Thiên đã đuổi tới, cả người như ngọn núi đứng trước Đằng Xuyên Nguyên, sau đó chân phải vung lên đá vào Niếp Vô Song. Bá. Chân của Niếp Vô Song nâng người rồi búng lên, làm cho một đòn của Cung Bản Thiên đá vào không, đồng thời tay phải cầm lấy nửa thanh đao còn lại. Sau đó, chỉ thấy cổ tay của hắn vung lên. Vù! Tiếng xé gió vang lên, nửa thanh đao kia liền bắn về phía Cao Hùng đang đứng gần đó. Cao Hùng chính là nhẫn thuật bát đoạn, thực lực kém xa Niếp Vô Song, hơn nữa lại đứng gần như thế, làm sao có thể né được. Phốc! Không đợi Cao Hùng né tránh thì thanh đao kia đã trực tiếp đâm qua cổ họng của hắn, máu tươi phun ra. Hả? Thấy một màn như thế thì ánh mắt Cung Bản Thiên híp lại, bỏ qua ý niệm bước lên công kích, tay nhấc Đằng Xuyên Nguyên lên rồi thối lui. Thực lực của mày tương đương với tao, mày không có cơ hội để mang theo hắn, trốn thoát khỏi tay tao. Mắt thấy Cung Bản Thiên lui ra ngoài 10 mét thì Niếp Vô Song cũng không có nóng lòng công kích, cười lạnh nói. Đợi Bùi Thiếu cùng thuộc hạ của tao xử lý tên nhẫn hồn kia xong thì lúc đó sinh mạng của bọn mày sẽ kết thúc. Nghe Niếp Vô Song nói thế thì sắc mặt Cung Bản Thiên trở nên khó coi, chân mày nhíu lại. Hội trưởng, tôi ở lại ngăn cản hắn, ngài lập tức rời đi. Có lẽ là do Niếp Vô Song nói đúng, biết được tình thế trước mắt đã vô cùng nguy hiểm cho nên Cung Bản Thiên cũng không còn tỏ ra kiêu ngạo nữa, vẻ mặt hắn ngưng trọng nói. Ngoài ra... Hiện tại trang viên đang bị người ta bao vây, ngài hãy nói bọn hắn không nên hiếu chiến, hãy giúp ngài mang theo thành viên trung tâm của gia tộc rời khỏi trang viên. Được. Tuy rằng không tin mọi chuyện phát sinh trước mặt là sự thật nhưng mà lý trí nói cho hắn biết bây giờ việc quan trọng nhất là hắn phải giữ lấy tính mạng, đồng thời phải giữ tính mạng cho nhiều thành viên trung tâm của Đằng gia, chỉ cần hắn và bọn người kia còn sống thì hội tam hợp sẽ không có bị diệt vong. Bùi Thiếu. Cung Bản Thiên ngăn chặn tôi để cho một mình Đằng Xuyên Nguyên đào tẩu, ngài ở bên kia hãy giải quyết nhanh chóng. Mắt thấy Đằng Xuyên Nguyên chạy trốn, Niếp Vô Song cũng không có ngăn cản mà báo lại cho Bùi Đông Lai. Được. Trong rừng cây, nghe được Niếp Vô Song nói thế thì Bùi Đông Lai liền trả lời. Vù, vù. Nói xong, Bùi Đông Lai nghe được phía trước truyền đến tiếng động, mơ hồ thấy được có hai bóng người từ bên trong rừng cây đang chạy ra. Thấy như thế thì Bùi Đông Lai liền tắt bộ đàm, sau đó lao về phía hai bóng người kia. Keng! Rất nhanh, một tiếng vang giòn truyền ra, chủy thủ trong tay tên ám vệ tịch gia kia đụng vào đao của tên nhẫn hồn. Rắc! Sau đó, cả thanh đao và thanh chủy thủ trong tay của hai người liền gãy.
vù, vù. Trong phút chốc, hai người không hẹn mà cùng ném đi nửa thanh vũ khí còn lại trong tay ra. Có lẽ là do kịch chiến quá lâu làm tiêu hao nhiều kinh lực nên cả hai liền lui ra sau, thở gấp rồi sau đó lại chiến. Hả? Tên nhẫn hồn kia đột nhiên dừng bước lại, trong lòng cảm thấy nguy hiểm, đồng thời bằng vào khí huyết thì hắn cảm nhận được có người đánh lén mình, vì thế hắn liền xoay người lại, đánh ra một người vào phía sau. Người đánh lén chính là Bùi Đông Lai, thấy được đối phương phát hiện được mình thì Bùi Đông Lai cũng không có dừng tay mà hóa thủ thành trường. Trường khắc quyền. Đây là điều qua tử dạy cho hắn. Gãy cho ta. Vung trưởng lên, Bùi Đông Lai quát lên một tiếng lớn, khí thế như cầu vòng. Ba, ba, ba. Bùi Đông Lai xuất lôi đình trong Bùi gia quyền, tiếng nổ vang liền vang lên. Hả? Cảm nhận được uy lực của một trưởng này thì trong lòng tên nhẫn hồn kia chấn động nhưng mà không có cách nào thu tay lại được. Trưởng quyền giao nhau, năm tầng kinh lực của Bùi Đông Lai liền bùng nổ. Kinh lực liền đánh thẳng vào tay tên nhẫn hồn kia. Rắc! Trong màn đêm, tiếng xương gãy vang lên, nắm tay của tên nhẫn hồn kia liền bị chấn nát, cả người văng ra phía sau. Trong phút chốc, huyết nhục bay tứ tung. Tê! Cơn đau đớn làm cho tên nhẫn hồn kia kêu lên một tiếng, khí kinh tiết ra ngoài, trong lòng hoảng hốt, thực lực của hắn không phải là nhẫn thuật lục đoạn sao? Làm sao lại mạnh như thế? Không có đáp án, tên nhẫn hồn kia muốn thoát ra. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai. Trở lại cho tao. Thấy được ý đồ của tên nhẫn hồn kia thì Bùi Đông Lai quát lên một tiếng lớn, hóa thưởng thành chảo, một phát chụp được cổ tay của tên nhẫn hồn kia rồi kéo. Bịch. Sau đó, Bùi Đông Lai vung nắm đấm lên rồi nện vào đầu hắn. Trong màn đêm, huyết vụ đầy trời, đầu của tên nhẫn hồn kia đã trực tiếp bị đánh thành một đống thịt nát. Trang viên đằng ra, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Cả tòa trang viên đều vang lên những tiếng nổ lớn, đạn bay tứ tung, ánh lửa văng khắp nơi, lần lượt những tên bị đạn bắn trúng đều ngã gục xuống trong vũng máu. Bởi vì nhận được mệnh lệnh của Đằng Xuyên Nguyên nên Phản Thượng Tỉnh Thôn đã cùng với ba gã nhẫn hồn, trong đó có Ikeda, cùng với 20 thành viên nhẫn đường mang theo thành viên trung tâm của Đằng ra, muốn thoát ra khỏi trang viên từ cửa bên. Nhưng mà làm cho Phản Thượng Tỉnh Thôn nằm mơ cũng không ngờ chính là khi hắn vừa ra tới nơi thì ở đó lại xuất hiện 6 hắc y nhân. Dưới ánh trăng, 6 người này đều che mặt, làm cho người nào cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sát ý kia. Trong tay bọn họ đều cầm chủy thủ, giống như là tử thần vậy. Mắt thấy 6 tên hắc y nhân này xuất hiện thì những thành viên trung tâm của Đằng gia đều sợ tới mức không nhẹ, không nói hai lời, vội lấy súng ra. Thậm chí ngay cả thành viên bình thường của nhẫn đường cũng là rút súng ra. So với bọn hắn thì trừ Ikeda thì ba gã nhẫn hồn còn lại đều kinh hãi, bất quá bọn hắn không rút súng ra mà là cầm đao lên. Pằng, pằng. Đám thành viên trung tâm của Đằng gia liền nổ súng, từng viên đạn bay ra. Đối với cao thủ ám kính mà nói thì đừng gần mà dùng súng bắn vào bọn họ chính là uổng công, huống chi đối với đám người cao thủ sớm đã đạt tới cảnh giới hóa kính đại thành này. Vù, vù. Đối mặt với những làn đạn bay tới thì 6 gã ám vệ Tịch gia liền giống như quỷ mị biến mất vào màn đêm, làm cho người ta có cảm giác rằng bọn chúng chưa từng xuất hiện. Người đâu? Mắt thấy 6 tên ám vệ Tịch gia biến mất thì một tên không nhịn được mà mở miệng hỏi, giọng nói của hắn có chút run run, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tích, tích. Trả lời hắn chính là tiếng bộ đàm vang lên. Phản Thượng Tỉnh Thôn nghe tiếng, trong lòng vừa động, vội vàng nghe máy. Phản Thượng Tỉnh Thôn, các ngươi đến đâu rồi? Ra khỏi trang viên rồi sao? Bộ đàm được chuyển, giọng nói của Đằng Xuyên Nguyên vang lên, lúc này đây giọng nói của hắn tỏ ra vô cùng sợ hãi và lo lắng. Hội trưởng, chúng ta đã ra tới của bên của trang viện, nhưng mà... Vù, vù. Không đợi Phản Thượng Tỉnh Thôn nói xong thì 6 gã ám vệ Tịch gia đã xuất hiện, tốc độ nhanh như thiểm điện vọt về phía bọn hắn. Ngăn bọn hắn lại. Khí huyết cảm ứng được 6 tên hắc y nhân kia đánh tới thì sắc mặt Phản Thượng Tỉnh Thôn biến đổi, không kịp trả lời Đằng Xuyên Nguyên mà quát lên một tiếng lớn. Có lẽ là tốc độ của 6 tên ám vệ Tịch gia quá nhanh thế cho nên đám thành viên trung tâm Đằng gia không thấy rõ bọn hắn, mà đám người của nhẫn dường lại cảm nhận được nguy cơ, cũng bởi vì nghe được mệnh lệnh của Phản Thượng Tỉnh Thôn mà liền lập tức giơ súng lên. Đã muộn. Phốc. Tiếng súng chưa vang lên thì lưỡi đao đã chém vào, máu tươi liền phun ra. Một gã thành viên nhẫn đường liền ngã xuống.
phốc, phốc. Sau đó, từng tiếng trầm đục lần lượt truyền ra, máu nóng lại phun ra, năm tên thành viên nhẫn đường lại ngã xuống. Bất quá cái gì? Trong rừng cây, Đằng Xuyên Nguyên đang chạy như điên, thở hổn hển, lớn tiếng hỏi. Cốc Giã, Thu Mộc, hai người các ngươi giúp bọn hắn ngăn cản địch nhân. Phản Thượng Tỉnh Thôn vẫn không trả lời Đằng Xuyên Nguyên, hắn giống lớn với thuộc hạ. Ikeda, ngươi cùng ta bảo vệ bọn họ lui lại, mau. Đám thành viên trung tâm nghe Phản Thượng Tỉnh Thôn nói như thế thì liền xoay người bỏ chạy, ngay cả dũng khí nổ súng cũng không có. So với bọn hắn mà nói thì hai tên thành viên nhẫn hồn L Cốc Giã, Thu Mộc là mặc dù có chút kinh hãi, nhưng vẫn là rút đao bước lên, cùng triển khai chiến đấu kịch liệt với 6 tên ám vệ Tịch Gia. Keng, keng, phốc, phốc. Trong lúc nhất thời, tiếng đang kiếm vang lên, máu tươi không ngừng phun ra, mưa máu đầy trời, nhuộm đỏ cả mặt đất ở bên dưới. Hỗn đản, Phản Thượng Tỉnh Thôn, các ngươi đang làm gì đó, trả lời mau. Cùng lúc đó, Phản Thượng Tỉnh Thôn nghe được tiếng gầm của Đằng Xuyên Nguyên vang lên từ trong bộ đàm. Hội trưởng. Thấy được đám thành viên nhẫn đường phía sau ngã xuống thì một cỗ hàn ý bao phủ lấy người Phản Thượng Tỉnh Thôn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, giọng nói cũng run run. Cửa bên có mai phục, chúng tôi đang lui lại trang viên. Hỗn đản, ai bảo ngươi lui về. Đằng Xuyên Nguyên nghe thế thì vô cùng tức giận, ở hắn xem ra, lấy tình thế bây giờ thì nếu lui về thì chỉ có một con đường chết, vì thế hắn liền gầm lên. Giết đi ra ngoài, không tiếc hết thảy mà giết để đi ra ngoài. Hội trưởng, thực lực của bọn hắn quá mạnh, người của nhẫn đường không thể ngăn cản. Phản Thượng Tỉnh Thôn một bên chạy, một bên quay đầu quan sát chiến cuộc, rõ ràng thấy được thành viên nhẫn đường đã ngã xuống, chỉ còn có mấy người cùng với hai người Cốc Giã, Thu Mộc chống đỡ, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Ngay cả Cốc Giã cùng Thu Mộc cũng không phải đối thủ của bọn họ. Keng, phốc, dường như vì đáp lại Phản Thượng Tỉnh Thôn, cho nên tên nhẫn hồn tên là Cốc Giã đã bị một tên ám vệ Tịch Gia vung đao, chém sau vào người của hắn. Ách, cùng lúc đó, Đằng Xuyên Nguyên bị câu nói của Phản Thượng Tỉnh Thôn làm cho ngây người, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, tên tung cầu chó chết kia đi đâu để tìm được nhiều cao thủ như thế. Hội trưởng. Tình huống bây giờ của chúng ta vô cùng nguy hiểm, chúng ta cần được trợ giúp. Mắt thấy Cốc Giã ngã xuống thì Phản Thượng Tỉnh Thôn sợ tới mức cả người chấn động, không nhịn được mà giống lên. Hỗn đản! So sánh với Phản Thượng Tỉnh Thôn mà nói thì Đằng Xuyên Nguyên lại càng không khống chế được cảm xúc, lúc này hắn giống như là chó có tang, đang chạy như chết ở đây, như thế nào đi trợ giúp? Nếu như không có trợ giúp, chúng ta chết chắc rồi. Cái nờ mờ con cá cờ, sao, và sao phần trăm mũ và. Lúc này đây không đợi Phản Thượng Tỉnh Thôn nói xong thì Đằng Xuyên Nguyên đã mắng. Bên tai vang lên tiếng chửi mắng của Đằng Xuyên Nguyên thì Phản Thượng Tỉnh Thôn cảm thấy vô cùng uy khuất. Hội trưởng nói như thế nào? Ikeda thấy thế thì đi chậm lại, hỏi Phản Thượng Tỉnh Thôn. Ta để hội trưởng tìm người giúp chúng ta, nhưng mà hội trưởng... Bá! Chưa kịp nói hết thì trong lòng Phản Thượng Tỉnh Thôn đã cảm thấy được nguy hiểm, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên. Phốc! Sau đó, một thanh đao ở trong tay của Ikeda vung lên, chém vào đầu của Phản Thượng Tỉnh Thôn. Máu tươi phun ra, đầu người rơi xuống đất. Dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn trợn tròn, trên mặt tỏ ra kinh ngạc, cho đến lúc chết thì hắn vẫn không nghĩ ra tại sao Ikeda lại vung tay về phía hắn. Sau khi giết Phản Thượng Tỉnh Thôn xong thì Ikeda cũng không có dừng lại, mà cầm đao lao về phía đám thành viên trung tâm của Đằng Gia rồi tiếp tục vung đao lên, giống như là nam độc dùng sâu vô hình trong VL1 khi đi đánh nhím vậy. 30 giây. Chỉ cần 30 giây thì toàn bộ hơn 10 tên thành viên trung tâm Đằng Gia đã banh chẻ con cá mè. Tình hình lúc này sao rồi? Cùng lúc đó, sau khi phát tiết lửa giận thì Đằng Xuyên Nguyên đã khôi phục lại vài phần bình tĩnh. Hắn lại dùng bộ đàm liên lạc với Phản Thượng Tỉnh Thôn. Thật xin lỗi, Phản Thượng Tỉnh Thôn đã chết. Cả người Ikeda nhuộm đầy máu, cầm lấy bộ đàm rồi cười lạnh. Toàn bộ thành viên trung tâm của ông đã bị giết chết, bọn hắn là do tôi giết. Mày là ai? Bên tai vang lên giọng nói của Ikeda thì Đằng Xuyên Nguyên trực tiếp sợ tới mức sụi lơ ở tại trong bụi cỏ. Hiển nhiên hắn biết rõ toàn bộ thành viên trung tâm của Đằng Gia đã diệt vong thì điều này đại biểu cho cái gì? Hội trưởng, thực thật không ngờ, ta tới hội tam hợp gần 10 năm, ngài đều không có nhớ kỹ giọng nói của ta,
là do ta che giấu tốt hay là ngài sơ sót đây? Ikeda cười lớn. Bất quá không sao đâu, từ giờ cho đến khi chết thì ngài sẽ nhớ kỹ giọng nói của ta là Ikeda. Ikeda, Ikeda, nghe được cái tên này thì Đằng Xuyên Nguyên hoàn toàn choáng váng. Rất khiếp sợ, đúng không? Một giọng nói hài hước vang lên, Bùi Đông Lai giống như là U Linh xuất hiện ở phía sau Đằng Xuyên Nguyên. Nghe được cái tên Ikeda, nghe được chính miệng Ikeda nói rằng hắn đã giết phản thượng tỉnh thôn cùng toàn bộ thành viên trung tâm của Đằng gia thì trong lòng của Đằng Xuyên Nguyên tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Thậm chí, hắn còn hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Nhưng mà, khi hắn nghe được Bùi Đông Lai nói câu đó, nghiêng đầu sang thấy Bùi Đông Lai đang đứng bên cạnh, vẻ mặt hài hước nhìn vào hắn thì lý trí nói cho hắn biết những điều Ikeda nói đều là sự thật. Hiểu được điểm này thì Đằng Xuyên Nguyên liền rút súng ra. Mày coi thử, ngay cả nhẫn hồn cũng không giết được tao thì mày có thể làm được không? Bùi Đông Lai mỉm cười ngồi xuống vẻ mặt hài hước nói. Được không? Đằng Xuyên Nguyên nghe được như thế thì tay hắn dừng lại ở trên không. Đêm đen, ánh mắt hắn trợn tròn nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Cả Đằng gia đã bị huyết tẩy, toàn bộ thành viên trung tâm của Đằng gia đã bị giết hết. Người trong nhẫn đường cũng bị diệt sạch, nên qua tối nay, hội tam hợp sẽ biến mất trong giới hắc đạo của Nhật Bản. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì lúc này hắn có thể giết Đằng Xuyên Nguyên như bóp chết một con kiến, hắn chỉ chờ cho bên kia Niếp Vô Song truyền đến tin đã xử lý xong cung bản thiên thì hắn mới giết Đằng Xuyên Nguyên, hắn cũng không có sốt ruột mà hắn muốn trước khi để Đằng Xuyên Nguyên chết thì phải để cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Có phải là cảm thấy chuyện này không phải là thật? Hô, hô! Nghe Bùi Đông Lai nói những lời như thế thì hơi thở của Đằng Xuyên Nguyên trở nên dồn dập, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai giống như là lệ quỷ vậy. 10 năm trước Ikeda đã gia nhập nhẫn đường, khi đó mày không có khả năng biết hắn cho nên hắn không thể nào là gian tế mà mày xếp vào hội tam hợp được. Đằng Xuyên Nguyên gắt gào nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, giọng nói khàn khàn. Hắn là gian tế do bên Yakuza xếp vào hội tam hợp. Ngoài ra mày có thể tập kích trang viên của Đằng gia cũng là do Yakuza ra tay. Chúc mừng, mày đã đáp ứng. Bùi Đông Lai cười trả lời, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán, Đằng Xuyên Nguyên có thể trở thành hội trưởng của hội tam hợp cũng không phải là ngẫu nhiên, ngay cả lúc ở trong tuyệt cảnh như thế này mà hắn còn có thể giữ được bình tĩnh. T. Đối mặt với lời trêu chọc của Bùi Đông Lai thì Đằng Xuyên Nguyên tức giận đến cả người run lên. Hắn hận không thể lập tức muốn bước lên xé nát Bùi Đông Lai ra nhưng mà lý trí nói cho hắn biết nếu hắn làm như thế thì hắn sẽ chết. Dựa vào tình báo của tao thì đám người võ giả Trung Quốc kia vẫn chưa rời khỏi Trung Quốc, mày ở đâu mà tìm ra được nhiều cao thủ như thế? Vô cùng tức giận, Đằng Xuyên Nguyên hỏi ra nghi vấn trong lòng, mặc dù hắn biết chuyện Tịch Hồ dẫn người của Liên minh Hoa Hạ đến Nhật Bản, hắn cũng biết được nội vệ Tịch gia đi lần này đến Nhật Bản cũng chỉ có 4 người. Mày muốn biết sao? Bùi Đông Lai nghe vậy thì cười lạnh. Có lẽ là Đằng Xuyên Nguyên không muốn làm một con mà hồ đồ thế cho nên khi nghe Bùi Đông Lai nói thế thì theo bản năng hắn gật đầu. Tại sao tao phải nói cho mày biết? Đằng Xuyên Nguyên tức giận đến cả người run lên, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, đồng thời cũng hiểu được, Bùi Đông Lai không giết hắn, là ở cố ý trêu đùa hắn, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng tao không biết mày tìm được đám người này ở đâu nhưng mà mày cho rằng Nhật Bản chỉ có những cao thủ nhẫn đường này thôi sao? Tao cho mày biết, quân đội Nhật Bản có rất nhiều cao thủ che giấu, rất nhanh Nhật Bản sẽ không cho ai rời khỏi nước này một ước, đồng thời những cao thủ ấy sẽ xuất động, đến lúc đó chúng mày sẽ không chạy thoát được. Chẳng lẽ mày đã quên tao nói gì rồi sao? Lại Yakuza giúp tao. Bùi Đông Lai nghe những lời uy hiếp của Đằng Xuyên Nguyên thì cười khinh. Nếu Yakuza đã ra mặt giúp tao thì mày cảm thấy rằng tam tỉnh tài phiệt cũng gia tộc Liễu Sinh ở phía sau lưng Yakuza sẽ không giúp tao sao? Nếu như bọn hắn giúp tao thì quân đội Nhật Bản còn đối phó với tao sao? Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đằng Xuyên Nguyên điên cuồng mà lắc đầu, gào. Dân tộc Nhật Bản là dân tộc đoàn kết nhất trên thế giới. Mà Cốc Doanh tên hỗn đản này vì dã tâm của mình mà không để ý đến lợi ích của quốc gia thì có thể hiểu được. Nhưng tam tỉnh tài phiệt cùng gia tộc Liễu Sinh sẽ không? Thật sao? Bùi Đông Lai nghe vậy thì cười. Nếu tao cho có thể cho tam tỉnh tài phiệt trở thành đối tác của Liên minh Hoa Hạ, để cho gia tộc Liễu Sinh lật đổ An gia, trở thành gia tộc chính giới số 1 của Nhật Bản thì mày nói bọn hắn có giúp tao không? Mày!
có phải mày muốn nói, điều này cũng không thể đúng không dấu lớn. Lúc này đây, Bùi Đông Lai không đợi Đằng Xuyên Nguyên nói hết mà cắt ngang. Ma Cốc Doanh là người có dã tâm, điều này không sai, nhưng mà nếu như không có Tam Tỉnh Tài Phiệt cùng gia tộc Liễu Sinh cho phép thì hắn dám hợp tác cùng tao, huyết tẩy Đằng ra sao? Sẽ không. Trong lòng nghĩ đến đáp án này thì Đằng Xuyên Nguyên ngậm miệng lại. Xúi dục nội đấu, mượn đao giết người, đây chính là những chiêu mà mày vừa làm với tao ở Trung Quốc. Quẹ. Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy thì liền trực tiếp hộc máu. Nhật Bản bọn mày không phải là chuẩn bị quân diễn với Mỹ, anh sao? Thấy Đằng Xuyên Nguyên tức giận đến hộc máu, Bùi Đông Lai lạnh giọng nói. Thử mà nghĩ xem, ngay tại lúc ba nước sắp tiến hành quân diễn, Nhật Bản phát sinh nội đấu, sau đó tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì mày nghĩ tình hình sẽ như thế nào? Mày! Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, chỉ tay vào mặt Bùi Đông Lai rồi gào thét, kết quả vì quá kích động mà lại hộc máu thêm lần nữa. Hả? Mắt thấy Đằng Xuyên Nguyên lại hộc máu, Bùi Đông Lai vốn còn muốn nói điều gì để khiến Đằng Xuyên Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mà hắn lại nghe phía trước truyền đến tiếng bước chân. Bùi Đông Lai liền đứng lên thì hắn thấy được Cung Bản Thiên đang chạy về phía bên này. Nương theo ánh trăng, Bùi Đông Lai có thể thấy được trên người của Cung Bản Thiên đã có vết máu, dường như là hắn bị thương cũng không nhẹ. Thấy một màn như thế thì tinh quang trong mắt Đằng Xuyên Nguyên hiện lên, rút súng ra. Nhưng mà, không đợi Đằng Xuyên Nguyên rút súng ra thì đột nhiên Bùi Đông Lai xoay người, chân phải của hắn vung lên rồi đá một phát vào người của Đằng Xuyên Nguyên. Bịch, rắc, tiếng trầm đục cùng tiếng xương gãy vang lên, Đằng Xuyên Nguyên giống như là trái banh, bị người ta sút vào. Hả? Phía trước, Cung Bản Thiên đang chạy nghe được tiếng động như thế thì đồng tử thu nhỏ lại, thấy được cả người Đằng Xuyên Nguyên đang bay về phía mình. Hội trưởng, Cung Bản Thiên rất thấy thế. Ngay tại chỗ bắn ra, cố gắng muốn bắt lấy Đằng Xuyên Nguyên nhưng mà bởi vì thương thế nghiêm trọng nên không thể bắt được Đằng Xuyên Nguyên. Bịch, thân thể Đằng Xuyên Nguyên đập thẳng xuống mặt đất, thân mình cuộn tròn lại, không ngừng run lên, máu trong miệng phun ra. Cung Bản Thiên thấy thế thì sắc mặt đại biến, vốn là nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai mở một bên sau đó bước lên đỡ Đằng Xuyên Nguyên dậy. Bùi thiếu, thương thế của Cung Bản Thiên rất nghiêm trọng, không phải đối thủ của ngài, ngài không cần phải lo lắng. Cùng lúc đó, giọng nói của Niếp Vô Song vang lên trong bộ đàm. Bởi vì Cung Bản Thiên đã bước chân vào nhẫn thuật thập đoạn cho nên mặc dù thấy Cung Bản Thiên bị thương nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không dám tùy tiện ra tay, lúc này nghe được Niếp Vô Song nói thế thì hắn liền đứng lại. Hắn muốn khơi dậy nội đấu trong Nhật Bản. Đằng Xuyên Nguyên phun máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, quát lên. Giết hắn, giết chết tên hỗn đản này, để hắn chôn cùng với ta. Vâng. Nghe Đằng Xuyên Nguyên nói thế thì Cung Bản Thiên vốn ra cả kinh, sau đó gật đầu. Nói xong, hắn liền buông Đằng Xuyên Nguyên xuống rồi bắn ra, lướt về phía Bùi Đông Lai. Để lại mang con chó tung cầu kia. Mặc dù là thương thế của Cung Bản Thiên nghiêm trọng, nhưng mà hắn là một tuyệt thế cường giả, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay khí thế bàng bạc. Trong màn đêm, hắn hóa thủ vi đao, cả người hóa thành một thanh bảo đao, người đao hợp nhất. Cả người bắn về phía Bùi Đông Lai, muốn một kích tất sát. Cảm nhận được khí thế và chiến ý của Cung Bản Thiên, đối mặt với một kích của Cung Bản Thiên thì Bùi Đông Lai cũng không có trốn mà là nhắm hai mắt lại. Đúng vậy. Lúc này đây Bùi Đông Lai nhắm hai mắt lại, một bên điều động kinh lực trong cơ thể, một bên dựa vào khí huyết mà cảm ứng khoảng cách giữa bản thân và Cung Bản Thiên. 25 mét, 10 mét, 5 mét. Bùi Đông Lai đột nhiên mở mắt ra. Vung quyền đón lấy. Sát chiêu, lôi đình. Đây là lần đầu tiên hắn dùng sát chiêu này. Lôi đình, thất trọng kinh lực dồn vào một chiêu. Dầm. Một quyền đánh ra, ngay lập tức đánh nát cánh tay của Cung Bản Thiên, hơn nữa quyền thế cũng không giảm mà oanh vào người của Cung Bản Thiên. Dầm. Một quyền đánh trúng, kinh lực liền truyền vào người Cung Bản Thiên làm cho cả người Cung Bản Thiên chấn động, kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ nát sau đó bay ngược lại. Phốc, Cung Bản Thiên phun máu ra, sau đó đụng vào một gốc cây rồi ngã ầm xuống đất. Đằng Xuyên Nguyên thấy vậy thì cả kinh há to mồm, sau đó hắn dùng toàn bộ khí lực còn lại để quay đầu lại, thì thấy được Cung Bản Thiên đang, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chết rồi. Cung Bản Thiên bị một quyền của tên tung cầu kia đánh chết rồi sao? Điều này làm sao có thể?
Cả người Đằng Xuyên Nguyên run lên, trừng to mắt, không thể tin mà nhìn vào thi thể của Cung Bản Thiên rồi tự hỏi. Quẹ! Bịch! Sau đó, cả người hắn phun ra một ngụm máu rồi té xuống. Hắn bị hù chết. Bởi vì hội tam hợp có thân phận đặc thù ở Nhật Bản, nên mặc dù sau khi trang viên Đằng gia vang lên những tiếng súng thì đám cảnh sát Nhật Bản cũng không dám đến hiện trường, mà giả vờ đi cách trang viên Đằng gia 10 km mà hoa tay mua chân. Thân là người phụ trách cảnh sát của tỉnh Yu Yu, nên An Bồi Dã trước tiên liền liên lạc với thành viên trung tâm của hội tam hợp, muốn hiểu rõ tình huống để sắp xếp. Khiến hắn không ngờ chính là hắn gọi cho 10 người thì không đến 5 người nghe điện thoại, những người nghe điện thoại cũng không có mặt ở Tokyo, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Rơi vào đường cùng hắn liền gọi cho nhân vật số 1 của Cục Cảnh sát Nhật Bản, muốn đem tình hình báo lại, coi mặt trên có ý gì. Cục trưởng, 30 phút trước tại trang viên Đằng gia đã truyền ra những tiếng nổ mạnh và tiếng súng. An Bồi Dã báo lại một cách vô cùng chi tiết. Vì muốn hiểu rõ tình huống nên tôi đã liên hệ với những thành viên trung tâm của hội tam hợp, kết quả là những người có mặt ở trang viên đều không gọi được, ngài nói phải làm sao bây giờ. Lập tức phái người đi xuống xem rõ tình huống. Nghe được An Bồi Dã báo lại như thế thì nhân vật số 1 Cục Cảnh sát Nhật Bản liền hạ lệnh. Vâng. An Bồi Dã lập tức lĩnh mệnh, sau khi cúp điện thoại thì truyền lại mệnh lệnh cho cấp dưới. Cách trang viên Đằng gia 10 km, có mấy chiếc xe cảnh sát đang bắt đầu tiến về phía trang viên Đằng gia. Sau khi nhận lệnh của An Bồi Dã thì bọn hắn tăng tốc, ước chừng khoảng mấy phút sau thì mấy chiếc xe đã đến nơi nổ súng giữa Bùi Đông Lai và đám người Đằng Xuyên Nguyên. T. Nhìn thấy dưới đất là thi thể cùng với những mảnh vụn của xe thì đám cảnh sát liền trợn tròn trong mắt. Mặc dù là cảnh sát nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy cảnh tượng kinh khủng như thế này. Quan trọng nhất là nơi này cách trang viên Đằng gia không đến 3 km. Hai người ở lại coi hiện trường, những người khác theo ta. Sau đó, tên đứng đầu trong đám cảnh sát liền nói, Lý Chí nói cho hắn biết, Đằng gia cùng hội tam hợp đã xảy ra chuyện, hơn nữa là việc lớn. Nói xong, hắn liền nhảy lên xe rồi cầm điện thoại liên lạc với cấp trên. Sau khi báo xong thì mấy chiếc xe cảnh sát chạy về phía trang viên Đằng gia. Một phút sau, An Bồi Dã nhận được điện thoại, cấp dưới đã báo lại tin tức cho hắn. Lộp bộp, nghe được cấp dưới nói những tin này, nhớ đến việc mình không thể liên lạc với thành viên trung tâm của Đằng gia thì trong lòng hắn liền trầm xuống. Kinh hãi, khẩn trương đi qua, An Bồi Dã điều chỉnh lại tâm tình rồi hạ lệnh. Lập tức tới hiện trường, có chuyện gì phải báo ngay cho ta. Vâng, bên tai vang lên lời nói cung kính của tên thuộc hạ thì An Bồi Dã không nói lời vô ích, cúp điện thoại, sau đó rút ra một điếu thuốc lào được nhập khẩu từ Việt Nam về rồi hút. Reng, reng. Sau khi chơi xong hai điếu thuốc thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Sao rồi? An Bồi Dã bóp tắt thuốc lá, cầm điện thoại lên rồi hỏi. Chết, đã chết, đều chết hết. Đầu bên kia điện thoại, thuộc hạ của hắn báo lại. Nhưng vì quá mức khẩn trương nên giọng nói của hắn vô cùng lộn xộn. Người nào chết? Lời nói của tên thuộc hạ khiến cho An Bồi Dã nổi điên, hắn liền giống lên. Lạch cạch, không trả lời, tên thuộc hạ kia không trả lời, hai hàm răng của hắn không ngừng va vào nhau. Sau đó, hắn thở hổn hển nói. Người trong trang viên Đằng gia đã chết, toàn bộ người trong trang viên Đằng gia đều chết hết. Cái gì? An Bồi Dã trực tiếp cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên. Trong trang viên không có một người nào, không có một ai còn sống, nơi nào cũng là thi thể và máu. Ách, nghe được những lời này thì An Bồi Dã cả kinh há to miệng, điện thoại trong tay liền rớt xuống. Cả người hắn cứng đơ như cây cơ, trong lòng thầm hỏi, toàn bộ người trong trang viên Đằng gia đã chết rồi sao? Chỉ trong thời gian chưa đến một giờ sao? Điều này làm sao sẽ tô thể? Nghĩ đến đây, An Bồi Dã nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu sau đó hắn liền cầm điện thoại lên, muốn báo lại cho mặt trên biết. Chấm. Cùng lúc đó, trong một nhà hàng nổi tiếng ở Tokyo, tộc trưởng của gia tộc Nham Kỳ là Nham Kỳ Xuyên cùng với những thành viên cao tầng trong Tam Lăng Tài Phiệt đang chiêu đãi Tịch Hồ cũng những thành viên Liên Minh Hoa Hạ. Rượu qua ba tuần, cơm qua ngũ vị, vô luận là những người bên Tịch Hồ hay những người bên Tam Lăng Tài Phiệt đều cùng dừng tay. Không nói chuyện vui đùa nữa mà chuẩn bị nói đến vấn đề hợp tác giữa hai bên. Tịch thiếu gia,
trước khi cậu đến Nhật Bản thì tôi đã từng nói chuyện với gia gia của cậu. Trong điện thoại gia gia của cậu nói rằng hai bên chúng ta đã hợp tác đã lâu, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Lần này cậu đến Nhật Bản là vì muốn tiến thêm một bước trong việc hợp tác với tập đoàn Tam Lăng, không biết kế hoạch của bên cậu là gì. Trong phòng, Nham Kỳ Xuyên mở miệng hỏi. Nghe được Nham Kỳ Xuyên hỏi như thế thì nháy mắt trong phòng liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tịch Hồ, cùng đợi Tịch Hồ mở miệng. Reng, reng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hả? Nghe được tiếng chuông thì trừ Tịch Hồ ra, toàn bộ những người khác đều nhìn về phía cận vệ của Nham Kỳ Xuyên. Cận vệ của Nham Kỳ Xuyên lấy điện thoại ra, nhìn số người gọi đến sau đó bước đến bên cạnh Nham Kỳ Xuyên rồi nhỏ giọng, nói cái gì đó. Nham Kỳ Xuyên nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, đứng dậy nói. Thật có lỗi, Tịch thiếu gia, tôi có cuộc điện thoại quan trọng. Nói xong, Nham Kỳ Xuyên thấy Tịch Hồ mỉm cười gật đầu, liền cầm lấy điện thoại rồi đi vào một gian phòng bên cạnh. An Bồi đại nhân, muộn rồi mà ngài còn gọi điện cho tôi. Vừa mới nhận được tin, trang viên Đằng gia đã bị huyết tẩy, không thể liên lạc với Đằng Xuyên Nguyên được, rất có thể hắn đã bị dụng rồi. Không đợi Nham Kỳ Xuyên nói hết thì giọng nói trong điện thoại của An Bồi Tình Hải đã vang lên, giọng nói của hắn vô cùng tức giận nhưng mà càng nhiều là hoảng sợ bất an, từ sau khi trở thành đại thần nội vụ thì đây là lần đầu tiên hắn mới cảm thấy sợ hãi như thế này. Cái gì? Nghe được cái tin này thì cho dù Nham Kỳ Xuyên là người có tố chất tâm lý vô cùng tốt cũng cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Hắn từng nghĩ tới hành động điên cuồng của Bùi Đông Lai tại SQ. Bởi vì, hắn từng nghiên cứu qua tư liệu của Bùi Đông Lai, cảm thấy được Bùi Đông Lai chính là một tên điên. So với SQ thì năng lực của Nhật Bản lại mạnh hơn nên hắn không tin Bùi Đông Lai có thể lẻn vào đây làm sằng làm bậy. Mà hiện giờ, tất cả chuyện này đã thành sự thật. Điều này đã khiến hắn vô cùng kinh hãi. Ông lập tức đến biệt thự của Thủ tướng để tham gia buổi hội nghị khẩn cấp. An Bồi Tình Hải trầm giọng nói tiếp. Mặt khác, ông hãy âm thầm phái người điều tra đám người Liên minh Hoa Hạ, rất có thể lần này là do bọn chúng ra tay. Được. Nham Kỳ Xuyên liền trả lời, giọng nói tỏ ra ngưng trọng, hiển nhiên là hắn biết được hậu quả của việc trang viên Đằng gia bị huyết tẩy sẽ oanh động như thế nào. Bùi Đông Lai huyết tẩy xong trang viên Đằng gia thì sẽ làm điều gì tiếp đây? Sau khi cúp điện thoại thì Nham Kỳ Xuyên liền nghi hoặc, thế cho nên hắn cũng không có nóng lòng rời đi mà cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình cho ổn định. Cùng lúc đó trong phòng ăn, Tịch Hồ nhận được tin nhắn của Bùi Đông Lai. Ước chừng 30 giây sau thì Nham Kỳ Xuyên đi ra khỏi phòng khác, một lần nữa đi vào phòng ăn, nụ cười trên mặt đã biến mất, tinh quang trong mắt lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tịch thiếu, tôi có chuyện gấp cần phải xử lý, nên rời khỏi đây một lát. Nham Kỳ Xuyên đến phía đối diện với Tịch Hồ, không có ngồi xuống mà nhìn chằm chằm vào Tịch Hồ. Tôi muốn cậu và bọn họ ở lại, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Hả? Nghe được Nham Kỳ Xuyên nói thế thì đám thành viên tập đoàn Tam Lăng đều biến sắc, có thể nói bọn hắn vô cùng muốn hợp tác với Liên minh Hoa Hạ, tốn nhiều tâm kê mới có được bữa tiệc hôm nay. Mà hiện giờ Nham Kỳ Xuyên lại muốn đi xử lý chuyện khác. Có việc gì quan trọng hơn việc hợp tác với Liên minh Hoa Hạ? Nham Kỳ tiên sinh, chuyện ngài nói trong miệng có phải là chuyện trang viên Đằng gia bị huyết tẩy? Tịch Hồ không nhanh không chậm đứng lên, mỉm cười đón nhận ánh mắt sắc bén của Nham Kỳ Xuyên, vẻ mặt thoải mái nói. Ách! Nghe được Tịch Hồ nói thế thì trừ Nham Kỳ Xuyên ra, toàn bộ mọi người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà đồng tử Nham Kỳ Xuyên đột nhiên co lại. Hắn vốn chỉ muốn mượn cơ hội để thử Tịch Hồ một chút, nếu như Tịch Hồ không để lộ ra bí mật thì hắn liền để người âm thầm theo dõi Tịch Hồ, đồng thời cũng nhắc nhở Tịch Hồ không nên hành động thiếu suy nghĩ, lại không ngờ Tịch Hồ lại dám nói chuyện trang viên Đằng gia bị huyết tẩy. Điều này làm cho Nham Kỳ Xuyên có cùng suy đoán với An Bồi Tình Hải rằng chuyện Đằng gia bị huyết tẩy có liên quan đến Tịch Hồ. Hiểu được điểm này thì vẻ mặt Nham Kỳ Xuyên vô cùng tức giận. Giọng nói lạnh như băng. Xem ra Tịch thiếu đã biết chuyện này. Đúng. Cảm nhận được sự tức giận của Nham Kỳ Xuyên, Tịch Hồ chẳng những không có cảm thấy sợ hãi chút nào mà ngược lại nụ cười trên mặt cũng không giảm. Hơn nữa điều tôi biết còn nhiều hơn so với tưởng tượng của Nham Kỳ tiên sinh, không biết Nham Kỳ tiên sinh có hứng đến phòng khách nói chuyện không? Được. Nham Kỳ Xuyên nhìn chằm chằm vào Tịch Hồ, sau đó làm ra một động tác mời. Cửa phòng được mở ra.
vài tên bảo tiêu của gia tộc Nham Kỳ tiến vào. Đêm nay Tokyo không an toàn, cần phải bảo vệ khách của chúng ta. Nham Kỳ Xuyên âm trầm nói xong, sau đó cùng với vài tên cận vệ đi vào phòng khách. Mọi người cứ tự nhiên. Mặc dù biết Nham Kỳ Xuyên để bảo tiêu đi vào đây chính là muốn theo dõi đám người của mình hơn hung mà Tịch Hồ cũng không có tỏ ra lo lắng, thậm chí hắn cũng không để bảo tiêu đi cùng mình vào bên trong phòng khách mà là đi vào một mình. Trong phòng khách, Nham Kỳ Xuyên thấy Tịch Hồ đi vào thì cũng không nói gì, mà ánh mắt của đám bảo tiêu của Nham Kỳ Xuyên lại lạnh như băng, chằm chằm nhìn vào Tịch Hồ, nếu như Tịch Hồ dám hành động thiếu suy nghĩ thì bọn hắn sẽ làm thịt Tịch Hồ ngay. Tịch Hồ cũng không để ý mà ngồi xuống. Tịch thiếu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Tịch Hồ ngồi xuống thì Nham Kỳ Xuyên mở miệng hỏi. Tịch Hồ mỉm cười trả lời. Lấy trí tuệ của Nham Kỳ tiên sinh thì có thể đoán được chuyện này. Là tên tung cẩu Bùi Đông Lai kia làm. Chân mày Nham Kỳ Xuyên nhíu lại. Tịch Hồ thoáng thu liễm tươi cười. Hắn và tôi đều là người Trung Quốc. Quả nhiên là hắn. Nghe được Tịch Hồ nói thế thì vẻ mặt Nham Kỳ Xuyên càng lạnh hơn. Người của hắn là đi theo Liên Minh Hoa Hạ tiến vào đây. Ừ. T. Nghe được Tịch Hồ nói thế, nhìn vẻ thoải mái trên mặt Tịch Hồ thì Nham Kỳ Xuyên tức giận đến hít vào một hơi, sát khí trong mắt hiện lên. Tịch thiếu, cậu nên bía, nếu cậu hoặc là Liên Minh Hoa Hạ làm như thế thì điều đó đã nói lên Liên Minh Hoa Hạ đã trở thành địch của Nhật Bản. Nham Kỳ tiên sinh, ngài quá kích động rồi. Đối với sát ý của Nham Kỳ Xuyên thì Tịch Hồ cũng chẳng hề để ý, giận dữ nói. Khi nào thì hội tam hợp có thể đại biểu cho cả Nhật Bản? Ách, có lẽ thật không ngờ Tịch Hồ sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, nhất thời thì Nham Kỳ Xuyên há to miệng ra. Nham Kỳ tiên sinh, tôi biết mối quan hệ của hội tam hợp, tập đoàn Tam Lăng cùng với An Gia. Lúc này đây, không đợi Nham Kỳ Xuyên mở miệng, Tịch Hồ liền đoạt lấy quyền chủ động, dẫn đầu nói. Nhưng nó đâu chỉ lại biểu cho Nhật Bản, trừ đám người các vị gia thì trong Nhật Bản cũng có những tập đoàn khác, chẳng hạn như Yakuza, tập đoàn Tam Tỉnh cùng Mộc Đằng gia, mà đám người này lại là kình địch của các vị, đúng không? Hắc, quan hệ hai nước hiện nay thì cậu cũng rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh mà người tạo thành chuyện này là tên hỗn đản kia. Nham Kỳ Xuyên nói tới đây, tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức đề cao thanh âm, gầm nhẹ nói. Mà hiện giờ tên hỗn đản kia lại huyết tẩy cả Đằng gia, đây chính là khiêu khích Nhật Bản, quốc gia cùng nhân dân của chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Nham Kỳ tiên sinh, trên thế giới này không có chuyện tình gì là tuyệt đối. Tịch Hồ ngữ xuất kinh nhân. Thật không giấu gì ngài, Đông Lai có thể huyết tẩy cả trang viên Đằng gia là nhờ sự giúp đỡ của Yakuza, nếu không chỉ bằng hắn không có khả năng làm được điểm này. Cậu nói cái gì? Nham Kỳ Xuyên cả kinh. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn vào Tịch Hồ. Yakuza trợ giúp tên hỗn đản kia huyết tẩy cả trang viên Đằng gia sao? Điều đó không có khả năng. Cho dù lão đại của Yakuza Ma Cốc Doanh vì lợi ích mà muốn giúp đỡ tên hỗn đản kia nhưng mà tập đoàn Tam Tỉnh cùng Mộc Đằng gia sẽ không làm như vậy. Tịch Hồ cười mà không ngữ. Không có tập đoàn Tam Tỉnh cùng Mộc Đằng gia cho phép, Ma Cốc Doanh tuyệt đối không dám làm như thế. Mất thấy Tịch Hồ vẫn cười thì Nham Kỳ Xuyên như là bị chọc giận, gào lên. Ngài phân tích rất đúng, nhưng mà nếu bọn hắn cho phép thì sao? Tịch Hồ cười hỏi. Cho phép? Vẻ mặt Nham Kỳ Xuyên hoảng sợ. Nham Kỳ tiên sinh, sự tình phát triển đến bước này, đã rất rõ ràng, lấy Yakuza, tập đoàn Tam Tỉnh cùng Mộc Đằng gia đã đạt được hiệp nghị với Đông Lai. Tịch Hồ lại nói. Nham Kỳ Xuyên nghe vậy, trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Hồ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ma Cốc Doanh làm như vậy là vì muốn giết chết Đằng Xuyên Nguyên, trở thành người đứng đầu trong hắc đạo của Nhật Bản, điều này cũng không khó đoán nhưng tên hỗn đản kia dựa vào cái gì mà có thể làm cho đám người tập đoàn Tam Tỉnh và Mộc Đằng gia động lòng. Để tập đoàn Tam Tỉnh trở thành đối tác quan trọng của Liên minh Hoa Hạ, để Mộc Đằng gia thay thế vị trí đệ nhất gia tộc chính giới của An gia, lý do này đủ chưa? Tịch Hồ mỉm cười hỏi. Cậu, Nham Kỳ Xuyên sửng sốt, theo sau nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù như tên hỗn đản kia có Liên minh Hoa Hạ trợ giúp, cũng không thể giúp Mộc Đằng gia trở thành gia tộc chính giới đệ nhất của Nhật Bản, trên thế giới này không có thế lực nào có thể làm được điều này. Nếu như gia chủ của An gia là An Bồi Tình Hải bị giết chết thì sao? Tịch Hồ mỉm cười đứng lên, chắp tay sau lưng, vẻ mặt thoải mái nói.
Nham Kỳ tiên sinh, nếu Đông Lai có thể huyết tẩy Trang Viên Đằng ra, nếu vậy hắn muốn xử lý An Bồi Tình Hải thì cũng dễ như giết một con gà, nói có đúng không? Lúc trước, khi Nham Kỳ Xuyên biết được tin tức Bùi Đông Lai huyết tẩy Trang Viên Đằng ra thì hắn liền lâm vào khiếp sợ, đồng thời cũng lo lắng kế tiếp Bùi Đông Lai sẽ làm gì. Lúc này, nghe Tịch Hồ nói thế thì hắn liền biết việc kế tiếp Bùi Đông Lai muốn làm chính là động thủ với An Bồi Tình Hải. Sau khi hiểu được điểm này thì trong lòng Nham Kỳ Xuyên liền thắt lại, hắn không để ý đến Tịch Hồ mà cầm lấy điện thoại rồi bấm số của An Bồi Tình Hải. Tịch Hồ thấy thế thì mỉm cười. Biệt thự của An Bồi Tình Hải, lúc này hắn không có đi đến nơi ở của Thủ tướng, hắn sợ nơi này sẽ giống như trang viên của Đằng gia nên đã gọi điện cho quân đội, yêu cầu người bên quân đội đến đón hắn, đồng thời yêu cầu cảnh sát tuần tra ven đường, bảo đảm không có sơ hở gì. Tại sao quân đội còn chưa đến? Trong thư phòng của biệt thự, An Bồi Tình Hải đi qua đi lại, sau đó liền nói với tên bảo tiêu của hắn. Gọi điện thoại cho quân đội, hỏi bọn hắn khi nào thì đến đây. Vâng, đại nhân. Tên nhẫn hồn kia nghe vậy thì gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại lên, kết quả không đợi hắn gọi thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Đại nhân, điện thoại của ngài. Nhẫn hồn dừng bước lại, nhìn về phía An Bồi Tình Hải. An Bồi Tình Hải cầm lấy điện thoại thì thấy người gọi đến là Nham Kỳ Xuyên, lập tức nghe máy. Alo. Hô. Nham Kỳ Xuyên nghe được giọng nói của An Bồi Tình Hải thì thở ra một hơi sau đó nói. An Bồi Quân, tôi đã biết được chân tướng sự tình. Âu. An Bồi Tình Hải nghe vậy, trước hết là ngẩn ra, theo sau liền vội vàng hỏi. Là gì? Đích thật là tên tung cẩu kia huyết tẩy Trang Viên Đằng ra. Hắn và đám người của hắn lợi dụng liên minh Hoa Hạ để che giấu thân phận, tiến vào quốc nội, sau đó liên hợp với Yakuza, tập đoàn Tam Tỉnh cùng Mộc Đằng Gia để phát động tập kích với Đằng Gia. Nham Kỳ Xuyên nói nhanh. Điều này sao có thể? Nghe được Nham Kỳ Xuyên nói thế thì An Bồi Tình Hải liền trực tiếp cả kinh sững sờ ngay tại chỗ, cảm giác kia giống như đang nói, nếu cú điện thoại này không phải Nham Kỳ Xuyên gọi tới. Đánh chết hắn thì hắn cũng sẽ không tin trong lúc này lại có người liên thủ với Bùi Đông Lai. An Bồi Quân, hiện giờ tôi đang ngồi một chỗ với Tịch Hồ người đại biểu cho Liên minh Hoa Hạ, tin từ này là do hắn nói ra, nên không sai. Khi nói chuyện Nham Kỳ Xuyên liền liếc mắt nhìn sang Tịch Hồ vẫn làm ra bộ dạng lã vọng buông cần, lập tức hắn nhớ tới lời nói của Tịch Hồ, vội vàng nhắc. Đúng rồi An Bồi Quân. Dựa theo lời của Tịch Hồ thì tên tung cẩu kia sẽ đối phó tiếp với ngài, ngài nhất định phải cẩn thận. Lộp bộp. Nghe được tin tức này thì trong lòng An Bồi Tình Hải liền trầm xuống. Hắn liền cảm thấy sợ hãi, vì thế liền cúp điện thoại ngay. Tích, tích. Sau đó, không đợi An Bồi Tình Hải từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần thì bộ đàm của tên bảo tiêu bên cạnh hắn đã vang lên. Thình lình xảy ra tiếng động này làm cho An Bồi Tình Hải lấy lại tinh thần. Theo bản năng nhìn về phía tên nhẫn hồn kia, đồng tử mở to ra. Bên tai vang lên tiếng kêu của bộ đàm, nhìn vẻ hoảng sợ trong mắt An Bồi Tình Hải thì chân mày tên nhẫn hồn này nhíu lại, vội vàng nghe máy. Chuyện gì? Báo cáo cung trạch đội trưởng, không thể liên lạc được với người ở bên ngoài. Một giọng nói vang lên từ trong bộ đàm. Hả? Cung trạch nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, theo sau lập tức ra lệnh. Toàn bộ tăng cường cảnh giác. Cậu hãy dẫn người đi ra xem thử. Sao thế? Trong thư phòng, nghe được cung trạch nói thế, vẻ mặt An Bồi Tình Hải tỏ ra bất an, hỏi. Những hộ vệ bên ngoài đã mất đi liên lạc. Cung trạch nhíu mày nói xong trong lòng cũng là có chút bất an. Ách! An Bồi Tình Hải nghe vậy, cả kinh khẽ nhếch miệng, theo sau hắn bước nhanh vọt tới bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính thì hắn thấy được cảnh những hộ vệ đầy đủ võ trang đang đứng ở bên ngoài. Phát hiện này làm cho hắn hơi an lòng một chút. Lập tức gọi điện liên hệ với quân đội, hỏi bọn hắn vì sao mà còn chưa tới. An Bồi Tình Hải thu hồi ánh mắt, vô cùng tức giận nói. Vâng. Cung trạch lại gật đầu lĩnh mệnh, đang muốn cầm lấy điện thoại trên bàn sách thì trong bộ đàm lại truyền ra một giọng nói hoảng sợ. Cung trạch đội trưởng, bọn hắn đã chết, toàn bộ đã chết rồi. Sắc mặt cung trạch biến đổi, lập tức trầm giọng. Phát hiện được tung tích địch nhân chưa? Bốp! Bốp! Trả cung trạch chính là hai tiếng vang giòn, bên ngoài Niếp Vô Song liền đánh chết hai gã hộ vệ kia. Bịch! Bịch! Niếp Thúc, đeo cái này vào.
Mắt thấy Niếp Vô Song giết chết hai gã hộ vệ thì Bùi Đông Lai lấy một chiếc mặt nạ phòng độc đưa cho Niếp Vô Song. Biết rõ kế hoạch của Bùi Đông Lai nên Niếp Vô Song gạt đầu, cầm lấy rồi đeo lên. Sau đó đem ba lô ở sau lưng đưa ra trước mặt. Nương theo ánh trăng có thể thấy trong ba lô có rất nhiều lựu đạn khói. Sau đó, coi như lúc Niếp Vô Song và Bùi Đông Lai biến mất trong màn đêm thì trong thư phòng An Bồi Tình Hải đang đứng sững sờ ngay tại chỗ, một lần nữa cảm thấy sợ hãi. Đại nhân, địch nhân tập kích vào rồi. Cái gì? Mặc dù ý thức được nguy hiểm nhưng mà nghe chính miệng Cung Trạch nói thì An Bồi Tình Hải vẫn bị hoảng sợ. Xác định sao? Vù, vù, vù. Giống như trả lời An Bồi Tình Hải, mấy quả lựu đạn khói liền bay vào trong biệt thự. Thình lình xảy ra tiếng vang làm cho An Bồi Tình Hải theo bản năng đi đến cửa sổ để quan sát. Đại nhân, không nên. Cung Trạch thấy thế hoảng sợ, liền bước lên phía trước giữ chặt An Bồi Tình Hải, vô cùng lo lắng. Ngài đứng ở trước cửa sổ sẽ rất nguy hiểm, dễ bị địch nhân đánh lén. An Bồi Tình Hải lập tức lui về, cầm lấy điện thoại rồi bấm số của một vị đại lão trong quân đội, giận dữ hét. Chết tiết, hiện tại ta đang bị địch nhân tập kích, ta cần giúp đỡ, con mẹ nó là cần quân đội phái người đến giúp đỡ, nghe rõ chưa? Ách, đầu bên kia điện thoại, vị đại lão quân đội kia bị An Bồi Tình Hải làm cho một tràng, sau vài giây mới lấy lại tinh thần, rồi đáp. An Bồi quân, chúng tôi sẽ phái hồn tổ đến ngay, hẳn là rất nhanh thôi. Khụ, khụ. Cung Trạch đội trưởng, đối thủ vô cùng giàu hoạt, đã lợi dụng lựu đạn khói để quấy nhiễu tầm nhìn chúng tôi muốn đi vào biệt thự, chúng tôi muốn tiến vào biệt thự. Vị đại lão kia vừa mới nói xong, An Bồi Tình Hải chưa kịp trả lời thì trong bộ đàm đã truyền ra một lời cầu cứu của một tên hộ vệ. Bịch, An Bồi Tình Hải tức giận đến nỗi vứt chiến điện thoại trong tay xuống, cầm lấy bộ đàm lên rồi hét vào trong đó. Khốn kiếp, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải giữ vững ở bên ngoài, không cho bọn hắn tiến vào, đợi khi người của quân đội đến đây thì thôi. Chúng tôi không có mặt nạ phòng độc, nếu không lui vào biệt thự thì chỉ có con đường chết. Tên hộ vệ kia dường như vẫn bị dọa phát sợ, thế cho nên chưa nghe được giọng nói đó là của An Bồi Tình Hải. Khốn nạn, đây là mệnh lệnh. An Bồi Tình Hải tức giận đến xanh mặt, ở hắn xem ra. Nếu như Bùi Đông Lai có thể huyết tẩy được Trang Viên Đằng ra thì nếu như để cho đám hộ vệ lui lại biệt thự thì trời mới biết Bùi Đông Lai có dám cho nổ tung ở đây không. Hắn, bọn hắn đã vào. Vào đâu rồi? An Bồi Tình Hải hoảng sợ, lớn tiếng hỏi. Không trả lời, An Bồi Tình Hải trực tiếp nóng nảy. Khốn nạn, trả lời mau. Đại nhân, chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Cung Trạch mở miệng, hắn đứng ở bên cửa sổ, hơi lộ thân người ra một chút. Thông qua cửa sổ thì hắn thấy được đại viện của biệt thự đã tràn ngập khói, mấy tên hộ vệ lần lượt ngã xuống. Nguy hiểm sao? Bịch! An Bồi Tình Hải nghe vậy, bộ đàm trong tay liền rơi xuống đất, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Dầm! Ngay sau đó, không đợi An Bồi Tình Hải lấy lại tinh thần thì đột nhiên cửa thư phòng bay lên, nặng nề đập vào một chiếc giá sách rồi đổ xuống đất. Ách! Thấy như vậy một màn! An Bồi Tình Hải sợ tới mức hai chân như nhũn ra mà sắc mặt của Cung Trạch liền biến đổi, trước tiên đứng ở trước người An Bồi Tình Hải. Nói cho tao biết, mày muốn chết như thế nào? Bùi Đông Lai bước vào thư phòng, như tử thần hàng lâm. Thời gian cách đó vài phút, sau khi kết thúc cuộc gọi với An Bồi Tình Hải thì Nham Kỳ Xuyên cũng không có nóng lòng rời đi. Vốn tôi rất tò mò vì sao gia của cậu không tự mình đến Nhật Bản. Hiện tại xem ra thì kế hoạch của các vị đã được chuẩn bị sớm, bất quá thật là đáng tiếc, hiện giờ An Bồi Tình Hải vẫn còn sống. Để điện thoại xuống, Nham Kỳ Xuyên đứng trước mặt Tịch Hồ, vẻ mặt tức giận, nói. Vì sao Liên minh Hoa Hạ làm như thế? Là vì tên chó chết kia hay là vì chính phủ bọn mày âm thầm sai khiến bọn mày làm như thế? Tịch Hồ cười mà không nói. Tao nói cho mày biết, đây là chúng mày đang khiêu khích bọn tao. Thấy Tịch Hồ vẫn tỏ ra bình tĩnh thì lửa giận trong người Nham Kỳ Xuyên bộc phát. Trên thế giới này không có ai dám làm như thế, gia tộc La Tư Xài Nhĩ Đức không được, Liên minh Hoa Hạ càng không được, bọn mày sẽ vì hành động ngu xuẩn này mà phải trả một cái giá rất lớn. Nham Kỳ Xuyên tiên sinh, chẳng lẽ ngài không cảm thấy tò mò tại sao trong lúc này tôi còn muốn gặp mặt ngài sao? Đối mặt với uy hiếp của Nham Kỳ Xuyên thì Tịch Hồ cũng bất động thanh sắc, hỏi. Hoặc là nói,
chẳng lẽ ngài không biết trước khi An Bồi Tình Hải chết đi mà tôi đã ngã bài với ngài thì không phải là một hành vi ngu xuẩn sao? Hả? Nham Kỳ Xuyên nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Lý trí nói cho hắn biết, nếu như lần này Tịch Hồ biết được chuyện huyết tẩy ở trang viên Đằng Gia thì hắn sẽ rời khỏi Nhật Bản chứ không phải đến đây. Nham Kỳ tiên sinh, tôi thừa nhận vừa rồi đích thật là An Bồi Tình Hải vẫn còn sống, nhưng mà ai có thể cam đoan hắn có thể sống đến bây giờ. Khi nói chuyện, Tịch Hồ rút ra một điếu xì gà, châm, nhẹ nhàng hút một hơi, mỉm cười nói. Nếu không thì ngài cứ gọi điện lần nữa để xác định đi. Bá! Nghe được Tịch Hồ nói thế, thấy được nụ cười hài hước của Tịch Hồ thì sắc mặt Nham Kỳ Xuyên hơi đổi, sau đó hắn híp mắt nhìn Tịch Hồ gần 30 giây, giọng nói trầm thấp. Tao sẽ cho một tia may mắn cuối cùng của mày tan biến. Nói xong, Nham Kỳ Xuyên lấy điện thoại ra rồi gọi đến số của An Bồi Tình Hải. Trong thư phòng của biệt thự An Bồi Tình Hải, vô luận là An Bồi Tình Hải hay hộ vệ là cung trạch của hắn, khi hai người thấy Bùi Đông Lai xuất hiện ở cửa thư phòng, nghe được giọng nói đằng đằng sát khí của Bùi Đông Lai thì bọn hắn đều sợ hết hồn, không dám lên tiếng trả lời. Reng, reng, tiếng điện thoại vang lên, làm cho An Bồi Tình Hải cùng cung trạch lấy lại tinh thần. Dưới ánh đèn, sắc mặt An Bồi Tình Hải trắng bệch, không dám nghe điện thoại, mà cung trạch phát hiện được chỉ có một mình Bùi Đông Lai đi vào thư phòng thì vẻ ngưng trọng cùng sợ hãi trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó chính là sát ý, ánh mắt hắn nhìn về phía Bùi Đông Lai giống như là nhìn một con chó Trung Quốc chết. Sở dĩ là như vậy là bởi vì hắn nắm rõ tin tức về Bùi Đông Lai như lòng bàn tay, biết được thực lực của Bùi Đông Lai chỉ là ám kính đỉnh phong, tương đương với nhẫn thuật lục đoạn. Mà bản thân hắn sớm đã tiến vào nhẫn thuật bát đoạn. Nghĩ đến việc này thì vẻ mặt hắn mang theo vài phần đùa cợt. Chỉ bằng mày mà cũng muốn giết đại nhân sao? Không riêng gì hắn, còn mày nữa. Mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi mà trả lời. Hừ. Đối mặt với vẻ xạo quần của Bùi Đông Lai thì cung trạch hừ lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên dậm. Dầm. Tiếng vang giòn truyền ra, sàn nhà gỗ dưới chân hắn nứt ra. Cả người hắn liền bắn ra như một mũi tên, hướng về phía Bùi Đông Lai. Vù! Hữu thủ của hắn vung lên, hóa thủ vi đao, chém xuống đầu Bùi Đông Lai. Kít loại 3 mà tưởng rằng sô-cô-la loại 1. Bùi Đông Lai thấy vậy cũng không có né tránh, hữu thủ cũng vung lên hóa thành thủ đao, chắn ngay trước mặt. Muốn chết! Thấy vậy thì nụ cười trên mặt cung trẻ càng đậm, thủ đao chém thẳng vào tay Bùi Đông Lai. Bịch! Thủ đao chạm vào nhau. Kinh lực bùng nổ, tựa như là hai thanh đao chém vào nhau. Phốc! Sau đó, máu tươi bắn ra, cánh tay của cung trạch giống như là bị một lưỡi đao chém vào, cánh tay hắn liền bay ra khỏi người, cơn đau làm cho hai mắt hắn tối sầm, khí huyết quay cuồng, khí kinh tiết ra ngoài. Cung trạch tỏ ra vô cùng kinh hãi nhìn vào Bùi Đông Lai. Mày che giấu thực lực. Vù! Không trả lời, hữu thủ Bùi Đông Lai vung lên, chém vào cổ cung trạch. Phốc, máu tươi bắn lên, đầu một nơi, mình một ngã. Cung trạch hoàn toàn banh chè con cá mè. Ách, thấy một màn như vậy thì cả người An Bồi Tình Hải cứng đơ. Bịch, thân thể của cung trạch ngã xuống. Bùi Đông Lai cũng không có chú ý mà đi về phía An Bồi Tình Hải. Đừng qua đây. Mắt thấy cả người Bùi Đông Lai nhuộm đầy máu thì An Bồi Tình Hải chỉ cảm thấy tử thần đang đi về phía mình, theo bản năng hắn kêu lên một tiếng. Sau đó lui ra sau, dường như muốn cách xa Bùi Đông Lai một chút. Trong lúc nhất thời, người tiến ta lui, nhưng mà rất nhanh thân thể An Bồi Tình Hải đã đụng tường. Hắn không còn chỗ thối lui. Phát hiện này làm trong An Bồi Tình Hải vô cùng sợ hãi, hơi thở trở nên dồn dập. Hô, hô, hắn liền kêu to. Giết tao thì mày sẽ không rời khỏi Nhật Bản được. Đằng Xuyên Nguyên cũng nói như vậy, kết quả hắn đã chết. Bùi Đông Lai đứng cách An Bồi Tình Hải khoảng 1 mét thì dừng lại. Hắn chỉ là hội trưởng của hội tam hợp còn tao là đại vụ nội thần, là gia chủ của An gia. An Bồi Tình Hải tiếp tục gào thét. Hắn chỉ muốn mạng của tao, mà mày lại muốn nhiều mạng người, so với hắn thì mày càng đáng chết. Dứt lời, người động. Tay phải Bùi Đông Lai vung lên, chụp vào cổ An Bồi Tình Hải, xách An Bồi Tình Hải lên giống như là xách một con gà. An Bồi Tình Hải chỉ cảm giác mình bị một cái kìm kẹp vào, không thể động đậy, chỉ có thể trừng to mắt nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai từ từ bóp mạnh.
Cả mặt An Bồi Tình Hải liền đỏ bừng, ánh mắt tròn xoe. Bùi Đông Lai thấy thế thì đột nhiên buông tay. Hô! Thân thể An Bồi Tình Hải rơi xuống, há to mồm, dùng sức thở, trong lòng hiện ra một suy nghĩ, hắn không dám giết ta. Rắc! Không đợi An Bồi Tình Hải nghĩ ra đáp án thì Bùi Đông Lai đã nắm cổ An Bồi Tình Hải, sau đó dùng sức bóp chặt, trực tiếp bóp gãy cổ An Bồi Tình Hải. Sau khi làm xong mọi chuyện thì Bùi Đông Lai bước đến điện thoại trên bàn sách, rồi nhấc máy lên nghe. An Bồi Quân, có chuyện gì? Tại sao người lại không nghe máy? Đầu bên kia điện thoại, Nham Kỳ Xuyên liên tục gọi 3 lần, lúc này thấy điện thoại đã được chuyển thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Hắn đã chết. Mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi. Tao là Bùi Đông Lai. Ách! Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Nham Kỳ Xuyên sợ tới mức há to mồm, thân thể cứng ngắc. Sau đó, đợi hắn lấy lại tinh thần thì Bùi Đông Lai đã cúp máy. Dưới ánh đèn, hắn nhìn về phía Tịch Hồ. Nham Kỳ tiên sinh, An Bồi Tình Hải còn sống không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy được ánh mắt hoảng sợ của Nham Kỳ Xuyên thì Tịch Hồ từ từ bóp tắt xì gà, mỉm cười hỏi. Có lẽ là chưa lấy lại tinh thần nên Nham Kỳ Xuyên không có hé răng, chỉ ngơ ngác nhìn Tịch Hồ. Thậm chí ngay cả bảo tiêu của Nham Kỳ Xuyên cũng tỏ ra khẩn trương. Mày, chúng mày muốn làm gì? Nham Kỳ Xuyên mở miệng, giọng nói vô cùng hoảng sợ và bất an. Dùng lời nói của Nham Kỳ tiên sinh, chúng ta đang làm chuyện ngu xuẩn đây. Nhìn Nham Kỳ Xuyên hoàn toàn bị hù sợ thì Tịch Hồ biết được hành động của Bùi Đông Lai đã uy hiếp được Nham Kỳ Xuyên, hắn cười. Sau đó, Trung Quốc chúng ta sẽ nhận lửa nhận của người Nhật Bản, phải không Nham Kỳ tiên sinh tôn kính? Nham Kỳ Xuyên há miệng, không phản bác được. Nham Kỳ tiên sinh, chuyện cho đến bây giờ thì chắc ông đã hiểu lời của tôi nói lúc nãy là sự thật. Yakuza sẽ thủ tiêu hội tam hợp trở thành của Nhật Bản, tập đoàn Tam Tỉnh sẽ trở thành đối tác quan trọng của Liên minh Hoa Hạ. Mộc Đằng gia sẽ lật đổ An gia trở thành gia tộc chính giới số 1 của Nhật Bản. Tịch Hồ thu lại nụ cười, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên nghe Tịch Hồ nói cái này thì Nham Kỳ Xuyên cảm thấy vớ vẩn, lúc này lại nghe được Tịch Hồ nói ra cái này thì hắn liền cảm thấy sợ hãi, đồng thời lý trí nói cho hắn biết nếu như Bùi Đông Lai còn chưa động thủ với hắn, còn phái Tịch Hồ đến đây đàm phán thì tất nhiên còn có mưu đồ, vì thế hắn liền lập tức hỏi. Các người muốn ta làm gì? Ông hãy đại biểu cho tập đoàn Tam Lăng đồng ý 3 điều kiện, thứ nhất đình chỉ quân diễn, thứ nhì, tuyên bố đảo, không phải là của Trung Quốc, thứ ba để cho chúng ta thuận lợi rời khỏi Nhật Bản. Mắt thấy thời cơ đã đến thì Tịch Hồ không hề vòng vo. Hả? Nghe được Tịch Hồ nói thế thì trong lòng Nham Kỳ Xuyên vừa động, lập tức minh bạch dụng ý của Tịch Hồ, tuy rằng Bùi Đông Lai hợp tác với Yakuza, tập đoàn Tam Tỉnh cùng Mộc Đằng gia nhưng mà chỉ có 3 đại thế lực này thì không thể quyết định được mọi chuyện. Không có các thế lực khác ủng hộ thì những vấn đề này sẽ không được thông qua, nhưng nếu tập đoàn Tam Lăng đồng ý thì quyết định này hơn phần nửa là được thông qua. Nham Kỳ tiên sinh, chuyện cho đến bây giờ thì ông có thể từ chối, thậm chí có thể bắt tôi đem giao cho quân đội Nhật Bản. Tịch Hồ thấy thế thì tiếp tục nói. Bất quá, tôi nhắc nhở ngài, lần này những cường giả đi vào Nhật Bản còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ngài, cũng là nói bọn hắn có thể chém giết cường giả trong quân đội cùng giới võ học của Nhật Bản. Đây cũng chính là nói nếu ngài cự tuyệt thì chúng ta sẽ huyết tẩy cả Nhật Bản. Kẻ điên, bọn mày đều là kẻ điên. Đối mặt với uy hiếp của Tịch Hồ hay là nói của Bùi Đông Lai thì Nham Kỳ Xuyên sợ tới mức không ngừng kêu rên. Không cần hoài nghi lời của tôi. Tịch Hồ lạnh lùng nói. Bởi vì Đông Lai đã từng nói, các ông không có đủ tuổi để tiến vào Trung Quốc. Vô luận là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Đêm đã khuya, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp nơi trên những con đường ở Tokyo. Vô luận là trang viên Đằng Gia hay là phủ đệ của An Bồi Tình Hải thì tất cả đều bị phong tỏa, cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm dấu vết hung thủ để lại tại hiện trường nhưng mà tất cả mọi việc làm đều là tốn công vô ích. Bởi vì, trong lúc quân đội đang xuất động người thì một hội nghị đã diễn ra tại phủ tổng thống. Trừ các vị lão đại gia thì còn có người của tập đoàn Tam Tỉnh, tập đoàn Tam Lăng, đến tham dự. Hội nghị diễn ra gần 2 tiếng. Không khí trong cuộc hội nghị vô cùng áp lực, thậm chí đã có những tiếng cãi vã, những lần động tay động chân. 2 giờ sau, hội nghị chấm dứt. Dựa vào hội nghị thì Cục Cảnh sát của Nhật Bản quyết định tổ chức cuộc họp báo, nói rằng An Bồi Tình Hải bị khủng bố ám sát,
toàn bộ cảnh sát và quân đội đã được điều động truy bắt hung thủ, vì muốn để cuộc truy bắt diễn ra thuận lợi nên Nhật Bản đã quyết định phong tỏa các sân bay, bến tàu, không cho ai xuất nhập cảnh cả. Buổi họp báo vừa được phát sóng thì toàn bộ mọi người dân đều cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, dựa vào quyết định của hội nghị thì người phụ trách cuộc diễn tập bên Nhật Bản đã lái máy bay, đi đến căn cứ quân sự gặp mặt chỉ huy của Anh và Mỹ. Mễ Cáp Đức Tư Thượng Tướng, Bối Văn Thượng Tướng, nói vậy thì hai vị đã nghe chuyện xảy ra ở Tokyo. Sắc mặt của vị đại tướng Nhật Bản tỏ ra phức tạp, nói. Đêm nay, Tokyo đã bị khủng bố tập kích, chết mấy trăm người, trong đó có một người là đại thần nội vụ của Nhật Bản, vì muốn bắt lấy hung thủ, nên bên tôi đề nghị hủy bỏ cuộc quân diễn vào ngày mai. Hủy bỏ quân diễn? Nghe được đại tướng bên Nhật Bản nói thế thì sắc mặt của hai người Mễ Cáp Đức Tư Thượng Tướng, Bối Văn Thượng Tướng đều thay đổi. Đúng như lời của đại tướng Nhật Bản này thì bọn hắn đã nghe qua chuyện Tokyo bị khủng bố tập kích, bọn hắn cũng vô cùng tức giận. Nhưng cũng chỉ là tức giận mà thôi. Bọn hắn không phải người Nhật Bản. Điền Dã Nhất Lang Thượng Tướng, lần quân diễn này là do quý quốc mời chúng tôi, toàn bộ ánh mắt của thế giới đều nhìn về phía chúng ta, hiện giờ còn chưa đầy 12 tiếng nữa là đến lúc tiến hành quân diễn, vậy mà ông lại nói cho tôi biết là quý quốc muốn hủy bỏ quân diễn sao? Mễ Cáp Đức Tư Thượng Tướng có chút tức giận. Nói đùa sao? Chẳng lẽ quý quốc cho rằng quân diễn là trò đùa sao? Nói hủy là có thể hủy được sao? Đúng vậy, Điền Dã Nhất Lang Thượng Tướng, tôi cũng hơi nghi ngờ về quyết định của quý quốc, hy vọng quý quốc có thể bình tĩnh, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Vẻ mặt của Bối Văn Thượng Tướng cũng tỏ ra tức giận. Sở dĩ hải quân của Hoàng gia Anh đến tham dự buổi quân diễn này hoàn toàn là do CP Anh nhận được lời mời của CP Mỹ, hiện tại quân diễn còn chưa diễn ra mà Nhật Bản lại muốn hủy bỏ. Chơi người cũng không cần phải chơi ác vậy à. Thật xin lỗi hai vị, chắc hiện tại thủ tướng của chúng tôi đã liên lạc với thủ tướng của hai vị, tôi đến đây là nói cho hai vị biết, hy vọng hai vị có thể hiểu nổi khổ trong lòng chúng tôi, cảm ơn. Cùng lúc đó, Tịch Hồ đã về tới khách sạn. Hơn nữa hắn lại còn nhận được điện thoại của Nham Kỳ Xuyên. Tịch thiếu, ba quyết định của Mộc Đằng gia đưa ra tại hội nghị đã được thông qua. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Nham Kỳ Xuyên vang lên, giọng nói của hắn vô cùng tức giận nhưng không dám phát tác, giống như là một tên lính bại trận vậy. Nhận thấy được vẻ khác thường trong giọng nói của Nham Kỳ Xuyên, Tịch Hồ cũng rõ, sự tình lần này đã khiến cho Nhật Bản phải nhục mặt. Nham Kỳ tiên sinh, cảm ơn ngài đã ủng hộ. Mặc dù là hiểu mọi chuyện nhưng Tịch Hồ cũng không có biểu hiện ra, hắn tỏ ra khách khí nói. Để tỏ lòng cảm ơn, trong tương lai tập đoàn Tam Lăng sẽ là đối tác quan trọng của Liên minh Hoa Hạ. Được. Nếu là trước kia, khi nghe được Tịch Hồ nói những lời này thì Nham Kỳ Xuyên sẽ vô cùng hưng phấn nhưng mà hiện giờ hắn chỉ trả lời một chữ rồi cúp điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Nham Kỳ Xuyên thì Tịch Hồ rút ra một cái điện thoại vệ tinh rồi liên lạc với Bùi Đông Lai. Đông Lai, lão hồ ly Nham Kỳ Xuyên mới gọi điện cho tôi, nói ba yêu cầu cậu đưa ra đã được thông qua. Điện thoại được chuyển, Tịch Hồ liền nói nhưng trong lòng vô cùng thổn thức. Nếu như nói ván cờ đồ long của Bùi Đông Lai ở quốc nội là làm cho Tịch Hồ thay đổi cách nhìn với Bùi Đông Lai thì việc lần này đã làm cho Tịch Hồ phải bội phục sát đất Bùi Đông Lai. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều nắm trong tính toán của Bùi Đông Lai. Thông qua là tốt rồi, đêm nay cậu có thể ngủ ngon rồi. Bùi Đông Lai cười cười. Còn cậu thì sao? Vì bảo đảm không có sơ hở nên tôi và Niếp Thúc tạm thời không hiện thân, đợi cho mọi chuyện được công bố rồi thì tôi sẽ xuất hiện. Bùi Đông Lai thở dài, nói. Ngoài ra, trước tiên cậu gọi điện cho Tịch Gia Gia rồi thông báo mọi chuyện đi, còn về phần mấy lão nhân phía sau Diệp Gia thì sẽ có người của Nhật Bản tỏ thái độ. Được. Tịch Hồ không có ý kiến gì. Bùi Đông Lai kết thúc cuộc gọi với Tịch Hồ. Suy nghĩ một chút rồi gọi cho Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na ở Đông Hải. Hắn biết rõ, nếu như hắn không liên lạc với hai người thì cả Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na sẽ không ngủ yên. Đông Lai, cậu không sao chứ? Trong biệt thự ở Đông Hải, Tần Đông Tuyết vô cùng kích động khi thấy Bùi Đông Lai gọi đến. Cảm nhận được vẻ quan tâm của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai cảm thấy ấm lòng. Không sao, mọi chuyện đều tốt cả. Hô! Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết liền yên lòng, nói. Vậy là tốt rồi, khi nào thì mọi người trở về? Khoảng 2 ngày nữa.
giọng nói Bùi Đông Lai mang theo vài phần nhu tình. Cậu và Ina ngủ sớm đi, không cần lo cho tớ. Được. Tần Đông Tuyết lên tiếng, sau đó thấy vẻ mặt Hạ Ina kích động đang áp tai vào để nghe lén điện thoại thì nhìn không được mà cười nói. Ina đang ở bên cạnh, cậu nói với cậu ấy 2-3 câu này. Không đợi Bùi Đông Lai lên tiếng thì Hạ Ina đã xấu hổ. Tớ đi tắm đây. Ina thẹn thùng. Tần Đông Tuyết dở khóc dở cười, theo sau ôn nhu nói. Cậu ở bên ấy hãy cẩn thận, bọn tớ chờ cậu về. Được. Bùi Đông Lai lên tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó gọi cho Quý Hồng. Lão bản thân ái, không phải là cảm thấy đói khát sao? Thấy được Bùi Đông Lai gọi điện đến thì Quý Hồng biết được kế hoạch của Bùi Đông Lai đã thành công, vì thế trêu chọc. Nếu như cậu đói khát thì tôi sẽ chụp một bộ ảnh tôi mặc bikini hoặc là mặc bộ nội y sexy lady rồi gửi cho cậu coi hỉ. Bùi Đông Lai nghe vậy thì một trận hắc tuyến, sau đó liền cúp điện thoại. Đông Lai, kế tiếp cậu sẽ khai đao với Diệp ra sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại, Quý Hồng cũng không có để ý, mà là nhìn vào bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ hận ý khắc cốt minh tâm. Lúc trước khi cậu bước vào Tử Cấm Thành thì có người nào đó đã đánh cuộc với tôi nhưng mà hắn không có thực hiện, lúc này đây, không biết hắn có thể vì lợi ích của gia tộc mà quỳ xuống trước mặt tôi để cầu xin không? Sáng sớm hôm sau, khi tin tức buổi quân diễn bị hủy bỏ được truyền ra thì toàn bộ ánh mắt của mọi người nhìn về phía bên này đều xôn xao, các quốc gia cảm thấy khiếp sợ. Hoàng gia Lâm Viên, trong biệt thự của Diệp Thạch. Biết được tin tức này rồi thì Diệp Thạch liền trước tiên bấm số của Bộ trưởng Bộ An toàn. Diệp XX. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Bộ trưởng Bộ An toàn vang lên, ngữ khí có chút cung kính. Triệu Bộ trưởng, nói vậy thì ông cũng đã nghe được chuyện ở Nhật Bản. Diệp Thạch hành văn gãy gọn. Ông hãy đem tình hình bên ấy kể lại cho tôi. Vâng, Diệp XX. Triệu Bộ trưởng trầm giọng đáp. Dựa vào tin tức mà nhân viên tình báo bên đó thu được thì đêm qua ở Tokyo đã xảy ra bạo động. Dựa vào tin tức thì cái gọi là khủng bố tập kích chỉ là giả, vụ việc ấy hoàn toàn là do những thế lực ngầm Nhật Bản gây ra. Tối qua Yakuza đã tập kích hội Tam Hợp, ngoài trang viên Đằng Gia Gia thì bọn hắn còn tập kích một số nơi quan trọng của hội Tam Hợp, dường như chỉ trong một đêm là đã phá hủy toàn bộ thành viên nòng cốt của hội Tam Hợp. Chuyện An Bồi Tình Hải chết là sao giấu lớn? Mặc dù Diệp Thạch biết được tin tức này là thật nhưng mà chẳng biết tại sao hắn lại có chút không an lòng. Dựa vào tin tức bên kia thì An Bồi Tình Hải cũng là bị người của Yakuza ám sát. Triệu Bộ trưởng gần từng chữ. Bởi vì An Bồi Tình Hải gia chủ của An gia chính là ô dù của hội Tam Hợp, đối với Yakuza mà nói nếu như chỉ đối phó với hội Tam Hợp thì ngày sau cũng chưa chắc có thể nắm quyền hắc đạo ở Nhật Bản. Nhưng mà một khi đã xử lý được An Bồi Tình Hải thì An gia cùng toàn bộ chính giới của Nhật Bản sẽ rung chuyển. Sau đó Mộc Đằng gia tộc ủng hộ Yakuza có thể mượn gió bẻ măng. Trở thành gia tộc đệ nhất chính giới ở Nhật Bản. Triệu Bộ trưởng, ông cảm thấy rằng đối với cục diện trước mặt mà Yakuza phát động công kích với hội Tam Hợp là hợp lý sao? Mặc dù Triệu Bộ trưởng đã kể ra chi tiết như thế nhưng mà Diệp Thạch vẫn cảm giác không có chút thích hợp, dù gì thì hiện giờ cũng là thời kỳ nhạy cảm, chắc hẳn là Nhật Bản cũng không nên phát sinh nội đấu a. Nghe được Diệp Thạch hỏi thế thì Triệu Bộ trưởng không khỏi ngẩn ra, theo sau trầm ngâm một chút, nói. Diệp XX, dựa theo suy nghĩ bình thường thì Yakuza đích thật là không nên động thủ với hội Tam Hợp nhưng mà tôi lại tin vào tin tức mà thuộc hạ của tôi thu được, dù sao thì bọn họ đã công tác bí mật ở đó nhiều năm, tin này chắc hẳn là không sai được. Triệu Bộ trưởng, không phải là tôi hoài nghi tính chính xác của tin tư C này, cũng không phải là tôi hoài nghi năng lực làm việc của người của ông. Chân mày Diệp Thạch nhíu lại, khi nói chuyện thì trong lòng vừa động, lập tức minh bạch được tại sao bản thân không yên lòng. Ý tôi muốn hỏi ông rằng ông cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến Bùi Đông Lai không? Ách! Nghe Diệp Thạch nói thế thì Triệu Bộ trưởng hoảng sợ, sau đó hắn trầm tư một lát rồi nói. Diệp XX, cá nhân tôi cho rằng chuyện này không có quan hệ gì đến Bùi Đông Lai. Thứ nhất là hai ngày nay Bùi Đông Lai luôn ở biệt thự Quập Gôn ở Đông Hải, vẫn chưa từng rời khỏi đó. Thứ hai là vô luận là cường giả võ học của nước ta hay là dòng binh đoàn Sa Tăng đều bị chúng ta theo dõi. Bọn hắn cũng chưa có rời khỏi quốc nội. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất là Bùi Đông Lai không có khả năng có quan hệ với Yakuza cùng Mộc Đằng Gia, huống chi nếu thật là Bùi Đông Lai làm thì nhân viên tình báo bên kia sẽ biết được,
càng quan trọng hơn nếu như Bùi Đông Lai làm thì phía bên Nhật Bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ngược lại bọn hắn sẽ lợi dụng chuyện này để gây áp lực với chúng ta. Phân tích của ông không sai. Nghe xong Triệu Bộ trưởng phân tích, vẻ bất an trong lòng Diệp Thạch biến mất, nghĩ nghĩ rồi nói. Ông hãy chú ý tình hình, nếu có chuyện gì thì liền báo ngay cho ta. Vâng, Diệp XX. Triệu Bộ trưởng cung kính cấp ra câu trả lời thuyết phục. Diệp Thạch không nói cái gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy điện thoại rồi bấm số của thư ký của hắn. Lập Hằng, ông vào đây. Cốc, cốc. 30 giây sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Két. Thân là quân sư kiêm thư ký của Diệp Thạch thì Chu Lập Hằng đẩy cửa vào. Lập Hằng, đối với chuyện xảy ra ở Nhật Bản thì ông thấy thế nào? Mắt thấy Chu Lập Hằng tiến vào văn phòng, Diệp Thạch hành văn gãy gọn hỏi. Thân là thư ký của Diệp Thạch thì Chu Lập Hằng vô cùng hiểu rõ Diệp Thạch, nghe Diệp Thạch hỏi thế thì hắn liền hiểu ran gay. XX, ngài hoài nghi chuyện này có liên quan đến Bùi Đông Lai sao? Mới rồi có chút nghi ngờ, vừa rồi nghe xong Tiểu Triệu phân tích thì đã không còn nghi ngờ nữa nhưng mà vẫn còn muốn nghe cái nhìn của ông. Diệp Thạch cũng không giấu giếm. Chu Lập Hằng nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói. XX. Lấy cách nhìn của tôi thì chuyện này không có liên quan đến Bùi Đông Lai, hắn không có bản lãnh cao như thế. Còn gì nữa không? XX, lui một bước mà nói thì dù chuyện này là do tên nghiệt chủng kia gây ra thì đối với ngài cũng không sao cả. Chu Lập Hằng cười nhạt một tiếng. Hắn làm như vậy thì nhiều nhất chỉ là thay đổi sự chú ý của mọi người, để bản thân không trở thành vật hy sinh mà thôi. Lập Hằng A, cũng là ông hiểu biết ta. Diệp Thạch nghe vậy hoàn toàn yên lòng, khuôn mặt nở ra nụ cười. Chuyện cho đến bây giờ thì gạo đã nấu thành cơm, Diệp gia lợi dụng chuyện này để nhòm ngó ngôi báu, những người kia muốn làm cái gì để xoay chuyển thế cục cũng không được, còn về phần tên nghiệt chủng kia thì hừ, đợi sau khi ta ổn định lại thế cục thì liền để cho hắn sống không bằng chết. Cùng lúc đó, sau khi nghe được tin tức Nhật Bản hủy bỏ quân diễn thì Tần Tranh liền lấy điện thoại gọi cho Tần Hồng Sơn. Cha! Người có xem tin tức không? Đông Lai thành công, hắn thành công rồi. Vô nghĩa, tin tức quan trọng như vậy tại sao ta lại không biết được? Tần Hồng Sơn cười mắng một câu, theo sau nhịn không được mà thở dài. Đời này chuyện mà ta cảm thấy hối hận nhất chính là năm đó là để cha con Bùi gia đứng bên ngoài, không cho bước vào Tần gia, cũng may là có con và Ái Linh, ở trong lúc quan trọng nhất thì muốn hy sinh lợi ích gia tộc để giúp hắn. Nếu không thì vô luận là ta hay cả Tần gia thì cả đời này sẽ cảm thấy hối hận, hắn đã trở thành phúc tinh lớn nhất của Tần gia chúng ta. Cha, không chỉ là Tần gia. Tần Tranh cùng đồng cảm với Tần Hồng Sơn. Hắn chính là phúc tinh của quốc gia này. Nếu như hắn có thể làm được việc kia thì hắn sẽ được lưu danh sử sách. Sách sử lưu danh. Nghe được câu này, Tần Hồng Sơn vốn là ngẩn ra, theo sau tràn đầy hâm mộ ghen tị. Trước kia ta cảm thấy được hắn chính là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, hiện giờ xem ra chính là đông tuyết của chúng ta trèo cao, thật sự là thế sự vô thường a. Cha, ngài đừng nói thế, Đông Lai cùng đông tuyết đã trải qua nhiều chuyện mới có thể được ở bên nhau, cho dù là Đông Lai hai bàn tay trắng thì đông tuyết cũng muốn làm vợ của Bùi gia, ngược lại Đông Lai cũng thế. Tần Tranh nói những lời tự đáy lòng mình. Tần Hồng Sơn như ở trong mộng mới tỉnh, cười nói. Đúng, đúng. Con nói đúng, là ta hồ đồ. Cha, nếu như phía bên Nhật Bản đã hủy bỏ quân diễn thì điều ấy cũng chứng đó XXX đã thuộc về chúng ta, mọi người chuẩn bị đi tìm những người phía sau lưng Diệp ra để nói chuyện sao? Tần Tranh nói sang chuyện khác hỏi. Tần Tranh nghe vậy, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, ánh mắt sắc bén nói. Ừ, ta sẽ liên hệ với đám người Tiêu Nguyên Thanh. Biệt thự số 2 Tây Sơn. Tiêu Cuồng như là uống thuốc kích thích, kích động nhảy tới Tiêu Nguyên Thanh, rồi hỏi. Ra ra, bên Nhật Bản đã tuyên bố hủy bỏ quân diễn. Dựa theo Đông Lai kế hoạch, kế tiếp sẽ tuyên bố XXX là của chúng ta, Đông Lai thật sự rất nghiêu. Xem tiểu tử nhà ngươi kia. Mắt thấy Tiêu Cuồng không hề quy củ tiến thư phòng loạn ồn ào thì Tiêu Nguyên Thanh cũng cười nói. Sau này không có việc gì thì đi theo Đông Lai àm học một ít. Về bày mưu tính kế thì hắn còn hơn cháu nhiều. Tiêu Cuồng nghe vậy thì cảm thấy xấu hổ, vốn hắn muốn xuất ngoại để giúp Bùi Đông Lai nhưng mà lấy năng lực thể hiện của Bùi Đông Lai lần này thì có cần hắn giúp đỡ không a? Reng, reng. Sau đó,
Không đợi Tiêu Cuồng nói cái gì nữa, điện thoại trong thư phòng đã vang lên. Lão Tiêu, thời cơ chín muồi rồi. Điện thoại được chuyển, giọng nói Trang Hiểu Vân vang lên, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại đằng đằng sát khí. Mặt trời ngã về phía tây, trong biệt thự của Diệp Cấm, lúc này Diệp Thạch đang cùng vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ vừa xem tin tức thời sự trên TV vừa dùng cơm. Tiểu Cấm, nếu như con muốn có con thì hãy. Ăn được vài miếng cơm, Diệp Thạch bỏ đũa xuống, nhìn vào Diệp Cấm cùng Từ Lệ rồi nói. Hiện nay y học đã phát triển, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Cấm nghe vậy thì không nói gì, ánh mắt nhìn sang Từ Lệ thì thấy sắc mặt Từ Lệ liền trở nên tái nhợt, đôi mắt phiếm hồng, nàng đã tuyệt kinh vào năm, không còn khả năng sinh con. Diệp Thạch nói như vậy chẳng khác gì là bảo Diệp Cấm tìm nữ nhân khác, hoặc là tiến hành sinh con trong ống nghiệm. Nếu làm như thế thì từ giờ về sau Từ Lệ nàng sẽ không ngóc đầu lên được trong Diệp gia này. Cha, chúng con không cần. Diệp Cấm thấy bộ dạng của Từ Lệ thì lắc đầu, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, ngữ khí âm trầm. Cha, tuy rằng bên Nhật Bản đã hủy bỏ quân diễn, tên nghiệt chủng kia không cần phải trở thành vật hy sinh, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Yên tâm đi, chờ sau khi ta ổn định được cục diện thì sẽ thu thập tên kia. Nhắc tới Bùi Đông Lai thì sắc mặt Diệp Thạch trở nên âm lãnh, cảm giác kia hận không thể lập tức nghiền xương Bùi Đông Lai thành tro. Từ Lệ nghe vậy, đỏ lên mắt, cắn răng, vẻ mặt hận ý nói. Không riêng gì tên nghiệt chủng kia mà ngay cả con nghiệt chủng Quý Hồng kia cũng vậy, bọn hắn là cá mè một lứa. Chúng ta từng cho nó cơ hội, hơn nữa không chỉ một lần, nếu nó muốn đứng về phía tên nghiệt chủng kia thì rõ ràng đã là địch của Diệp gia chúng ta. Như vậy chúng ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nó. Bên tai vang lên lời nói cu ớt Từ Lệ, nhìn thấy vẻ hận thấu xương trong ánh mắt của Từ Lệ thì Diệp Thạch trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẫn tâm làm ra quyết định. Hắn cảm thấy chỉ có làm như vậy mới có thể đền bù lại cho Từ Lệ. Mấy năm nay Từ Lệ vì Diệp gia mà trả giá không nhỏ, vì thế hắn muốn làm điều đó cũng coi như là an ủi Từ Lệ. Ánh mắt Diệp Cấm hơi nhíu lại, không có hé răng, xem như chấp nhận quyết định của Diệp Thạch. Sau đó, không đợi vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ nói thêm gì nữa thì tin tức trong TV đã vang lên. Giọng nói của nữ MC trên truyền hình tỏ ra vô cùng kích động. Hiện tại chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố, cái này mình sẽ không dịch vì CMN tụi Lost Trung Quốc này xạo quần quá, Z. Bịch, đũa trong tay của Diệp Thạch rơi xuống đất. Nếu như lúc trước, khi thấy đũa của Diệp Thạch rơi xuống thì Từ Lệ liền cúi xuống mà nhặt, sau đó lấy cho Diệp Thạch một đôi đũa mới. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nàng trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Không riêng gì nàng mà ngay cả Diệp Cấm cùng Diệp Thạch cùng trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào TV, dường như không tin tin tức này là thật. Ách! Trong phòng ăn, Diệp Thạch cùng vợ chồng Diệp Thạch, Từ Lệ, trừng to mắt, không khí có vẻ vô cùng quỷ dị. Mặc dù bọn hắn không tin tính chân thật của tin tức này nhưng mà bọn hắn rõ ràng đài truyền hình sẽ không đưa những tin không chính xác. Nhất là những tin tức có liên quan đến quốc gia. Diệp XX, Chu thư ký mới vừa gọi điện thoại tới. Lúc này đây, thư ký của Diệp Thạch liền đi vào, cầm lấy điện thoại đưa cho Diệp Thạch. Reng, reng. Sau đó, không đợi ba người Diệp Thạch lấy lại tinh thần thì điện thoại trong đại sảnh đã vang lên. Tên thư ký nghe thế thì không nói hai lời, vội vàng xoay người, chủ động nhấc máy. Rất nhanh, thư ký của Diệp Thạch quay lại, nhìn vào Diệp Thạch. Vội vàng nói. Diệp XX, Hà Lão muốn cùng ngài nói chuyện. Hà Lão, nghe được hai chữ này, không riêng gì vợ chồng Diệp Cô Thành, Từ Lệ mà ngay cả Diệp Thạch cũng khẽ run lên. Tất cả chuyện này đơn giản là bởi vì Hà Lão chính là nhân vật trong quân phía sau màn ủng hộ Diệp gia, năng lực và uy vọng có thể là dùng từ khủng bố để hình dung. Lúc này Hà Lão gọi điện đến là muốn làm gì? Vợ chồng Diệp Cấm. Từ Lệ cùng Diệp Thạch đều suy nghĩ nhưng mà không nghĩ ra được nguyên nhân. Sau đó, Diệp Thạch đứng lên, tới nghe điện, mà Diệp Cấm cùng Từ Lệ lại biết điều ngồi ở đây, không có tâm tư để dùng cơm. Bịch! Một phút sau, bên ngoài đại sảnh truyền ra một tiếng vang làm cho vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ liền chạy ra. Rất nhanh, hai người đã thấy được khuôn mặt của Diệp Thạch đã trở nên trắng bệch, mồ hôi trên trán ức ra, hơi thở vô cùng dồn dập. Thậm chí ngay cả tay cầm điện thoại của hắn cũng run lên. Cha, ngài làm sao vậy? Diệp Cấm thấy thế, hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ lấy. Không có khả năng,
đây tuyệt đối không có khả năng. Không để ý đến câu hỏi của Diệp Cấm, Diệp Thạch giống như là nghe phải chuyện bất khả tư nghị trên thế giới này, điên cuồng mà lắc đầu, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Cha! Chuyện ở bên Nhật Bản không thể nào là do tên nghiệt chủng kia làm. Lúc này đây, không đợi Diệp Cấm nói hết lời thì Diệp Thạch đã giống to. Cả người Diệp Thạch hư thoát, vô lực mà dựa trên ghế salon, vẻ mặt không còn một chút uy nghiêm nào của gia chủ Diệp gia. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ bất an. Nhận thấy được điểm này thì Diệp Cấm trực tiếp bị sợ ngây người. Cha, ngài nói chuyện ở Nhật Bản là do tên nghiệt chủng kia làm sao? Khiếp sợ đi qua, Diệp Cấm nghĩ tới điều gì, buột miệng nói ra, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Không chỉ có thế, lúc nãy Hà lão còn nói chúng ta không để ý đến đại cục trước mắt mà chỉ lo cho an nguy của bản thân. Khi nói chuyện, Diệp Thạch vô lực mà nhắm mặt lại, cả người run lên. Hà lão không muốn ủng hộ chúng ta nữa. Cái gì? Diệp Cấm trợn tròn ánh mắt, kinh hô một tiếng, cả người hoàn toàn choáng váng. Mà một bên còn lại thì Từ Lệ há to mồm, trợn tròn ánh mắt, giống như một pho tượng. Trong đại sảnh trở nên im lặng như chết. Bộ dạng quỷ dị này diễn ra ước chừng khoảng 10 giây. Sau đó, Diệp Cấm dùng hết sức, cố gắng để bản thân tỉnh táo trở lại, giọng nói trở nên run rẩy. Cha, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bá! Nghe được câu hỏi của Diệp Cấm thì Từ Lệ liền nhìn sang Diệp Thạch. Giờ phút này, trên mặt của nàng đã tràn ngập vẻ sợ hãi. Bởi vì nếu không có Hà lão ủng hộ thì tương đương là đem Diệp gia đã xuống thần đàn. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Cấm thì Diệp Thạch không có mở miệng trả lời. Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Tất cả chuyện này tới quá mức đột nhiên đến làm cho hắn không có chuẩn bị. Quan trọng hơn là thái độ của đám người Hà lão vô cùng kiên quyết đến nỗi không thể thay đổi được. Cha, thật sự không có biện pháp nào sao? Mắt thấy vẻ mặt Diệp Thạch ngay sáp, trầm mặc không nói thì Diệp Thạch lo lắng hỏi. Không có Hà lão ủng hộ, lấy tác phong diệt sạch của tên tiểu tử đó thì tình thế của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Tình thế nguy hiểm? Diệp Thạch chẳng phải không biết sao? Vẫn không trả lời. Trong đầu Diệp Thạch liền hiện lên khuôn mặt Bùi Đông Lai không tính là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì. Hắn nhớ lại lúc Bùi Đông Lai tiến vào Yên Kinh, đứng ở trong buổi thảo luận kinh tế. Đối mặt với lời chất vấn của các chuyên gia thì hắn vẫn tỏ bình tĩnh, thản nhiên. Ngoan độc mà tát cho Diệp Tranh Vanh một cái, trở nên nổi tiếng. Hắn nhớ lại cách thứ Bùi Đông Lai dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long tiêu diệt toàn bộ đội dự bị Long Nha ở lần đại bỉ võ kia. Hắn cũng nhớ lại tình cảnh ở khách sạn Yên Kinh, dù cho chạm mặt nhiều người có quyền cao chức trọng nhưng Bùi Đông Lai vẫn kiên quyết. Ta sai lầm rồi, mấy năm nay ta đều sai lầm rồi, mặc dù trong lòng của cậu chỉ có quốc. Không có gia, nhà, nhưng mà trong lòng này cậu vẫn luôn coi gia là số một. Cậu mới chính là người thích hợp để dẫn dắt Diệp gia. Ông thật sự sai lầm rồi, nhưng không phải bởi vì chuyện này, ông sai khi không nên vong ân bội nghĩa, đuổi Vãn Tình ra khỏi Diệp gia, càng không nên diệt sạch Bùi gia. Cậu gọi điện cho ta là muốn cầu tình cho tên nghiệt chủng kia phải không? Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với nó, đạt được hiệp nghị. Nếu Diệp gia không nhúng tay vào chuyện này thì ân oán hai nhà Bùi Diệp sẽ được xóa bỏ. Xóa bỏ, ha ha. Tên nghiệt chủng kia đã giết chết Tranh Vanh, khiến cho Tiểu Cấm mất đi cơ hội đứng ở đỉnh quyền lực, làm cho Diệp gia chúng ta nguyên khí đại thương. Bây giờ hắn lại muốn xóa bỏ sao? Hắn có tư cách gì nói những lời này? Tịch gia là chỗ dựa của hắn, là lá bài tẩy cuối cùng mà Bùi Vũ Phu lưu lại. Hả? Cậu xác định? Xác định. Vậy không còn gì tốt hơn, tuy rằng ta không cho rằng là toàn bộ thế lực sau lưng của hắn, nhưng mà ta lại muốn thấy toàn bộ thế lực phía sau của hắn nổi lên, bởi vì có như vậy thì ta mới thấy được mấy lão gia kia gia nhập vào quân đoàn của hắn, để Diệp gia chúng ta một đao diệt sạch, để Diệp gia tái hiện huy hoàng. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Nhớ lại mọi chuyện kia thì trong lòng Diệp Thạch thầm hỏi, lần đầu tiên nghi ngờ quyết định của mình. Sau đó, đột nhiên tinh quang trong mắt của hắn lóe lên. Hắn liền cầm lấy điện thoại rồi bấm một dãy số. Vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ thấy thế thì không dám lên tiếng, mà là chờ mong Diệp Thạch có thể ngăn cơn sóng dữ lần này. Là ta. Rất nhanh, điện thoại được chuyển, giọng nói vô cùng phức tạp của Diệp Thạch vang lên. Không có hồi âm.
Đầu bên kia điện thoại, thân là thủ lĩnh Long Nha Long Vương Diệp Cô Thành đứng ở căn cứ của Long Nha, ánh mắt nhìn bầu trời, trầm mặc không nói. Có phải là cậu đã biết chuyện ở Nhật Bản rồi không? Mắt thấy Diệp Cô Thành không nói lời nào, Diệp Thạch cắn chặt răng, hơi biệt khuất mà nói. Nhưng có chuyện mà cậu không biết, lúc nãy Hà Phong Thuận đã gọi điện cho ta, nói rằng sau này bọn hắn sẽ không ủng hộ chúng ta nữa. Tôi biết rồi. Diệp Cô Thành mở miệng, ngữ khí lãnh mạc nhưng mà nếu chú ý một chút thì sẽ nhận ra trong giọng nói của hắn có một chút dao động. Làm sao cậu biết được? Diệp Thạch hơi cảm thấy kinh ngạc. Giọng nói của Diệp Cô Thành vang lên. Tôi chẳng những biết điều này mà biết ông sẽ gọi điện cho tôi, muốn tôi tìm Bùi Đông Lai, lấy phương thức hòa đàm để chấm dứt cuộc tranh đấu này. Mắt thấy Diệp Cô Thành đoán được dụng ý của mình, chân mày Diệp Thạch nhíu lại, vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm nhưng không có mở miệng. Hắn biết rõ, mất đi sự ủng hộ của đám người Hà Lão thì lấy thế cục trước mặt, nếu như Bùi Đông Lai muốn Diệp gia sụp đổ thì hắn sẽ mượn tứ đại gia tộc cùng một số người khác để làm cho Diệp gia hoàn toàn mà rơi xuống. Ngược lại, nếu như Bùi Đông Lai dựa theo những lời trước kia, nói rằng sẽ xóa bỏ ân oán hai nhà thì như vậy tuy rằng Diệp gia không bằng trước kia nhưng vẫn không hoàn toàn rơi xuống. Trong Diệp gia này, hắn chỉ không có hận ý với cậu, ngược lại bởi vì cậu đã giúp hắn chuyện ở khách sạn Yên Kinh, chuyện ở núi Đại Hưng An nên trong lòng hắn sẽ cảm kích cậu, thậm chí hắn đã coi cậu là cậu ruột của hắn. Nếu như cậu đi tìm hắn, hơn phân nửa là hắn sẽ nể mặt để cho Diệp gia một con đường sống. Dựa vào cách nhìn của ta thì tuy rằng hắn là một kiêu hùng nhưng mà hắn lại là một con người trọng tình trọng nghĩa. Thoáng trầm mặc đi qua, Diệp Thạch mở miệng, ngữ khí phức tạp, tựa hồ hắn nằm mơ cũng thật không ngờ một người nắm quyền thế ngập trời như hắn lại có lúc phải đi cầu xin người ta. Năm đó, Vãn Tình cùng Vũ Phụ yêu nhau thì ông cũng không có nói chuyện cảm tình mà dựa vào địa vị, muốn môn đăng hộ đối, vì lợi ích của gia tộc. Sau đó hai bên trở mặt nhau thì ông lại không nói đến chuyện tình cảm mà dựa vào pháp luật, dựa vào quyền thế, hiện giờ ông bị tên tiểu tử kia bước vào tuyệt cảnh thì ông lại bắt đầu nói đến chuyện tình cảm. Khi nói chuyện, khóe miệng Diệp Cô Thành nở ra nụ cười trào phúng. Chẳng lẽ ông không biết là chậm rồi sao? Chậm rồi. Diệp Thạch không phản bác được. Mấy ngày trước, hắn đã muốn nói chuyện với ông nhưng ông không đi gặp hắn. Hiện tại ông đi gặp hắn thì hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với ông. Diệp Cô Thành tự hỏi từ đáp. Đồng dạng tôi sẽ không đi tìm hắn, tôi không muốn kinh động đến vong hồn của Vãn Tình, càng không muốn để khi nàng chết rồi mà vẫn trở thành lợi thế của một ai đó. Cô Thành. Đô. Diệp Thạch cố gắng tiếp tục nói cái gì đó, lại phát hiện Diệp Cô Thành đã cúp điện thoại, tức giận đến sắc mặt phát xanh lên. Trong căn cứ Long Nha. Diệp Cô Thành không có rời đi mà tự lẩm bẩm. Cừu hận là thứ để kích phát tiềm lực trong con người nhưng mà nó cũng trở thành một mầm họa, ngắn ngủi một năm, Đông Lai từ tốt biến thành pháo bây giờ lại trở thành xe, đã có xu thế đổ long, mà Diệp gia lại sắp ngã ngũ. Vũ Phu, mặc kệ là ông trốn ở phía sau màn hay là ở trên thiên đường thì ông cũng nên cảm thấy tự hào vì trên đời này không ai chơi cờ giỏi hơn ông. Càng quan trọng hơn là ông là một người thấy tốt càng là một người cha tốt. Nói xong, trên mặt Diệp Cô Thành hiện lên vẻ kinh ý. Diệp thư ký. Tại sân bay quốc tế của Đông Hải, sau khi chuyến bay từ Yên Kinh bay đến Đông Hải hạ cánh thì Diệp cấm bước xuống từ sân bay. Một tên nam nhân trung niên mang kính râm thấy vậy liền lên nghênh đón, hạ giọng chào hỏi Diệp cấm, giọng nói vô cùng tôn kính. Mặc dù đối phương đã cải trang nhưng mà Diệp cấm liếc mắt nhìn một cái thì nhận ra người này chính là phó thị trưởng Đông Hải. Phó Dung, một con cờ quan trọng của Diệp gia ở Đông Hải này. Diệp cấm thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi đi về phía trước. Phó Dung thấy thế cũng không dám nói nhiều, đi theo phía sau Diệp cấm. Diệp thư ký, tôi đã chuẩn bị xong khách sạn cho ngài. Ra khỏi sân bay, Phó Dung mở miệng hỏi. Ngài xem bây giờ chúng ta nên về khách sạn nghỉ ngơi hay là đi ăn khuya? Đưa ta đến hội sở Đông Hải. Diệp cấm đi vào chiếc Audi A6 có biển số xe thị ủy, mặt không chút thay đổi nói. Hội sở Đông Hải. Nghe được cái tên này thì sắc mặt Phó Dung biến đổi, trong lòng nghi hoặc, hội sở Đông Hải này chính là một phần sản nghiệp của tập đoàn Đông Hải, mà chủ tịch tập đoàn Đông Hải là Bùi Đông Lai lại là cựu địch của Diệp cấm, dưới tình hình như vậy mà Diệp cấm lại muốn đi đến hội sở Đông Hải là vì cái gì? Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng Phó Dung cũng biết điều. Không có hỏi nhiều mà để lái xe lái đi tới hội sở Đông Hải. Xe rời bánh,
Diệp Cấm dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Phó Dung thấy thế, không dám quấy rầy hơn nữa còn kêu tài xế lái chậm một chút để không làm phiền Diệp Cấm. Gần 12 giờ đêm, chiếc Audi chạy đến trước cửa của hội sở Đông Hải, bảo vệ thấy vậy thì vội vàng chạy ra chào đón. Phó thị trưởng, ông về trước đi. Khi xe dừng lại, Diệp Cấm mở to mắt, mặt không chút thay đổi nói, không đợi Phó Dung trả lời thì hắn đã bước xuống xe, đi về phía cửa hội sở. Ta họ Diệp, Quý Hồng muốn gặp mặt ta. Mặt Diệp Cấm không chút thay đổi nói, bước chân vẫn không dừng lại. Diệp tiên sinh, quý tiểu thư đang ở trong đại sảnh chờ ngài, xin ngài hãy đi theo tôi. Ngắn ngủi ngây người đi qua, tên bảo vệ nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, vội vàng cúi đầu làm ra một động tác mời. Đại sảnh. Nghe được hai chữ này thì chân mày Diệp Cấm nhíu lại. Đối với Diệp Cấm mà nói thì vô luận là dùng cơm hay làm gì đó thì hắn cũng không thích ngồi ở chốn đông người. Hiện giờ tuy rằng hắn đã mất đi cơ hội đứng trên đỉnh quyền lực của kim tự tháp nhưng mà luận về quyền thế thì hắn không thua gì một đại tướng nơi biên cương. Cho nên, hắn tự nhiên là không muốn gặp mặt Quý Hồng ở đại sảnh, theo bản năng thì hắn muốn mở miệng nói đổi địa điểm nhưng mà lời vừa gần ra khỏi miệng thì đã bị hắn nuốt trở lại. Bởi vì hắn nghĩ tới mục đích chuyến đi lần này hắn đến không phải vì bản thân hắn mà là vì cả Diệp gia. Khi Diệp Cấm vừa bước vào bên trong hội sở thì liền bị không ít khách nhân thấy được. Thấy rõ được người đi vào là Diệp Cấm thì mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Thân là chủ nhà thì Quý Hồng không có. Nàng mặc một bộ lễ phục màu hồng, ngồi ở vị trí bắt mắt nhất trong đại sảnh, tay cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cấm. Quý Hồng vốn đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong hội sở. Lúc này thấy Diệp Cấm đi về phía Quý Hồng, những người nhận ra Diệp Cấm đều âm thầm tự hỏi mục đích Diệp Cấm đến tìm Quý Hồng, cả đám cả kinh không nhẹ. Diệp thư ký, nếu ngài đến chậm một phút thì sợ rằng đời này ngài sẽ không gặp được tôi. Mắt thấy Diệp Cấm ngồi xuống thì vẻ mặt Quý Hồng hài hước nói. Nhận thấy được sự trào phúng trong giọng nói Quý Hồng, cảm nhận được vẻ chán ghét và hận ý trong mắt Quý Hồng thì chân mày Diệp Cấm càng nhíu chặt hơn, hắn tự rót cho mình một ly rượu. Khẽ nhấp môi một ngụm, nói. Tiểu Hồng, Diệp thư ký, đã tối rồi, ngài đừng làm tôi sợ. Đối mặt với lời xưng hô thân mật của Diệp Cấm thì Quý Hồng cười lạnh. Nếu ngài muốn thì có thể về nhà mà tìm vợ con của mình đi. Ta nghĩ, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Diệp Cấm cau mày, nói. Hiểu lầm, có sao? Quý Hồng cười một cách quyến rũ. Năm đó, là ta cô phụ mẹ con. Diệp Cấm trầm ngâm một lát sau, nói. Nhưng mà từ sau khi con xuất hiện thì ta luôn luôn cố gắng đền bù sai lầm năm đó, vẫn chú ý đến con, thậm chí là đã nhiều lần muốn con về nhà. Nói xong, vẻ mặt Diệp Cấm tỏ ra hiền lành nhìn vào Quý Hồng, giống như người cha nhìn vào đứa con gái của mình. Giờ phút này, hắn hoàn toàn quên mất chuyện khi Từ Lệ và Diệp Thạch nói muốn xóa sạch quan hệ với Quý Hồng thì hắn thở ơ. Hô hô, Diệp thư ký. Bằng vào khả năng diễn xuất của ông thì ông có thể qua Việt Nam đóng vài bộ phim hot rồi đó. Thế nào có hứng thú không? Nếu như ông có hứng thú thì tôi sẽ gọi điện đến cho góp ca để góp ca chuẩn bị một vài vai cho ông. Ánh mắt Quý Hồng như đao nhìn chằm chằm vào Diệp Cấm, rõ ràng thấy được Diệp Cấm có chút chột dạ. Tại sao con lại không tin ta? Diệp Cấm tỏ ra đau đớn, hỏi. Ha ha, tin ông, Diệp thư ký, lúc tôi và Bùi Đông Lai hãm vào tuyệt cảnh thì ông ở đâu? Quý Hồng cười lạnh. Có phải lúc đó ngài đang tính muốn xóa sạch chúng tôi không? Cô! Diệp Cấm, ông không cần phải giả mù sa mưa mà diễn trò, điều này chỉ làm tôi càng thêm ghê tởm đối với ông. Giọng nói Quý Hồng tỏ ra lạnh lùng. Ngoài ra, nếu như ông đã đến đây muốn nói chuyện phiếm với tôi thì cuộc nói chuyện đến đây đã xong. Đối mặt với lời nói vô tình của Quý Hồng thì khóe mắt của Diệp Cấm hơi giật, sau đó hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình. Gần từng chữ. Chỉ cần con khiến Bùi Đông Lai buông tha Diệp ra thì ta sẽ đồng ý đi đến trước mộ mẹ con quỳ xuống mà nhận sai. Hắc, Diệp thư ký nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước khi Đông Lai mới vào kinh thì tôi từng cá cược với ngài, dựa vào cuộc cá cược ngày đó thì nếu ngài thua sẽ đến trước mộ mẹ tôi mà quỳ xuống cúi đầu nhận sai. Quý Hồng nói xong, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Ngài đã không thực hiện lần cá cược đó thì thôi. Hiện giờ bằng vào điểm này mà ngài muốn Đông Lai bỏ qua sao, ông không cảm thấy xấu hổ à? Ta! Diệp Cấm vừa tức vừa giận, không biết nên nói cái gì cho phải.
Quý Hồng bưng ly rượu lên, từ từ thưởng thức, đồng thời nhìn vẻ mặt biến hóa của Diệp Cấm. Các người muốn thế nào? Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Cấm mở miệng lần nữa, cảm xúc đã ổn định rất nhiều. Hiện giờ ông hãy ở đây mà quỳ xuống, cúi đầu nhận sai với mẹ của tôi đi. Quý Hồng cười lạnh, nói. Chỉ cần ông làm như vậy, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Ách, có lẽ thật không ngờ Quý Hồng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Diệp Cấm liền há miệng to ra, nhất thời hắn liền hiểu được mục đích của Quý Hồng khi muốn gặp mặt hắn ở đại sảnh này. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn thấy được toàn bộ mọi người trong đại sảnh đang nhìn về phía hắn và Quý Hồng. Phát hiện này làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, khóe mắt giật giật, thậm chí khuôn mặt cũng đã có chút méo mó. Phải biết rằng hắn chính là người của Diệp gia, là người từng có cơ hội bước lên đỉnh quyền lực kim tự tháp. Thân phận như vậy, để cho hắn đi đến nơi nào thì mọi người đều phải nghênh đón, cúi đầu chào hắn, mà hiện giờ Quý Hồng lại muốn hắn ở trước mặt bao nhiêu người mà quỳ xuống, cúi đầu nhận sai sao? Như thế nào, Diệp thư ký, ngài không muốn sao? Quý Hồng mỉm cười, buông ly rượu xuống rồi từ từ đứng lên. Ta đồng ý. Mắt thấy Quý Hồng làm bộ phải đi, Diệp Cấm cắn chặt răng, gian nan mở miệng đáp lại. Thật có lỗi, ta không cần. Quý Hồng nghe vậy thì nở nụ cười. Ừ, ta đã thay đổi chủ ý. Cô, nghe được Quý Hồng nói thế thì Diệp Cấm lập tức có cảm giác bị trêu đùa, hắn tức giận đứng lên, theo bản năng muốn tát một bạt tai vào mặt Quý Hồng. Các ngươi đã nhiều lần muốn đưa Đông Lai vào chỗ chết, hiện giờ đã bị Đông Lai đẩy vào tuyệt cảnh, các ngươi lại đến đây cầu xin tha thứ, ông cảm thấy ta có thể định đoạt sao? Quý Hồng thấy thế, không né không tránh, mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh như băng. Muốn cầu xin tha thứ thì chỉ có thể đi gặp Đông Lai. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hơn 2 giờ sáng, một chiếc máy bay bay từ Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Đông Hải. Tôi còn lo lắng đám người Nhật Bản đợi khi máy bay cất cánh rồi sẽ gắn bom ở trên này rồi để nó nổ tung. Trong khoang hạng nhất, Tịch Hồ mỉm cười trêu ghẹo Bùi Đông Lai. Đúng rồi Đông Lai, không phải là cậu nói sẽ không thông báo cho Đông Tuyết cùng Ina rằng cậu sẽ trở lại vào đêm nay sao? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì trong lòng Tịch Hồ vừa động, đề nghị. Nếu vậy thì đêm nay chúng ta làm vài chén đi. Bởi vì máy bay bay về Đông Hải hơi muộn nên Bùi Đông Lai muốn quấy rầy Tần Đông Tuyết và Hạ Ina nên không có thông báo gì cho hai người bọn họ cả. Cho nên khi nghe Tịch Hồ đề nghị thế thì Bùi Đông Lai liền gật đầu cái rụp. Nếu như thời gian không muộn thì đã gọi điện cho Tiểu Cuồng rồi, lấy cá tính của tên tiểu tử đó thì biết đêm nay hai chúng ta trở về thì sợ rằng hắn sẽ lái trực thăng mà bay thẳng đến Đông Hải. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu thì Tịch Hồ không khỏi nhớ lại Tiêu Cuồng. Tích, tích. Nghe được Tịch Hồ nhắc đến Tiêu Cuồng thì Bùi Đông Lai định nói cái gì nhưng mà điện thoại của hắn lại rung lên. Đông Lai, cậu sẽ không để ca ca vui vẻ một mình à? Tịch Hồ nghe vậy thì vẻ mặt buồn bực. Tôi thật sự không nói cho các nàng mà. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, nhưng trong lòng đoán được hơn phân nửa là do Quý Hồng gọi đến. Lão bản thân ái, tôi luôn không liên lạc được với cậu, nói vậy thì cậu đang ở trên máy bay sao? Điện thoại được chuyển. Giọng nói nũng nịu của Quý Hồng vang lên làm cho vẻ mặt của Tịch Hồ ở một bên càng thêm buồn bực. Ừ, vừa mới xuống Đông Hải. Lão bản thân ái, đêm còn dài mà cậu lại không thể về nhà. Biết được Bùi Đông Lai đã đến Đông Hải thì Quý Hồng liền trở nên hưng phấn, giọng nói ngọt như mía lùi. Nếu không thì cậu hãy đến đây cùng tỷ tỷ uống vài chén đi, nghiên cứu nhân sinh một chút, sau đó lại xâm nhập trao đổi a. Bùi Đông Lai nghe vậy thì có chút ngượng ngùng. Nhớ lại đã đáp ứng Tịch Hồ đi uống rượu thì thở dài. Chị hai, đừng làm rộn nữa, mau đi ngủ đi, tôi cùng với Tịch Hồ ca làm vài chén rồi. Hani, cậu không tới sao? Chẳng biết tại sao, nghe được Bùi Đông Lai nói không đến thì Quý Hồng có chút mất mát, bất quá giọng nói của nàng vẫn vô cùng dụ hoặc. Chỉ cần cậu đến thì đêm nay sẽ do cậu làm chủ. Nếu cô hưng phấn không thể ngủ được thì ra ngoài uống rượu đi. Bùi Đông Lai nghĩ nói. Đối với đề nghị của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng có chút do dự, vẫn nói tiếp. Vừa rồi Diệp Cấm đến tìm tôi đang hưng phấn muốn đi hát, muốn đi nhảy cùng cậu đây. Hả? Nghe được Quý Hồng nói thế thì chân mày Bùi Đông Lai hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Quý Hồng lúc này. Tôi sẽ qua tìm cô. Hơi trầm ngâm,
Bùi Đông Lai làm ra quyết định. Đông Lai, cậu là thứ trọng sắc khinh bạn a. Tịch Hồ thấy Bùi Đông Lai thay đổi chủ ý, cố ý trêu ghẹo nói. Bùi Đông Lai cười khổ thở dài một hơi. Diệp Cấm đi tìm Quý Hồng, cũng không biết là nói cái gì, tôi muốn qua bên đó để hiểu thêm tình huống. Âu, nghe Bùi Đông Lai nói thế thì vẻ mặt Tịch Hồ trở nên nghiêm túc. Quý Hồng là con tư sinh của Diệp Cấm đến tìm Quý Hồng là hơn phân nửa dùng khổ nhục kế để chúng ta buông tha cho Diệp gia. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, cụ thể thì phải đợi cậu hỏi Quý Hồng mới biết được. Ừ, Bùi Đông Lai gật gật đầu. 40 phút sau, Bùi Đông Lai ngồi trong chiếc Audi đi đến biệt thự Tử Viên. Két! Bùi Đông Lai vừa mới bước tới cửa thì đột nhiên cánh cửa biệt thự được mở ra, Bùi Đông Lai mang một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu hồng đi ra. Có lẽ là do ở trong nhà nên nàng không mặc áo ngực, vì vậy có thể thấy được hai quả nho trên ngực của nàng nhô ra, thật sự là làm người ta muốn phạm tội con ma nó mà. Đông Lai đệ đệ thân ái, tỷ tỷ đợi cậu lâu rồi. Quý Hồng bưng ly rượu, ánh mắt nhìn vào Bùi Đông Lai, thân hình hơi nghiêng về phía trước, thổi một hơi vào tai Bùi Đông Lai, làm cho dưới háng Bùi Đông Lai xuất hiện một chiếc lều nhỏ. Chị hai, chị như vậy thật khiến người ta muốn phạm tội mà. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, sau đó đi vào đại sảnh. Vào nhà rồi nói, chỉ cần cậu đến rồi thì mọi chuyện đều do cậu làm chủ. Quý Hồng đóng cửa lại, nở ra nụ cười quyến rũ, đi theo sau Bùi Đông Lai, tiếp tục trêu đùa. Bùi Đông Lai không có trả lời mà đi về phía ghế sofa, sau khi ngồi xuống hắn cầm một ly rượu, uống một ngụm rồi hỏi. Diệp Cấm tìm cô để làm gì? Cầu xin tha thứ thôi. Quý Hồng ngồi bên cạnh Bùi Đông Lai, nghe Bùi Đông Lai hỏi thế thì nàng nở ra nụ cười, có chút hưng phấn. Hắn muốn gặp mặt tôi, nên tôi đã hẹn gặp mặt hắn ở đại sảnh của hội sở Đông Hải. Bùi Đông Lai nghe vậy, không có lên tiếng mà đợi Quý Hồng nói hết. Cậu không biết đó, tên Trần Thế Mỹ kia vô cùng ghê gớm, nói cái gì là muốn đền bù cho tôi, thậm chí là nhiều lần muốn tôi trở về nhà. Tôi không chịu nổi những lời ghê tởm của hắn cho nên nói hắn không cần phải đóng kịch nữa, có gì thì nói thẳng. Sau đó hắn nói cho tôi biết, chỉ cần tôi thuyết phục cậu buông tha cho Diệp gia thì hắn sẽ bằng lòng đến trước mộ mẹ tôi mà quỳ xuống, cúi đầu nhận sai. Lúc trước tôi cũng từng đánh cuộc với hắn. Nếu hắn có lương tâm thì tại sao lúc hắn thua hắn lại không đến đó mà quỳ xuống cúi đầu nhận sai? Hay là hắn không làm, cái mặt của hắn quả thật là dày như mặt đường. Quý Hồng nói xong, tỏ ra trào phúng. Cậu nói, hắn tốt xấu gì cũng là thành viên của Diệp gia, tại sao lại vô sỉ như thế? Bùi Đông Lai trầm mặc. Thấy hắn quá vô sỉ nên tôi nói cho hắn biết, chỉ cần hắn ở ngay đại sảnh mà quỳ xuống cúi đầu nhận sai với mẹ tôi thì tôi sẽ đáp ứng hắn. Kết quả là hắn không đồng ý, thẳng cho đến khi thấy tôi muốn đi thì hắn mới tỏ ra thống khổ mà đáp ứng. Quý Hồng hơi hơi tạm dừng, cười lạnh nói. Cuối cùng hắn vẫn bỏ tôn nghiêm của mình nhưng mà hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng ngay từ đầu tôi đã muốn trêu đùa hắn. Tôi nói chuyện này tôi không có quyền gì, Đông Lai mới là người quyết định, hắc, lúc đó cậu không có mặt ở đó, nếu không thì cậu sẽ thấy được khuôn mặt của hắn. Nói xong, Quý Hồng liền cầm ly rượu lên rồi uống. Tay cầm ly rượu của nàng có chút run run nên đã làm đổ không ít rượu. Quyền quyết định đã giao cho cô, chỉ cần cô cảm thấy hết giận thì có thể xóa bỏ mọi ân oán. Vẻ mặt Bùi Đông Lai thản thật nói. Không trả lời. Tay Quý Hồng run lên, cuối cùng cũng đổ sạch ly rượu vào miệng. Sau đó, nàng nuốt rượu xuống, nước mắt chảy ra. Nàng giải thích như thế, hắn cũng vậy. Nghe được Bùi Đông Lai nói những lời đó thì Quý Hồng khóc. Nhìn Quý Hồng lệ rơi đầy mặt thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cũng giống như Quý Hồng thì bản thân hắn biết được con người của Bùi Đông Lai cho nên thấy nàng khóc thì hắn cũng yên lòng. Đông Lai đệ đệ, cậu có thể đừng để tỷ tỷ đây phải cảm động nữa không? Khóc xong, Quý Hồng mở mắt ra, cười mắng. Cậu làm như thế sẽ khiến tỷ tỷ đây sẽ yêu cậu, mà tỷ tỷ đây lại là một nữ nhân rất mạnh, cậu sẽ không đủ sức để chiều tỷ tỷ đâu à. Nghe được Quý Hồng nói thế, nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt Quý Hồng thì trong lòng Bùi Đông Lai thở dài một tiếng, hắn biết rõ Quý Hồng là người có lòng tự trọng rất cao, nàng không muốn lộ ra bộ dạng yếu ớt cho người ta thấy. Vì lo lắng cảm nhận của Quý Hồng cho nên Bùi Đông Lai cũng không có vạch trần mà cười phối hợp. Chỉ cần cô đủ mạnh thì cứ tới mà lấy. Cắt, người theo đuổi tỷ tỷ có thể xếp hàng dài từ Đông Hải đến Yên Kinh,
cậu làm như tỷ tỷ đây cần cậu không bằng. Đối mặt với lời trêu chọc của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng đã khôi phục lại bộ dạng bình thường, nàng lau nước mắt trên mặt rồi bĩu môi khinh thường. Nói xong, nàng liền cầm lấy ly rượu đỏ lên, nói. Tỷ tỷ hôm nay rất cao hứng, cậu bồi tỷ tỷ không say không dìa. Ai sợ ai? Bùi Đông Lai chẳng những không có ngăn cản Quý Hồng uống rượu, còn chủ động mở một chai rượu mới rồi rót cho mình một ly, ở hắn xem ra, chỉ có cơn say mới có thể khiến Quý Hồng không cần phải suy nghĩ gì nữa, ngày mai lại là một ngày mới. Mẹ nó chứ, ai không uống là con lừa. Mắt thấy Bùi Đông Lai cầm ly lên thì Quý Hồng liền hung hăng càn quấy nói rồi tay cầm ly rượu lên. Cang! Tiếng ly đụng nhau, Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng liền uống sạch ly rượu. Ai không uống mẹ nó chớ là một con chó nhỏ. Uống sau một ly, Quý Hồng lại rót ly khác rồi cầm lên. Tiếng cạn ly lại vang lên, hai người uống sạch ly thứ hai, một chai rượu cứ thế mà trôi vào miệng của hai người. Quý Hồng đứng dậy, đi tới tủ rượu, cầm một chai rượu đỏ rồi nói. Cầm lấy. Vù. Nói xong, Quý Hồng liền ném một chai rượu khác cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế thì ngồi dậy cầm lấy. Dường như là quyết tâm không say không về, Quý Hồng đã đem toàn bộ 12 chai rượu trong tủ lấy ra. Sau đó, vừa uống vừa nói ai không uống là, tiếng ly chạm nhau, rượu không ngừng đổ vào miệng của Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Một ly, hai ly, ba ly. Một chai, hai chai, ba chai. Rất nhanh, hơn 12 chai rượu của Quý Hồng lấy ra đã uống hết một nửa. Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng, mỗi người uống hết 3 chai. Trước khi Bùi Đông Lai đến thì Quý Hồng đã một mình solo 5 chai rượu, như vậy là Quý Hồng uống tổng cộng 8 chai, hơn nữa nàng cũng không dùng nội kình để bức cồn ra. Đông, Đông Lai đệ đệ, cậu còn có thể uống sao? Quý Hồng lại cầm lấy một chai rượu, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Bùi Đông Lai. Cô say rồi. Bùi Đông Lai thấy vậy thì giận dữ nói. Ai, ai say? Cả khuôn mặt Quý Hồng đỏ bừng, nhìn có chút ngốc, cười cười nhìn vào Bùi Đông Lai. Sau đó thân thể khẽ nhích đến bên cạnh Bùi Đông Lai, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Tiểu đệ đệ, rốt cuộc là cậu không dám uống hay là tỷ tỷ say rồi? Cô say rồi. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai cầm lấy ly rượu trong tay của Quý Hồng. Chỉ một chút rượu này thôi mà làm khó được tỷ tỷ sao? Tay của Quý Hồng sờ sờ khuôn mặt Bùi Đông Lai, hừ hừ nói. Chỉ sợ là tiểu đệ đệ cậu muốn trở về làm con ngoan trò giỏi à? Bùi Đông Lai thở dài. Tiểu đệ đệ, cậu thành thật trả lời tỷ tỷ, bộ dạng của tỷ tỷ có đẹp không? Quý Hồng xoay mặt Bùi Đông Lai lại, mặt hai người kề sát vào nhau, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai rồi hỏi. Đẹp, cậu muốn tỷ tỷ không? Cô đã say rồi. Cậu, muốn hay không muốn, mẹ nó, có con nào hỏi anh câu này thì anh nói muốn TS nhà nó, gái đưa tới trước mặt R Huyền mà còn chảnh tó nữa. Chấm chấm. Trầm mặc là đồng ý, được rồi, đêm nay tỷ tỷ sẽ để cậu chiếm tiện nghi. Nói xong, nàng liền đưa miệng của mình hôn Bùi Đông Lai. Bịch! Không đợi Quý Hồng hôn vào Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai đã đưa tay ra sau gáy Quý Hồng rồi đánh nhẹ một cái, cả người Quý Hồng mềm nhũn, thân thể liền ngã vào trong lòng Bùi Đông Lai. Cảm nhận được thân thể mềm mại nóng bỏng của Quý Hồng, nhìn vào khuôn mặt đỏ hồng của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai vươn tay ra. Nhẹ nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn lưu lại trên mặt Quý Hồng. Lau xong, Bùi Đông Lai cúi người xuống ôm Quý Hồng lên. A! À, theo Bùi Đông Lai đứng dậy, Quý Hồng phát ra một tiếng rên khẽ, giống như là chú cừu nhỏ, cuộn tròn trong lòng Bùi Đông Lai, hai tay vô ý mà ôm Bùi Đông Lai. Trong cơn mê nàng ôm rất nhanh, rất nhanh. A! À, theo một tiếng ngâm khẽ, Quý Hồng mở mắt ra, nàng cảm thấy đau đầu. Khẽ xoa nhẹ huyệt thái dương, sau khi đỡ đau đầu, nghĩ đến việc tối hôm qua Bùi Đông Lai không làm gì mình thì Quý Hồng cũng cảm thấy có gì ngoài ý muốn, mà là cười chua xót. Sau đó nàng xuống giường, nàng cởi bộ đồ ngủ trên người ra rồi từ ở trong tủ quần áo lấy ra một bộ váy ngủ màu đen rồi ra khỏi phòng. Mặc dù trong phòng ngủ có phòng tắm nhưng mà không có bồn tắm lớn, nàng muốn xuống tầng dưới để tắm rửa. Trong phòng bếp ở tầng dưới, Bùi Đông Lai nấu xong cháo rồi. Nhìn vào đồng hồ trên tay thì hắn do dự có nên đi lên kêu Quý Hồng xuống hay không, nhưng mà ánh mắt của hắn lại thấy được Quý Hồng đi từ trên lầu xuống, hơn nữa lại còn nút nữa. Hả? Thấy được cái này thì hai mắt của Bùi Đông Lai mở to ra. Mẹ nó,
thấy gái nút mà không mở to ra nhìn thì là đồ ngu, chú này mở mắt nhìn là có tiến bộ rồi. Bá! Cùng lúc đó, Quý Hồng cũng nhìn về phía Bùi Đông Lai. Hắn chưa đi sao? Thấy được Bùi Đông Lai thì Quý Hồng vốn là sửng sốt, nàng nghĩ rằng Bùi Đông Lai đã đi rồi cho nên mới trần truồng đi lại trong biệt thự này. Sau đó, nàng liền kẹp chân lại rồi lấy tay che hai quả bưởi của mình lại. Không được nhìn. Nhưng mà bởi vì cặp bưởi của nàng quá lớn nên không thể nào dùng tay che lại hết, vì thế nàng liền dùng váy ngủ che lại, rồi quát lớn. Bà chị, là chị chủ động đưa ra cho tôi xem mà. Nhìn thấy cả thân hình mượt như sợi cước của Quý Hồng thì thân thể Bùi Đông Lai cứng ngắc, vẻ mặt buồn bực nói. Tôi nghĩ cậu đi rồi. Khuôn mặt Quý Hồng đỏ lên, sau đó thấy Bùi Đông Lai vẫn còn xem thì liền nóng nảy. Xoay mặt qua chỗ khác. Được. Bùi Đông Lai nghe vậy thì mỉm cười xoay người, nói nhỏ. Tối hôm qua cũng chưa phải là không xem hết. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai xoay người thì vội vàng chạy đi, nhưng mà nghe được Bùi Đông Lai nói thầm thể thí xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Một lát sau, khi đã mặc xong quần áo rồi đi xuống đại sảnh thì Quý Hồng đã không thấy bóng dáng Bùi Đông Lai đâu cả, bất quá trên bàn có để lại một tô cháo nóng. Thấy được tô cháo kia thì trong lòng Quý Hồng cảm động. Đông Lai đệ đệ thân ái, cậu đối tốt với tỷ tỷ như vậy, nếu tỷ tỷ không làm gì thì lương tâm của mình sẽ cảm thấy áy náy a. Sau khi Bùi Đông Lai lái xe ra khỏi biệt thự thì cũng đã là gần trưa. Tích, tích. Đột nhiên, điện thoại của Bùi Đông Lai rung lên, là Tần Đông Tuyết gọi đến. Đông Lai, khi nào thì cậu trở lại Đông Hải? Điện thoại được chuyển, giọng nói Tần Đông Tuyết vang lên. Đến rồi, khoảng 12 giờ là tớ sẽ về tới nhà. Tại sao cậu về lại không nói cho bọn tớ biết một tiếng? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết liền kháng nghị. Bùi Đông Lai thẹn trong lòng, không phản bác được. Vừa rồi cha của tớ gọi đến, nói rằng xế chiều nay người sẽ tham gia một cuộc hội nghị ở Đông Hải, buổi tối về nhà ăn cơm, mẹ của tớ nghe được thế thì cũng muốn lại đây. Tần Đông Tuyết nói xong thì giọng nói hơi tỏ ra xấu hổ. Ina nói rằng cậu ấy đã lâu không có về thăm chú Hạ và dì Tống cho nên hôm nay cậu ấy muốn đi. Đợi tới về rồi cùng tiễn cậu ấy ra sân bay. Trong lòng Bùi Đông Lai cũng hiểu được là Hạ Ina cảm thấy xấu hổ khi gặp vợ chồng Tần Tranh, Tiếu Ái Linh cho nên mới kiếm cớ trở về Tây Nam. 40 phút sau, Bùi Đông Lai lái xe về biệt thự quận Gôn. Bùi Đông Lai đồng học, không hiền hậu a, trở về cũng không nói cho tớ và Đông Tuyết biết. Thấy Bùi Đông Lai vào nhà thì Hạ Ina đang giúp Tần Đông Tuyết nấu cơm thò đầu ra, hừ hừ. Tớ đề nghị cho cậu ăn mì ăn liền. Ách, nghe Hạ Ina nói thế thì Bùi Đông Lai xấu hổ địa sờ đầu. Ina, cậu xem cậu ta đã tỏ ra sợ rồi kìa. Tần Đông Tuyết thấy bộ dạng quính quáng của Bùi Đông Lai thì nở nụ cười. Hạ Ina đắc ý cười. Đông Tuyết. Nếu Bùi Đông Lai đồng học không ăn mì ăn liền thì cậu hãy đến cậu ta ngủ một mình đi a. Tần Đông Tuyết trầm mặc không nói, khuôn mặt ửng đỏ. Hả? Hạ Ina thấy thế, đột nhiên ý thức được chính mình nói sai cái gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Sau khi dùng cơm trưa xong thì Bùi Đông Lai chở Tần Đông Tuyết cùng Hạ Ina đi mua một ít đồ rồi sau đó đưa Hạ Ina ra sân bay. Trạng vạng tối. Sau khi hội nghị kết thúc thì Tần Tranh liền lấy xe rồi chở Tiếu Ái Linh đến biệt thự quận Gôn. Mọi người đến rồi, đồ ăn đã nguội rồi kìa. Tần Đông Tuyết dọn đồ ăn lên bàn, thấy vợ chồng Tần Tranh vào nhà thì cười trêu ghẹo nói. Đông Tuyết, con đã bằng mẹ rồi đó. Mắt thấy đồ ăn đã dọn lên bàn thì Tiếu Ái Linh cười nói. Nghe Tiếu Ái Linh tán thưởng thì Tần Đông Tuyết nhìn Bùi Đông Lai, nói. Có 3 món là do Đông Lai làm. Hả? Nghe Tần Đông Tuyết nói thế thì không riêng gì Tiếu Ái Linh mà ngay cả Tần Tranh cũng ngẩn ra. Lâu rồi không có làm, nếu không ngon thì chú với dì cũng đừng chê. Bùi Đông Lai cười cười. Ha ha. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Tranh cười to. Tiếu Ái Linh gật đầu, càng ngày nàng càng thuận mắt với người con rể này. Đông Lai, lần này cháu đã lập công lớn cho quốc gia. Trước khi cầm đũa thì Tần Tranh chủ động bưng ly rượu lên, nói. Nào chúng ta cạn một chén. Bùi Đông Lai thấy thế cũng không nói gì, trực tiếp bưng ly rượu lên, thậm chí ngay cả Tần Đông Tuyết cũng cầm ly rượu lên. Đông Lai, cháu tính khi nào sẽ kết hôn với Đông Tuyết?
rượu qua tam tuần, đồ ăn qua ngũ vị, Tiếu Ái Linh hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Có lẽ không ngờ Tiếu Ái Linh sẽ hỏi vậy, Bùi Đông Lai không khỏi ngẩn ra, mà khuôn mặt của Tần Đông Tuyết cũng đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đợi sau khi chúng cháu tốt nghiệp đi. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời. Đối với hắn mà nói thì nếu như chưa hoàn thành được lời hứa hẹn với Tiêu Phi, chưa báo thù cho Bùi Vũ Phu thì hắn không cách nào an tâm mà kết hôn. Được. Tiếu Ái Linh cười cười nói. Đợi khi hai đứa lấy nhau rồi thì mẹ sẽ lui xuống, giúp hai đứa giữ cháu. Mẹ, mẹ mới có con đó. Tần Đông Tuyết đỏ mặt, cười hỏi. Ách. Tiếu Ái Linh khẽ nhếch miệng, không phản bác được, vẻ mặt xấu hổ. Ha ha. Tần Tranh cười phá lên. Một tiếng sau, Tiểu Ái Linh cùng Tần Đông Tuyết đứng dậy đi ra phòng khách, trên bàn ăn chỉ còn lại Tần Tranh cùng Bùi Đông Lai ngồi uống rượu. Đông Lai, lần này cậu đến Nhật Bản chẳng những giúp quốc gia chúng ta trở nên hôi lông hơn mà cũng khiến cho Diệp gia tối mày tối mặt. Tần Tranh rót một ly rượu, nói. Diệp gia nếu như yên lặng mà để cấp trên động thủ thì tốt, nếu như dám chống cự thì chỉ sợ ngay cả vị trí của Diệp Thạch cũng khó được bảo toàn. Nghe được Tần Tranh nói thế thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì từ xưa đến giờ cũng là thắng làm vua, thua làm giặc. Đông Lai, ly rượu này là ta tự phạt, xem như là xin lỗi hành động trước đây của Tần gia đối với cậu. Thấy Bùi Đông Lai không lên tiếng, Tần Tranh bỗng nhiên bưng ly rượu lên rồi tự nói. Chú Tần, không đợi Bùi Đông Lai ngăn cản, Tần Tranh đã uống sạch. Ly rượu này ta mời cậu. Cảm ơn những gì cậu đã làm cho Tần gia. Tần Tranh lại rót cho mình một ly, nghiêm mặt nói. Nói xong, hắn không đợi Bùi Đông Lai mở miệng thì đã uống sạch. Tốt lắm, Đông Lai, từ nay về sau, chúng ta sẽ là người một nhà, đêm nay không say không về. Liên tục uống hai ly rượu, dường như Tần Tranh đã giải khai khúc mắt, vẻ mặt trở nên thản nhiên hơn. Bùi Đông Lai nghe vậy, gật gật đầu. Không dây dưa vấn đề đó nữa mà chủ động rót rượu cho Bùi Đông Lai. Tuy rằng Tần Tranh uống tốt nhưng mà so với người luyện võ như Bùi Đông Lai thì hắn không thể nào so nổi, liên tục uống hơn vài chai thì hắn đã say quắc cần câu, cuối cùng được Tiếu Ái Linh cùng Bùi Đông Lai dìu hắn vào phòng ngủ của Tần Đông Tuyết. Đông Lai, để đó cho gì, hai đứa nghỉ sớm đi. Sau khi đưa Tần Tranh vào phòng thì Tiếu Ái Linh nói với Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết. Vâng. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết gật đầu rồi đi ra. Mặc dù Tần Đông Tuyết biết Bùi Đông Lai không có sao nhưng mà vẫn chủ động dìu Bùi Đông Lai vào phòng nhưng nàng có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Bùi Đông Lai. Mặc dù nàng cùng Bùi Đông Lai đã có tiếp xúc da thịt nhưng mà bởi vì lúc sau Bùi Đông Lai bề bộn công việc cho nên vẫn chưa giao lưu phối hợp lẫn nhau. Mà hôm nay Hạ Y Na đã đi vắng, hai người có cơ hội ở chung nhưng mà vợ chồng Tần Tranh, Tiếu Ái Linh lại ở cách vách. Nghĩ đến thế thì khuôn mặt của nàng đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui vào.